Y đạo quan đồ, Trương nhất châm. Chương 1956, biến thiên ba. Đám người vốn nói chuyện đang vui, nhưng đột nhiên lại trở nên yên tĩnh, một lúc sau mới nghe thấy một giọng nói kinh hỉ của Hồng Linh, Trương Dương. Trương đại quan nhân căn bản không ngờ lại gặp đám bạn học thực tập năm đó ở đây. Càng không ngờ nữ lang xinh đẹp đi giữa chính là tả hiểu tình đi du học ở nước Mỹ, Trương Dương không cô ta trở về từ khi nào, tình cảnh trước mắt nhất định là bạn học tụ hội nhìn thấy trương dương trong mắt đẹp của tả hiểu tình rõ ràng hiện lên một tia hoảng loạn tuy rằng cô ta và trương dương đã chia tay được một đoạn thời gian thậm chí cô ta cho rằng bóng dáng của trương dương đã sớm phai nhạt trong mình rồi nhưng mỗi lần gặp lại cô ta lại kìm lòng không đậu mà tim đập mạnh hơn cô ta lúc này ý thức được mình từ đầu đến cuối không hề quên trương dương hắn là mối tình đầu của cô ta cũng là người yêu mà cô ta cho tới bây giờ vẫn nhớ mãi không quên giữa bọn họ là lâu ngày gặp lại trong trí nhớ của bọn họ, mấy năm nay, bọn họ mỗi một lần gặp nhau đều là lâu ngày gặp lại. Nhưng mà trong lòng tả hiểu tình vẫn cảm thấy ấm áp, cô ta giống như là về lại lúc lần đầu gặp Trương Dương. Giống như về lại 5 năm, năm trước, trở lại thời bọn họ còn ngây ngơ, trở lại 5 tháng của mối tình đầu, nếu nói khi đó là mẹ cô ta khống chế tình cảm của cô ta, thì hiện tại lại là lý trí của cô ta đang khống chế cô ta. Trương Đại Quan Nhân nhìn tả hiểu tình, phát hiện nhiều năm như vậy cô ta vẫn không hề thay đổi, thời gian đã khiến cô ta trở nên thành thục. Nhưng không hề lưu lại bất kỳ dấu về nào trong đôi mắt tinh thuần của cô ta, Trương Dương bật cười, ánh mắt lướt qua tả hiểu tình, tới trên mặt Hồng Linh, hay nhỉ, mọi người tụ tập mà không ngờ không gọi tôi. Hồng Linh nói, chúng tôi là bạn học viện y học Giang Thành Tụ Hội, anh là vệ giáo, hơn nữa. Hiện tại anh là bí thư thị ủy Tân Hải quyền cao chức trọng, đám bạn họ chúng tôi nào dám trèo cao. Khi Hồng Linh nói chuyện vẻ mặt tươi cười. Cô ta hiện tại phụ trách tiêu thụ ở nhà máy dược Giang Thành, cũng là một trong những quản lý cao cấp của nhà máy dược. Đối với vị học đệ ngày xưa này, Hồng Linh thực sự bội phục từ đáy lòng. Đồng thời còn có một chút kiêng kỵ, mặc dù đang nói đùa, nhưng những lời này cũng xuất phát từ thật tâm. Trần Quốc Vĩ nói: "Bí thư Trương, khéo vậy, ngài sao lại ở đây?" Vị bạn cùng phòng ngày xưa này của Trương Dương hiện giờ khi đối mặt với Trương Dương, nói chuyện cũng đầy cung kính. Cảm giác yêu Việt của mình 5 năm trước cũng không còn lại chút gì Trương Dương cười nói Chúng ta năm đó đều thực tập chung một bệnh viện Tôi tuy rằng là vệ giáo sinh Nhưng cũng là học đệ của các vị Thế nên đừng bí thư dài bí thư ngắn làm gì Tôi là cán bộ cấp ban huyện thôi Không tính là gì cả Hắn đi đến trước mặt tả hiểu tình Nói tả hiểu tình từ nước Mỹ về lúc nào vậy Tả hiểu tình rụt rè cười cười Hơn một tháng rồi Trương Đại quan nhân gật đầu Tả hiểu tình trở về lâu như vậy cũng không chủ động liên lạc với hắn, xem ra cô ta có ý lảng tránh mình, hôm nay gặp lại tất nhiên là trùng hợp thôi. Hồng Linh nói, Bí thư Trương, chúng tôi chuẩn bị đi hát, anh có đi cùng không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Dương nói, hôm nay không được rồi, buổi tối tôi còn có việc. Hồng Linh nói, vậy đừng trách chúng tôi tụ tập mà không gọi anh nhé, là đại giá của anh không muốn tới trương dương cười nói để hôm khác đi nhóm người này trước đó đã thương lượng rồi tất nhiên sẽ không bởi vì sự xuất hiện của trương dương mà thay đổi kế hoạch tuy rằng tả hiểu tình rất muốn nói thêm mấy câu với trương dương nhưng sau khi nhìn thấy trương dương cảm giác tưởng niệm đã bị phủ đầy bụi bỗng nhiên trở nên mãnh liệt hồng linh nói bí thư trương để lại số điện thoại cho tôi đi lần sau có hoạt động tôi sẽ gọi anh trương dương cười cười để lại cho số điện thoại di động của mình để lại cho cô ta sau đó lịch sử tạm biệt bọn họ, trước khi đi, ánh mắt tự nhiên nhìn thoáng qua tả hiểu tình, tả hiểu tình cúi mặt, cố ý né tránh ánh mắt của Trương Dương. Trương Dương đi rồi, Hồng Linh kéo tay tả hiểu tình đi chậm lại, nói khẽ, lâu rồi không gặp, hai người sao lại xa lạ vậy. Tả hiểu tình hỏi ngược lại, chúng tôi thân lắm ư. Người khác không biết, nhưng Hồng Linh lại rất rõ đoạn tình cảm đó của hai người, cô ta có chút tiếc hận cảm thán nói, hai người thực sự là rất xứng đôi lúc ấy tôi sao không nhìn ra nhỉ tả hiểu tình gắt đừng nói hiu nói vượn hồng linh cũng bật cười hắn năm đó chỉ là một vệ giáo sinh mốc nghếch căn bản không ngờ năm năm sau lại sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy nếu biết hắn có thành tựu hôm nay khi đó tôi sẽ chủ động theo đuổi hắn tả hiểu tình nói lời này đừng để trần quốc vĩ nghe thấy hắn nếu nghe thấy thì thế nào cũng không tha cho cô đâu hắn dám ư hồng linh nói xong lại bật cười khanh khách trần quốc vĩ lúc này quay lại tìm họ ở trước mặt hồng linh hắn luôn biểu hiện ra có chút sợ vợ hồng linh chúng ta đi đâu hát hồng linh nói anh nói xem anh mà là đàn ông à chuyện gì cũng hỏi em loại việc nhỏ như đi hát này mà cũng không làm chủ được ư trần quốc vĩ lúng túng nói anh là đang trưng cầu ý kiến của em mà hồng linh nói hoàng gia giả nhật đi tới chỗ chị hồng tường bao của tần gia đối với trương đại quan nhân mà nói căn bản không có bất kỳ khó khăn gì thằng cha này đúng giờ nhảy vào trong nhà của tần gia nhìn thấy phòng của tần truyền lương vẫn sáng đèn hắn rón ra rón rén cúi người đi qua tới trước phòng của tần thanh nhìn thấy cửa sổ không đóng tần thanh quả nhiên để cửa sổ mở cho hắn trương dương lặng lẽ chui vào trong phòng tần thanh cười khẽ một tiếng trong bóng đêm mắt sáng rực trong bóng tối trương đại quan nhân tới bên giường tần thanh chui vào trong lòng hắn trương dương nhẹ nhàng hôn lên môi cô ta cảm thấy cái lưỡi thơm tho của tần thanh chủ động chui vào hai người trong bóng đêm hôn nhau rất nồng nhiệt một lúc sau tần thanh mới buông hắn ra thở hắt nói khẽ cha em vừa mới đi đấy trương dương cười nói ông ấy chắc sẽ không quay lại chứ tần thanh nói ông ấy thấy em ngáp biết em mệt rồi tất nhiên là không tới quấy dày trương dương nói anh nếu như nóng lòng không chịu nổi tới sớm một chút thì chẳng phải là sẽ bị lão nhân ra bắt quả tang ư Tần Thanh cười nói, nếu như vậy thì ông ấy nhất định sẽ đưa tên Lưu Manh Anh tới cơ quan công an. Tôi thấy ông ấy chưa chắc đã làm vậy đâu, với đầu óc của lão nhân gia, khẳng định có thể nhìn ra hai chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, thông đồng thành gian. Tần Thanh gắt, cái miệng này của anh trước giờ không thể nói được những lời tử tế. Trương Dương ôm Tần Thanh nằm trên giường, tay thò vào ngực cô ta, vuốt ve làn da ấm mềm như ngọc, ghé vào bên tai cô ta nói khẽ, hình như to ra nhiều. Tần Thanh thẹn thùng nói khẽ, mấy hôm trước ngực cứ tương tức, hiện tại đỡ hơn nhiều rồi, phản ứng của em hình như nặng hơn người bình thường một chút. Trương Dương cười nói, đứa nhỏ này dày vỏ em không ít, người làm mẹ như em vất vả quá, về sau nhất định bắt nó phải hiếu kính với em. Khi thằng cha này nói chuyện, tay lại bắt đầu không thành thật, sờ sờ nắn nắn, Tần Thanh tóm lấy tay hắn, nói khẽ không được dày vỏ em, đoạn thời gian này em đặc biệt. Trương Đại quan nhân đã cảm thấy chỗ đó của cô ta ướt át nói khẽ có phải là đặc biệt muốn làm chuyện đó không? Tần Thanh rụi sâu mặt vào ngư xê hắn, nói anh xấu lắm, đừng hòng dụ dỗ em phạm sai lầm. Trương đại quan nhân cười cười ôm chặt lấy cô ta, nói khẽ thanh, chờ em sinh em bé xong, anh sẽ bồi thường cho em. Tần Thanh nói, em không cần anh bồi thường em, em chỉ cần có thể được yêu anh cả đời là thỏa mãn lắm rồi. Trương đại quan nhân trong lòng rất cảm động, mấy mấy môi, tràn đầy cảm xúc nói, Trương Dương Anh hà đức hà năng mà có thể được em chiếu cố như vậy." Tần Thanh nói, anh không có tài kinh thiên địa vĩ, cũng không có đức tòng nhất nhi chung, nhưng em lại thích, em thực sự rất thích anh, thích con người anh chứ không ai khác. Trương Dương ôm mặt cô ta, hôn một cái. Tần Thanh nhìn đôi mắt thâm tình của Trương Dương, nói, trong khoảng thời gian em tới châu Âu, anh phải chiếu cố cho bản thân thật tốt đó. Trương Dương nói, anh sẽ dành thời gian tới thăm em, em không cần lo chuyện của anh. Trên đời này không có gì có thể làm khó được anh." Tần Thanh nói, "Anh nhớ kỹ, làm việc đừng xung động, nhất định không được mạo hiểm, vì em, cũng vì đứa bé sắp ra đời." Trương Dương nhẹ nhàng vuốt ve bụng của cô ta, tựa hồ cảm nhận được được sinh mệnh mới bên trong, hắn gật đầu nói, "Anh đáp ứng em." Nhớ tới Tần Thanh sắp tới châu Âu xa xôi, trong lòng Trương Đại Quan nhân tất nhiên là có thêm vài phần mất mát. Tần Thanh nói, "Ngày mai cha và em trai em sẽ đưa em tới Hỗ Hải." em từ đó bay tới châu Âu, anh đừng tiến em, em không thích cảnh chia lia, hơn nữa, em lo lúc đó sẽ không khống chế được tình tự của mình, để cha nhìn ra. chương 1957, có chút xa lạ một. Trương Dương gật đầu, chỉ cảm thấy Tần Thanh đã thật sự hy sinh quá nhiều vì mình. Hắn ôm Tần Thanh, nói, thật ra anh cũng không thích cảnh chia ly. Tần Thanh nói, có người từng nói, chia lìa lần này là để lần sau gặp lại, nghĩ không lâu nữa, em dẫn dứa bé xuất hiện trước mặt anh, anh có phải sẽ cao hứng hay không? Trương Dương nói, Thanh à, em có cảm thấy con người của anh rất quái lạ hay không? Tần Thanh cười nói, đương nhiên rồi, trên thế giới này không có ai là quái nhân như anh. Anh nói thật đấy, Trương Đại Quan Nhân nói, anh là người cổ đại. Tần Thanh đã không phải là lần đầu tiên nghe Trương Dương nói như vậy, có điều lần này cô ta không hề bật cười, nhìn đôi mắt sáng như sao trong bóng tối của hắn, nói khẽ, vậy thì sao? anh là người ngoài hành tinh thì em cũng vẫn yêu anh trương đại quan nhân nói anh vốn tên là trương nhất trâm là người triều đại tùy xuất thân thế gia y học cũng được cho là danh y một thời lúc đó quý phi của tùy dương đế khó xanh gọi anh vào trong vào cung đỡ đẻ cho cô ta anh vất vả lắm mới giữ được tính mạng của mẹ con bọn họ nhưng tên hôn quân vô đạo lấy cớ anh sờ soạng nữ nhân của hắn hạ độc trong rượu ban cho anh để người ta ở ngõ môn bắn chết anh Lúc này ngoài cửa sổ xẹt qua một đạo thiểm điện, chiếu sáng tình cảnh bên trong, Tần Thanh nhìn thấy vẻ mặt Trương Dương tràn ngập đau khổ, kìm lòng không đậu ôm chặt lấy hắn, bên ngoài vang lên một tiếng nổ. Trương Dương hít vào một hơi rồi nói, anh vốn cho rằng mình chắc chắn phải chết rồi, oán khí trong lòng ngút trời, nhưng lúc đó mây đen dày đặc, sấm chớp ầm ầm, đột nhiên nghe ầm một tiếng, một đạo thiểm điện đánh trúng gáy anh, sau đó thì anh mất đi chi giác. Sau khi anh khôi phục ý thức thì phát hiện anh đã tới thời đại này, trở thành một thực tập sinh của bệnh viện nhân dân huyện Xuân Dương, anh không còn là Trương Nhất Trâm, anh là Trương Dương. Tần Thanh nghe rất nhập thần, nói khẽ, về sau anh cứ vậy sống trong thời đại này ư? Trương Dương nói, lúc vừa mới tới, anh cũng hơi sợ. Có chút bối rối, nhưng anh rất nhanh liền phát hiện thời đại này so với thời đại mà anh sống trước đây thì thú vị hơn nhiều. Cho nên sau khi anh tới thì cũng không muốn rời khỏi đây nữa. Hắn cười nói, anh cũng không có bản sự rời khỏi. Tần Thanh nói, em hiện tại bắt đầu minh bạch vì sao trong đầu anh lại có những tư tưởng chế độ chồng trung thâm căn cố đế như vậy. Có điều, anh chắc không phải cố ý dùng những cố sự này để làm lý do cho cái tình cảm lan tràn của anh đấy chứ. Cô ta bắt đầu có chút tin lời nói của Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân cười khổ nói, anh đã nói ra hết bí mật đó của mình rồi, em không ngờ lại cho rằng anh lừa em. Tần Thanh mỉm cười nói, anh lừa em cũng được, mà nói thật cũng được, đối với em mà nói thì không quan trọng bất kể là như thế nào, em cũng thích anh, cả đời này em sẽ đi theo anh. Trong lòng trương đại quan nhân rất cảm động, ôm thân thể mềm mại và ấm áp của Tần Thanh, cảm thấy rất kiên định tự tại. Hắn nói khẽ, anh biết cố sự của mình thật sự quá mức hoang đường, anh từng nói với em, cũng từng nói với yên nhiên. Nhưng không ai trong bọn em tin anh cả. Tần Thanh nói, giữa chúng ta, tin hay không căn bản không quan trọng, quan trọng nhất đó chính là mỗi người đều yêu anh. Trương Dương nói, anh tới thời đại này, không hề ý thức được tình cảm quan của mình không phù hợp với tiêu chuẩn xã hội hiện tại. Cho nên anh mới phạm sai lầm lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Tần Thanh Gắt, anh là tự tìm lý do cho mình, cho dù là ở triều đại tùy, anh cũng vẫn là cây cải củ hoa tâm không biết kiềm chế. Trương đại quan nhân bật cười ha ha, hắn vốn cho rằng sau khi nói với Tần Thanh chân tướng, sẽ làm cô ta cảm thấy khiếp sợ, nhưng không ngờ biểu hiện của Tần Thanh đối với việc này lại chấn định thản nhiên như vậy căn bản không bị thân thế ly kỳ của hắn dọa sợ. Thật ra đối với Tần Thanh mà nói, hiện tại Trương Dương chỉ là người yêu của cô ta, bất kể xuất thân của hắn thế nào, bất kể lai lịch của hắn thế nào. Tần Thanh nắm lấy hai tay của hắn rồi nói khẽ, em mặc kệ anh từ đâu tới đây, tóm lại anh phải đáp ứng em, vĩnh viễn không được đi. Trương Dương gật đầu, lời thề son sắt nói, anh đáp ứng em. Trương Đại Quan Nhân ôm Tần Thanh đi vào giấc ngủ, đợi cho sau khi cô ta ngủ say rồi mới lặng lẽ rời khỏi, đêm khuya của Giang Thành vô cùng yên tĩnh, nhất là vừa mới sau một trận mưa, sự khô nóng lúc này đã bị quét sạch, trong không khí tỏa ra hương vị tươi mát, ánh đèn đường trở nên vô cùng mông lung, trên đường cái ít người đi lại. Trương Dương cảm thấy thoải mái trước giờ chưa từng có, có lẽ là bí mật đặt ở trong lòng cuối cùng cũng có người chia sẻ với hắn. Lần này chia tay là để lần sau gặp lại, Trương Dương Thủy Trung nghiền ngẫm những lời này, hắn nghĩ tới mình và tả hiểu tình, đối với bọn họ mà nói thì những lời này tựa hồ không thích hợp, Bọn họ mỗi lần gặp lại hình như đều là để cho lần sau chia tay. Trương Đại Quan Nhân trở lại nhà nghỉ của Nhã Vân Hồ, ngủ một giấc thật ngon tới tận khi mặt trời lên cao. Điện thoại của Tần Thanh khiến hắn tỉnh lại, cô ta và người nhà đã đi tới Hỗ Hải, bảo Trương Dương không cần tiễn. Giữa hai người sớm đã đạt tới trạng thái tâm hữu linh tê, Trương Đại Quan Nhân bảo cô ta phải chiếu cố cho bản thân nhiều hơn, những lời khác cũng không nói nhiều, An Ngữ Thần ở bên kia hắn đã dặn dò kỹ rồi. Sau khi Tần Thanh đến, An Ngữ Thần sẽ đích thân tới sân bay đón. Một nam nhân muốn an tâm làm việc thì phải giàn xếp tốt hậu viện, đối với Trương đại quan nhân mà nói thì đã không phải là hậu viện, mà là một hậu cung quy mô không nhỏ, làm nam nhân đúng là không dễ dàng gì. Sau khi nói lời từ biệt với Tần Thanh không lâu, di động của Trương Dương lại vang lên, người gọi điện thoại tới là Hồng Linh, Hồng Linh nói: "Bí thư Trương, đang làm gì đấy?" Trương Dương nói: "Đang ở trên giường." Hồng Linh ở bên kia bật cười khanh khách, ở một mình à. Cô ta xưa nay đều là tính tình mạnh mẽ như vậy, cái gì cũng dám nói. Trương Dương nói, một mình, hay là cô giúp tôi tìm một người đi. Hồng Linh cười càng vui hơn, cười một hồi lâu mới dừng lại, bí thư Trương, phương diện này không cần phải có tôi giúp, buổi trưa hôm nay mọi người đều tới nhà tả hiểu tình làm khách, anh có đi không? Trương Dương nói, cô ta không mời tôi, tôi tới có phải rất mạo muội hay không? Hồng Linh nói, tôi không phải là thay cô ta mời anh đây ư, ừ, đi đi, mọi người lâu như vậy rồi cũng chưa gặp nhau, cùng nhau tâm sự là được. Trương Dương nói, được rồi, tôi lát nữa sẽ đến. Hồng Linh nói, 11 giờ rưỡi ở nhà số 22 Phúc Hy Hoa Viên nhé. Trương Dương nói, không phải ký túc xá của cục vệ sinh ư. Hồng Linh nói, đó là xưa rồi, thị lý mới xây một tiểu khu ở ven hồ Nhã Vân, chủ yếu là dành cho những phần tử trí thức cao cấp, bọn họ đã chuyển nhà, hiện tại sống ở khu biệt thự liền kề. Trương Dương nói, được, tôi lát nữa sẽ lái xe tới. Hồng Linh nói, không cần, lát nữa tôi bảo Trần Quốc Vĩ lái xe đi đón anh, hắn dù sao cũng tiện đường mà. Trương Dương đáp ứng, hắn đứng dậy đi rửa mặt, nhìn đồng hồ đã là 11 giờ sáng, bữa sáng cũng miễn luôn, ngẫm lại cũng không tiện để người ta phải đợi, vì thế đi bộ tới siêu thị trong khách sạn, xem mua gì đó làm quà, ở cửa siêu thị vừa hay gặp Tô Viện Viện, nghe nói hắn muốn chọn lựa quà. Tô Viện Viện đề nghị tặng hoa, nhưng Trương Dương cân nhắc đến tặng hoa liệu có khiến người ta nghĩ xa không, cuối cùng vẫn chọn rượu vang. Hắn vừa mới chọn xong quà thì Trần Quốc Vĩ lái chiếc xe Santana mới của hắn đến, Trương Dương lên xe, nhìn thấy chiếc Santana này kèo treo biển mới, không khỏi cười nói, vừa mua à. Trần Quốc Vĩ nói, vừa không lâu, tất cả tiền dành dụng trong nhà đều đổ vào đây, đành chịu thôi, Hồng Linh cứ đòi mua mà. Trương Dương cười nói, cô ta làm tiêu thụ ở nhà máy dược, thu nhập chắc không ít. Trần Quốc Vĩ nói, nói chung là kiếm tiền nhiều hơn tôi, cho nên tôi ở nhà càng không có địa vị. Hai người đều bật cười. Trần Quốc Vĩ tuy rằng cao nhau, nhưng trong lời nói vẫn tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Hắn vừa lái xe vừa nói, Trương Dương, anh cũng không còn trẻ nữa nhỉ. Trương Dương nói, 28, trên thực tế thằng cha này cho lên 3 tuổi. Trần Quốc Vĩ nói: "Hai ta cùng tuổi, tôi đã kết hôn lâu như vậy, anh sao vẫn chưa cân nhắc tới đại sự cá nhân? Còn trì hoãn nữa là tới 30 đó, người đến 30 thì già rồi, chúng ta là bạn học cũ, tôi khuyên anh một câu, nhân lúc còn trẻ, mau lựa chọn đi, chờ tương lai lớn tuổi rồi, muốn tìm người thích hợp thì sớm đã bị người ta chọn mất rồi." Trương Đại Quan Nhân cười, thằng cha này nghĩ rằng bằng vào tiêu chuẩn này của tôi còn lo không tìm thấy lão bà ư? Lo thì cũng có cái lo đấy nhưng là làm thế nào để an bài cho nhiều hồng nhan chi kỷ như vậy? Trần Quốc Vĩ nói, tôi nghe nói anh hiện tại vẫn một mình. Trương Dương không phủ nhận, gật đầu. Trần Quốc Vĩ nói, tôi nhớ rõ trước đây anh và Tả Hiểu Tình từng yêu nhau. Trương Dương bật cười, anh cũng biết à. Trương 1958, có chút xa lạ hai. Trần Quốc Vĩ nói, đương nhiên rồi, năm đó tôi và Hồng Linh, anh và Tả Hiểu Tình cùng nhau tới núi Thanh Đài, anh có nhớ hay không? Nghe Trần Quốc Vĩ nhắc tới chuyện này, Trương Dương không khỏi hồi tưởng tới chuyện cũ năm đó, đó là một đoạn năm tháng thuần mỹ, tuy rằng mình vẫn trẻ tuổi như trước, nhưng tâm tính đã khác khi đó rất nhiều. Trần Quốc Vĩ nói, tối hôm qua vốn đã hẹn là cùng tới Hoàng gia giả nhật chơi, nhưng sau khi thấy anh, Tả Hiểu Tình liền thay đổi chủ ý đi về nhà. Trương Dương cười nói, Quốc Vĩ à, cái này thì có liên quan gì tới tôi? Phúc Hy Hoa Viên cách khu nghỉ của Nhã Vân Hồ không xa, hai người nói chuyện được một lúc thì đã tới nơi, sau khi Trần Quốc Vĩ đăng ký thì xe được cho phép tiến vào, xem ra chế độ quản lý của tiểu khu vô cùng nghiêm khắc. Tiểu khu này tất cả là biệt thự liền kề, vị trí vô cùng tốt, cách Nhã Vân Hồ cũng rất gần, nhà của Tả Hiểu Tình ở Ven Hồ, bãi đỗ xe trước cửa đã đỏ mấy chiếc ô tô, Trần Quốc Vĩ đỗ xe xong, Trương Dương cầm chai rượu vang cùng hắn tiến vào cửa, sau khi bấm chuông cửa thì Hồng Linh chạy tới mở cửa, cô ta cười nói bí thư trương anh cũng thật là khó mời trương đại quan nhân cười nói cô gọi tôi là trương dương được không lúc này tả hiểu tình cũng đi tới cô ta mặc sơ mi màu trắng cười cười với trương dương hoan nghênh quang lâm trương dương cầm rượu vang trong tay đưa cho cô ta cảm ơn trương dương cười nói không cần phải khách khí hoàn cảnh không tồi hắn nhìn tình huống bên trong một chút chật chật tán dương không tồi cái này gọi là phong cách nông thôn kiểu Mỹ đúng không? Tả hiểu tình cười nói, kiến thức rộng rãi quá, liếc một cái liền nhìn ra ngay. Trương Dương nói, cô còn coi tôi là một vệ giáo sinh không có kiến thức như trước đây à, hiện tại, tôi chuyện gì cũng biết một chút, có điều nghiên cứu không sâu. Hồng Linh nói, thiết bị trong nhà là hiểu tình thiết kế đấy, thế nào? Quá tuyệt vời phải không? Trương Dương cười nói, cái gì cũng để cô nói hết rồi thì tôi còn biết nói gì nữa mấy người đều bật cười, hôm nay đa số đều là bạn học của tả hiểu tình, Trương Dương tuy rằng quen, nhưng lại không gọi tên được. Một nam tử mặc áo phông đen đi tới, hắn cười nói, đây là bạn học của tôi Trương Dương, vị này là bạn học ở nước Mỹ của tôi Dương Siêu Phàm. Trương Dương cười vươn tay ra bắt tay Dương Siêu Phàm, nói, hạnh ngộ hạnh ngộ. Dương Siêu Phàm chỉ nắm hờ tay hắn một cái, sau đó thì nhanh chóng buông ra, nói, nếu là bạn học của Hiểu Tình thì cũng đều là bằng hữu của tôi. Trương Đại Quan Nhân nghe thấy câu này thì trong lòng lập tức liền có khó chịu, nói kiểu gì thế, mày là cái thá gì? Có điều tu dưỡng khí độ của Trương Đại Quan Nhân hiện giờ đã hơn xa trước đây, hắn mỉm cười gật đầu, sau đó đi đến khu sofa rồi ngồi xuống, Hồng Linh đi theo, đưa cho hắn một ly trà, nói khẽ, đừng trách tôi không nhắc nhở anh nhé. Dương Siêu phàm kia là người Hoa quốc tịch Mỹ, nhà họ rất có tiền, gần đây đang tấn công hiểu tình rất mãnh liệt. Trương Dương cười 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 Hồng Linh trước giờ luôn là người nhiều chuyện, mấy năm nay vẫn không thay đổi chút nào, hắn uống ngụm trà, không nói gì. Lúc này thêm người người tới, là cha mẹ của Tả Hiểu Tình, Tả Ủng Quân và Tưởng Tâm Tuệ. Hai người nhiệt tình chào hỏi đám người trẻ tuổi, Tả Ủng Quân nhìn thấy Trương Dương thì không khỏi kinh hỉ. Trương Dương, cậu đến đây lúc nào vậy? Trương Dương đứng dậy cười nói, tôi tới đây làm chút việc công, vừa hay gặp bọn họ, cho nên mạo muội đăng môn. Tưởng tâm tuệ nhìn thấy Trương Dương thì vẫn có chút mất tự nhiên, lúc trước là một tay bà ta chia rẽ quan hệ luyến ái của con gái và Trương Dương, con gái sau khi tới nước Mỹ tuy rằng có người theo đuổi, nhưng Thủy Trung không yêu ai, Trương Dương về sau lại trở thành con rể của bí thư tỉnh ủy Tống Hoài Minh. Có thể nói năm đó bà ta căn bản không ngờ tới người thanh niên này sẽ có được thành tựu lớn như vậy trong sự nghiệp, nếu có tiền hậu nhãn, bà ta khẳng định sẽ không chia rẽ một hôn sự tốt như vậy, nhưng chuyện đã trôi qua nhiều năm rồi, hình như không thể nào thay đổi được gì nữa trương dương chủ động gọi một tiếng cô tưởng tưởng tâm tuệ cười cười hiện giờ trương dương đã là bí thư thị ủy tân hải bà ta ở trước mặt trương dương đã không còn bất kỳ cảm giác về sự ưu việt nào tất nhiên không thể lấy ra được loại khí thế từ trên cao nhìn xuống nữa bà ta cười nói trương dương cũng tới à tạ ủng quân nói buổi trưa tôi đã đặt chỗ ở nghinh tân quán nhã vân hồ chúng ta tới ăn cơm đi trương dương không khỏi thầm bật cười không ngờ mình vòng một vòng rồi lại quay trở về hồng linh thấy vậy thì hỏi anh cười cái gì trương dương nói tôi mới từ đó tới giờ lại quay về điểm xuất phát câu quay về điểm xuất phát khiến nội tâm tả hiểu tình xúc động cô ta không tự chủ được nhìn thoáng qua trương dương mọi người phân biệt lên xe trương dương vẫn lên xe của trần quốc vĩ nhìn thấy tả hiểu tình và hai vị bạn học khác lên một chiếc audi từ biển số xe cho thấy chắc là một vị lãnh đạo nào đó của giang thành Hồng Linh cố ý nói, Dương Siêu Phàm theo đuổi nhanh thật. Trần Quốc Vĩ nói, tôi thấy Tả Hiểu Tình cũng không thích hắn. Hồng Linh nói, ai biết được, Hiểu Tình cũng không còn nhỏ nữa rồi, 26 rồi, nữ nhân tới tuổi này mà chưa lấy chồng là sắp bán thành bà cô rồi đấy. Trương Dương không nói gì, chỉ cười, những lời này của Hồng Linh hiển nhiên là nói cho hắn nghe. Hồng Linh nhìn thấy Trương Dương không tỏ vẻ gì thì lại có chút không nhịn được, Trương Dương, anh hiện tại vẫn một mình phải không? trương dương nói vẫn thế hồng linh nói anh còn có khả năng với hiểu tình không trương dương nói đến nơi rồi hắn không hề trực tiếp đáp lại câu hỏi của hồng linh hồng linh bất mãn chừng mắt lườm hắn một cái công phu chơi thái cực của người này thực sự là cao minh trương dương không đem tình cảm của mình ra thảo luận hắn xuống xe phát hiện tả ủng quân đặc biệt đang chờ mình trương dương tuy rằng không có thiện cảm lắm với tưởng tâm tuệ nhưng tả ủng quân ngay từ đầu đã đối với hắn không tồi hắn cười nói, chú tả, hôm nay lại khiến chú tốn tiền rồi. Tả ủng quân nói, tôi thích ở cùng một chỗ với người tuổi trẻ các cậu, nghe thấy tiếng nói cười của các cậu, tôi cảm thấy mình như trẻ ra nhiều. Hai người bất chi bất giác liền đi sau cùng. Trương Dương nói, tôi đã nghe nói chuyện của thị trường tả. Tả ủng quân bật cười bật cười em trai lên làm bí thư thị ủy Giang Thành. Y tất nhiên cảm thấy cao hứng, tả ủng quân nói, tôi cũng vừa mới nghe nói tới chuyện này bí thư đỗ lần này đi quá đột nhiên, trước đó không có bất kỳ dấu hiệu gì. Trương Dương nói, hắn đã sớm là thường ủy tỉnh ủy rồi, tôi vốn còn cho rằng hắn sắp tới sẽ đến tỉnh Lý nhậm chức, không ngờ lại xảy bước rộng như vậy. Tạ ủng quân nói, bí thư đỗ đã được chú định là người đi lên trên, tiền đồ không thể hạn lượng. Hứng thú đối với chính trị của tạ ủng quân không lớn, cái này có liên quan tới vị trí trước mắt của y, với tuổi và kinh lịch của y, không thể đi xa hơn được nữa rồi, ngay cả Trương Dương bên cạnh hiện giờ cũng đã là cán bộ cấp chính ban, cung cấp với y, nếu nói đến quyền lực trên thực tế thì tả ủng quân không thể so sánh được. Ngành tân quán của Nhã Vân Hồ là nơi công vụ được chỉ định của chính phủ thành phố Giang Thành, ở đây gặp người lãnh đạo của thành phố Giang Thành cũng không bất ngờ, Trương Dương ở đại sảnh liền gặp phó thị trưởng thành phố Giang Thành Tào Hướng Đông và phó thị trưởng Giang Thành Tiếu Minh. Tào Hướng Đông và Tiếu Minh hôm nay tới đây là có nhiệm vụ tiếp đãi, hai người nhìn thấy trương dương thì lập tức cười cười đi tới tào hướng đông cười nói bí thư trương tới lúc nào vậy trương dương đi tới bắt tay với hai người bọn họ hắn từng giải trừ bệnh cho cha của tào hướng đông kể ra thì tào hướng đông còn nợ hắn một nhân tình không nhỏ không lớn về phần tiếu minh là người quen cũ của trương dương trước đây hai người một độ từng đi lại rất thân thiết nhưng về sau hành vi hái cỏ đầu tường của tiếu minh dẫn tới sự phản cảm của trương dương cho nên giữa bọn họ cũng càng lúc càng xa từ sau khi trương dương rời khỏi giang thành thì hai người rất ít liên lạc trương dương nói đến ngày hôm qua vừa hay gặp những bạn học này tả ủng quân cũng đi tới chào hỏi tào hướng đông nói bí thư trương cùng nhau ăn cơm đi trương dương cười nói không được tôi đã đáp ứng viện trưởng tả rồi tào hướng đông gật đầu tiếu minh và tả ủng quân vô cùng nhiệt tình kéo tay y nói ủng quân cháu ngoại tôi sao rồi Tả ủng quân cười nói, là người trẻ tuổi không tồi. Tiếu Minh nói, tôi thấy hắn và hiểu tình rất hợp ý, ánh mắt của người làm cha như anh đừng có khó khăn quá. Trương Dương giờ mới biết, thì ra Dương siêu phàm là cháu ngoại của Tiếu Minh, khó trách hắn khó trách hắn lại lái xe công của chính phủ thành phố Giang Thành, chắc là Tiếu Minh cho hắn mượn dùng. Tới phòng mà tả ủng quân đặt, thức ăn đã được đưa lên, tưởng tâm tuệ không nhịn được thầm oán, lão tả, đi đâu mà tới muộn thế, mọi người đang đợi anh đó. Tạ ủm quân cười nói, vừa rồi ở đại sảnh gặp thị trưởng Tào và thị trưởng Tiếu. Dương siêu phàm nói, cậu tôi cũng tới à. Trong thanh âm của hắn lộ ra vẻ vui sướng và đắc ý, khi nói chuyện còn cố ý nhìn thoáng qua Trương Dương. Trương 1959, có chút xa lạ ba. Trương đại quan nhân cười thầm trong lòng, không phải là phó thị trưởng Giang Thành thôi ư. Thế mà cũng mang ra khoe à. Thằng cha này phát hiện dục vọng chiếm hữu của mình vẫn rất mạnh, tuy rằng tả hiểu tình hiện tại đã không còn quan hệ luyến ái với hắn, nhưng nhìn thấy người khác theo đuổi tả hiểu tình, thằng cha này trong lòng vẫn khó chịu. Ăn trong bát nhìn trong nồi chính là chỉ loại người như Trương Dương, có điều thằng cha này cũng không cảm thấy có gì không đúng, ngược lại cho rằng là đương nhiên, nữ nhân của lão tử không ai có thể chạm vào được, nghĩ cũng không được luôn. Nếu không có loại nhân vật như Dương siêu phàm xuất hiện, nói không chừng lần gặp lại này của Trương Dương và tả hiểu tình sẽ phẳng lẳng như nước hồ, nhưng đã có Dương siêu phàm, chuyện liền xuất hiện một biến hóa cực kỳ thú vị. Trương đại quan nhân rất ít nói chuyện, hắn cũng không quen đám bạn học này lắm, người ta phần lớn là đàm luận về vấn đề học thuật chuyên nghiệp, Trương đại quan nhân tuy rằng cũng tìm hiểu một chút về Tây y, nhưng ở trước mặt những khoa chính quy hoặc thạc sĩ hoặc bác sĩ này thì hắn còn kém xa, so với làm trò cười cho người trong nghề, chẳng thà im lặng là vàng. Tả Hiểu Tình cũng rất ít nói chuyện, sự trầm mặc của cô ta là vì Trương Dương ở đây. Mới gặp Trương Dương cô ta cảm thấy động lòng và kinh hỉ, nhưng hôm nay gặp lại Trương Dương cô ta luôn cảm thấy giữa bọn họ có một bức tường rất dày, loại bầu không khí này lộ ra vẻ xa lạ và xấu hổ, cô ta cho rằng Trương Dương đã thay đổi rồi, loại cảm giác này khiến cô ta cảm thấy ủy khuất. Không khí của tiệc rượu trên cơ bản là dựa vào Hồng Linh đưa lên, tuy rằng đa số bạn học rất hào hứng, nhưng Trương Đại Quan Nhân đã cảm thấy không thú vị, hắn và đám người này vốn không hợp nhau và lại hắn cũng không phải là bạn học của họ trên ý nghĩa nghiêm khắc, không thuộc cái giới này, Trương Đại Quan Nhân có chút hối hận vì đã xuất hiện ở đây hôm nay. Tuy rằng Trương Đại Quan Nhân bảo trì trầm mặc, nhưng vẫn có người chú ý tới hắn, Dương Siêu Phàm nói Trương Tiên Sinh hiện tại đang làm gì. Hắn hiển nhiên không biết Trương Dương. Trương Dương cười nói, làm công cho đảng. Dương Siêu Phàm vật đầu, giả bộ bộ dạng rất tinh thông, chính là nhân viên công tác của chính phủ à. Các anh đều là bạn học, Xem ra anh là đã bỏ mất chuyên ngành được học trước kia rồi. Trương Đại Quan Nhân cảm thấy có chút buồn cười, mình đang làm gì, không ngờ không ai giới thiệu cho Dương Siêu Phàm, Trương Dương không biết, hắn không thuộc giới này, trong mắt đám bạn học Hồng Linh, Dương Siêu Phàm cũng không thuộc giới của bọn họ. Những người này tất nhiên là lười chẳng buồn nói chuyện với Dương Siêu Phàm, Dương Siêu Phàm này rất ngạo khí, mục đích hắn tới đây chỉ có một, là hướng về phía Tả Hiểu Tình, đối với người khác hắn trên cơ bản lựa chọn không nhìn. Hắn là bác sĩ ở Mỹ, trong mắt hắn đám bản khoa sinh như hồng linh này đương nhiên không tính là. Tả Hiểu Tình tất nhiên cũng sẽ không giới thiệu toàn diện thân phận của Trương Dương với Dương Siêu Phàm, cho nên cho tới bây giờ Dương Siêu Phàm đều cho rằng Trương Dương chỉ là một trong những bạn học bình thường của Tả Hiểu Tình, nhưng có thể có thể nhìn ra Tả Hiểu Tình đối với Trương Dương bất đồng với người khác, có một số việc không thể giấu được. Trương Dương nói, cho dù là vậy thì ở trong bộ môn của chính phủ sống vẫn nhẹ nhàng hơn dương siêu phàm thở dài nói loại quan điểm này của trương tiên sinh tôi không ủng hộ con người không thể cứ ngây ngô cả đời được có thể là hoàn cảnh công tác trong nước quá thoải mái thiếu cạnh tranh cho nên các anh phổ biến thiếu ý thức nguy cơ làm nghề này của chúng ta quả thật là sống tới già thì học tới già ngay cả một thoáng cũng không được buông lỏng tôi tuy đã lấy được học vị tiến sĩ nhưng tôi vẫn không dám buông lỏng học tập kỹ thuật y học biến chuyển từng ngày anh nếu thả lỏng thì tất nhiên sẽ lạc hậu Đám bạn học của đa số đều không vui, câu vừa rồi của thằng ôn này chắc khác nào là coi thường tất cả mọi người. Trương Dương cười nói, đúng vậy, không học tập là không được, nhưng chỉ học tập mà không thực tế thì cũng không được, cũng có khối người học thì giỏi nhưng năng lực thực tế thì kém. Dương siêu phàm bị hắn châm chọc một câu, da mặt có chút nóng lên, hắn cầm chén rượu lên nhấp một ngụm rồi nói, thu nhập của Trương Tiên sinh ở trong nước thế nào? Trương Dương nói: "Làm cái nghề này của chúng tôi cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, tôi một năm cộng lại cũng chỉ được 10.000 đồng." Dương Siêu Phàm nói: "Đô la á?" Thằng cha này nói lời này là có chút giáp tâm cố ý. Trương Dương cười nói: "Nơi này là Trung Quốc, chúng tôi đều dùng nhân dân tệ." Dương Siêu Phàm cảm thán nói: "Quá ít, còn không đến 2.000 đô la." Tả ủng Quân thực sự là quá xấu hổ y giải vây cho Trương Dương, tiêu chuẩn tiền lương trong nước trước mắt không thể nào sánh bằng nước Mỹ, nhất là giới vệ sinh, tiền lương của Trương Dương đã không thấp rồi. Dương siêu phàm nói, hiểu tình ở nước Mỹ, tiền lương một tháng là 2 vạn đô la, so với Trương Tiên Sinh thì bằng lương 10 năm. Hắn không nói tới bản thân hắn, tiền lương một năm của Dương siêu phàm trước mắt đã là trăm vạn đô la, trong mắt hắn con số này là cả đời nhóm người Trương Dương cũng không kiếm được. Hắn không nói, nhưng Trương Dương lại cố ý hỏi một câu, "Bác sĩ Dương một năm kiếm được bao nhiêu?" Dương Siêu Phàm chỉ mong sao hắn hỏi câu này, mặt mang theo vẻ kiêu ngạo trả lời, "Hơn 80 vạn, tôi cũng không hài lòng với tiền lương hiện tại, có một bệnh viện của Chicago muốn tôi tới làm, trả lương cho tôi một năm 100 vạn, tôi đang cân nhắc." Nói xong hắn cười nói với Tả Hiểu Tình, "Hiểu Tình, em nếu đi thì anh cũng đi." Tả Hiểu Tình nói, "Tôi không về nước Mỹ." Những lời này khiến Dương Siêu Phàm nghẹn lời hồng linh nói thật ra người có bản lĩnh thì ở đâu cũng đều vậy cả thôi dương siêu phàm nói tôi thấy cũng chưa chắc có những lúc năng lực của người ta nhiều hay ít cũng quan hệ mật thiết với hoàn cảnh chung quanh một bác sĩ ngoại khoa không có giao phẫu thuật thích hợp thì cũng không thể giải trừ đau khổ cho người bệnh trương đại quan nhân cười khẩy thằng cha này nhiều nhất chỉ là loại vừa đến đã khoe khoang tả hiểu tình nói bác sĩ ưu tú thực sự không cần mượn dùng điều kiện ngoài bộ khi nói những lời này Cô ta không hề nhìn Trương Dương, trước mắt hiện ra tình cảnh lần đầu cô ta và Trương Dương quen biết nhau, Trương Dương ở phòng cấp cứu giúp cô ta cứu người. Dương Siêu Phàm có chút kỳ quái nhìn Tả Hiểu Tình một cái một cái. Hắn không biết hôm nay Tả Hiểu Tình vì sao luôn chống đối hắn. Chẳng lẽ là bởi vì Trương Dương ở đây ư? Dương Siêu Phàm thật sự không nghĩ thông, nói tới nội hàm bề ngoài thì Trương Dương có điểm nào hơn mình. Nếu nói tới bằng cấp và thu nhập thì mình càng miểu sát hắn luôn. Nhưng thoạt nhìn Tả Hiểu Tình vẫn rất bảo vệ hắn, hắn rốt cuộc có ưu điểm gì? Dương Siêu Phàm nói, Trương Tiên Sinh từ bỏ sự nghiệp bác sĩ mà không thấy tiếc ư? Trương Dương nói, con người của tôi cũng không hiểu được cái gì gọi là từ bỏ. Dương Siêu Phàm nghe không hiểu, nhưng khi Trương Đại Quan Nhân nói chuyện ánh mắt lại nhìn Tả Hiểu Tình. Trong đám người này chỉ có Tả Hiểu Tình nghe hiểu được ẩn ý trong lời nói của hắn, tim đập loạn nhịp, cũng chỉ có Trương Dương mới có thể khiến cô ta tâm loạn như ma như vậy lúc này tiếu minh tới đây dương siêu phàm gọi một tiếng cậu tiếu minh cười cười gật đầu hắn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh trương dương cầm chén rượu lên nói trương lão đệ tàu thị trưởng tàu bảo tôi mời anh tới trương dương cười nói lãnh đạo các anh nói chuyện tôi tới có tiện không tiếu minh cười nói đều là người một nhà mà đợi lát nữa anh tới là biết liền dương siêu phàm nghe thấy cậu không ngờ gọi trương dương là trương lão đệ thì đầu óc có chút hồ đồ Tiếu Minh giới thiệu Dương Siêu Phàm với Trương Dương, Trương Lão Đệ, đây là người vừa rồi tôi nói với cậu, Dương Siêu Phàm, cháu ngoại tôi, là bác sĩ y học của nước Mỹ. Trương Dương cười cười gật đầu, vừa rồi có uống mấy chén, chỉ là không biết là cháu ngoại anh. Tiếu Minh nói, về sau mong Trương Lão Đệ chiếu cố nhiều hơn. Trương Dương cười nói, không thành vấn đề, cháu ngoại anh cũng chính là cháu ngoại tôi. Hồng Linh bạn học không nhịn được cười ồ một tiếng, bạn học chung quanh cũng cười, Dương siêu phàm xấu hổ vô cùng, mặt đỏ bừng như cà chua. Trương Dương nói một tiếng với vợ chồng tả ủng quân rồi cùng Tiếu Minh tới phòng bên cạnh. Dương siêu phàm đợi cho bọn họ đi rồi mới thấp giọng hỏi Trần Quốc Vĩ, hắn rốt cuộc đang làm gì? Trần Quốc Vĩ nói, bí thư thị ủy Tân Hải. Người không biết không có tội. Tiếu Minh là người từng trải, từ câu nói cuối cùng của Trương Dương cũng biết cháu ngoại của mình khiến hắn khó chịu. Tiếu Minh cũng có chút hiểu biết về tính tình của Trương Dương, phàm là ai chọc vào hắn, ít người có được kết cục tốt. Tiếu Minh nói, thằng cháu ngoại kia của tôi ỉ có chút học vấn, tâm cao khí ngạo, nếu có chỗ nào đắc tội với anh thì mong rằng Trương Lão Đệ thông cảm cho. Trương Dương mỉm cười nói, anh không nói thì tôi đối với hắn thực sự là không có bao nhiêu ấn tượng. Hai người tới phòng bên cạnh, Trương Dương phát hiện lời nói của Tiếu Minh không phải là giả, trong phòng đều là một số lãnh đạo của Giang Thành, Bộ trưởng Tổ chức Từ Biêu, Phó Thị trưởng Chủ quản Công nghiệp Nghiêm Tân Kiến, bí thư thị ủy phong trạch tôn đông cường còn có mấy bí thư khu ủy nữa chương 1960 người yêu bằng hữu người qua đường một ở đây đều là người quen nhìn thấy trương dương tiến vào bầu không khí lập tức trở nên sinh động từ bưu làm khó dễ đầu tiên bí thư trương anh làm quan càng lúc càng lớn cũng càng lúc càng kiêu đã sớm quên mất đám bạn bè cũ này rồi trương đại quan nhân chắp tay xin tha các vị lãnh đạo các vị đại nhân không có sự dẫn dắt và giúp đỡ của các ngài nào có tiểu nhân hôm nay trương dương có lễ thằng cha này cực kỳ thuần thục vái mấy cái chọc cho cả đám người bật cười từ biu kéo cánh tay hắn mời hắn ngồi xuống giữa mình và tôn đông cường tôn đông cường trước tiên rót một ly cho trương dương từ biu nói uống đi rồi nói trương đại quan nhân cười nói tôi cũng không sợ uống rượu nhưng uống thì cũng phải uống cho minh bạch vậy ai có thể nói cho tôi biết hôm nay ngồi đây uống rượu vì cái gì không phó thị trưởng thường vụ tàu hướng đông nói anh cứ uống xong đi rồi sẽ khác biết trương đại quan nhân rất sảng khoái cầm cái chén trước mặt lên ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch nhận được tiếng khen hay của cả bàn tiếu minh nói hôm nay là đông cường làm ông chủ đặc biệt chúc mừng thị trưởng tàu trương đại quan nhân lập tức minh bạch hắn cười nói vừa nhắc tới chuyện này tôi cũng nên kính thị trưởng tàu một ly chúc mừng ngài được thăng chức Tào hướng đông bật cười tôi đã quá rồi trăm ngàn lần đừng làm chuyện ăn mừng linh tinh làm gì cả, Đông Cường, không phải tôi phê bình anh, nhưng chuyện này anh làm có chút hơi quá rồi. Tuy rằng là phê bình tôn Đông Cường, nhưng khóe môi lại mang theo ý cười cực kỳ thưởng thức. Đỗ Thiên Giã được điều tới Tân Hải, tả viên chiêu tiếp nhận chức vụ bí thư thị ủy, tào hướng đông đương nhiên trở thành đại thị trưởng của Giang Thành, phó bí thư thị ủy thành phố Giang Thành, giờ ở Giang Thành là nhân vật số 2 sau tả viên chiêu, cho nên đám cấp dưới này tổ chức ăn mừng cho y cũng là chuyện trong tình lý. Trương đại quan nhân cũng không thích loại xã giao này, tôn đông cường làm chủ, tính mục đích của thằng cha này khá rõ ràng, là nịnh bợ tàu hướng đông, bảo trì nhất trí với tàu hướng đông, nhớ ngày đó, chủ nhiệm hội đồng nhân dân Triệu Dương Lâm, cũng là bố vợ của hắn khi còn tại vị từng phát sinh mâu thuẫn với tả viên chiêu, hiện giờ tả viên chiêu đã là bí thư thị ủy, chưa chắc sẽ trọng dụng con rể của Triệu Dương Lâm. Tôn Đông Cường vội vàng dựa vào cây đại thụ tàu hướng đông này, cũng là lựa chọn không tồi. Trương Dương sớm đã rời xa trung tâm chính trị Giang Thành, đối với đám người này mà nói, hắn đã hoàn toàn trở thành một người ngoài cuộc. Thật ra đa số người đều nghe nói chuyện Trương Dương và Sở Yên Nhiên chia tay, bởi vì chuyện này mà vầng sáng chính trị trên người Trương Dương đã suy yếu hơn rất nhiều so với trước đây. Hắn đã không còn là con rể của bí thư tỉnh ủy, mua bán không được còn nhân nghĩa thường thường chỉ tồn tại trong truyền thuyết, rất nhiều người đều nghe nói sau khi Trương Dương và Sở Yên Nhiên chia tay, hiện tại ngày tháng cũng không sung sướng gì. Trương Dương kính rượu một vòng, mỗi người đều uống hai. Hắn vốn cho rằng tạ ủng quân sẽ tới kính rượu, nhưng tả ủng quân cuối cùng vẫn không tới, nếu dựa theo cấp bậc mà nói thì tả ủng quân là phải tới, có điều hiện tại y đã là anh trai của bí thư thị ủy, tất nhiên không cần phải nhìn sắc mặt của đám người này. Bữa cơn này kết thúc rất sớm, thậm chí không đợi trương đại quan nhân đề xuất cáo từ thì tào hướng đông đã đề nghị rồi trương dương tiến bọn họ tới ngoài cửa lớn của khách sạn tào hướng đông không hề nóng lòng muốn đi mà là đứng ở cạnh ô tô của mình tán gẫu với trương dương vĩnh viễn đừng xem thường biến hóa từ phó trước đến chính thức hiện tại tào hướng đông đã có lột xác rõ rệt so với trước đây thì càng nói nhiều hơn hắn vô cùng chú ý tới chuyện viên hiếu công tới đông giang nhậm chức hỏi một số tình huống mới nhất của bắc cảng vì thế Trương Dương lại phát hiện một cái biến hóa của y, trước đây bất kể hắn gợi ý như thế nào, Tào Hướng Đông cũng không muốn chủ động nhắc tới chuyện của Bắc Cảng, hiện tại không ngờ lại chủ động nhắc tới. Đứng trước cửa Hàn Huyên với Tào Hướng Đông hơn 10 phút, y mới lên xe rời đi. Trương Dương vốn định trở về thì nhìn thấy Tả Hiểu Tình và đám bạn học cùng nhau đi ra, Trương Dương cười cười đi tới. Hồng Linh nói: "Bí thư Trương, đừng trách chúng tôi không đợi anh, chúng tôi cho rằng anh tiếp lãnh đạo nên không muốn về." Trương Dương cười nói, lãnh đạo có quan trọng đến mấy cũng không quan trọng bằng bạn học. Hồng Linh nói, chúng tôi đã hẹn ngày mai cùng tới núi Thanh Đài, anh đi không? Trương Đại Quan Nhân cũng không phải không muốn đi, nhưng người trong quan trường thân bất do so kỷ, hắn nhìn về phía Tả Hiểu Tình, thấy vẻ chờ mong trong con mắt sáng ngời của Tả Hiểu Tình, hắn cười cười, không được rồi, tôi buổi chiều hôm nay là phải về, ở Tân Hải có nhiều việc lắm. Ánh mắt của Tả Hiểu Tình lập tức ảm đạm rồi, cô ta quay mặt đi. Nhìn về phía Hồ Nhã Vân Minh mông ở đằng xa. Trương Dương nói, mọi người nếu có thời gian thì tới Tân Hải làm khách nhé, đến đó rồi tôi mời mọi người ăn hải sản. Hồng Linh lập tức hưng phấn, thật ư, tôi nhớ kỹ rồi đó, anh phải từng thời từng khắc chuẩn bị sẵn sàng, chúng tôi tùy thời đều có thể giết tới đó. Khi Tả Hiểu Tình chuẩn bị rời đi, Trương Dương gọi cô ta lại, hắn luôn cảm thấy rời đi như vậy hình như thiếu chút gì đó, giữa hắn và Tả Hiểu Tình trở thành người yêu cũng được trở thành bằng hữu cũng được, nhưng thật sự không nên trở thành người qua đường. Trước mặt cha mẹ và nhiều người như vậy bị Trương Dương lưu lại, tả hiểu tình ít nhiều lộ ra có chút ngượng ngùng có chút ngượng ngùng, nhưng cô ta cuối cùng vẫn ở lại. Tưởng tâm tuệ tất nhiên sẽ không hỏi đến chuyện của con gái, nằm ngoài dự đoán mọi người là tưởng tâm tuệ cũng không, tất cả mọi người đi rồi, chỉ tả hiểu tình lưu lại. Thời tiết sau chưa có chút khô nóng, Trương Dương đề nghị bọn họ đi tới lương đình cạnh hồ ngồi hai người một trước một sau đi tới, tả hiểu tình đi rất nhanh như là đang trốn tránh, nhưng cô ta lại biết rõ mình muốn đi chậm lại. trương đại quan nhân không nhanh không chậm đi theo phía sau tả hiểu tình, nhìn bộ pháp nhẹ nhàng như linh dương mà mà tràn ngập tiết tấu của cô ta. năm năm thời gian trượt như lướt qua, ngay cả hắn cũng không biết giữa bọn họ rốt cuộc đã thay đổi bao nhiêu. trước lương đình là hồ sen, tả hiểu tình nhìn mảng sen màu xanh, mong chờ màu xanh chữ tĩnh này có thể giúp cô ta bình phục tâm tình nhưng ánh mắt của cô ta lại có ý mà như vô ý nhìn lên cái búp màu hồng khiến tim người ta đập nhanh này. Trương đại quan nhân chắp tay sau lưng, nhìn hồ sen rồi nói khẽ cô vừa rồi không ngờ không xin phép mẹ. Những lời này khiến tả hiểu tình cảm thấy thằng cha này vẫn như cũ, không hề thay đổi, vẫn vô liêm sỉ giống như năm đó. Cô ta lấy hết dũng khí lường trương dương một cái, tôi vì sao phải xin phép mẹ tôi. Sau khi hỏi xong, trong lòng bản thân cô ta cũng đã có đáp án, Trương Dương hiển nhiên là đang nói mình trước đây không có chủ kiến, chuyện gì cũng phải nghe theo mẹ. Trương Đại Quan Nhân cười hắc hắc một tiếng, không nói gì. Tả Hiểu Tình gắt, lòng dạ hẹp hòi. Trương Đại Quan Nhân lại cười hắc hắc. Tả Hiểu Tình nói, trừ cười anh không biết nói gì nữa à. Trương Dương nói, vừa rồi cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói với cô, nhưng lúc này lại không biết nên nói gì. Tả Hiểu Tình nói, có thể là do lâu rồi không gặp, trương dương nói thật thực sự không trở về nước mỹ nữa à tả hiểu tình nói không biết trương dương nói không đi cũng tốt thật ra ở trong nước rất thiếu bác sĩ tả hiểu tình nói ở nước ngoài càng lâu thì liền cảm giác trong lòng mình càng bối rối vì sao lại có loại cảm giác này tả hiểu tình lắc đầu tôi cũng không rõ lắm cảm giác mình sống không chân thực tựa như một mảng bèo gió thổi đến chỗ nào thì tôi liền bay tới chỗ đấy trong con mắt sáng của cô ta lóe lên sóng mắt thương cảm. Trương Dương nhớ tới đoạn thời gian trước đây bọn họ ở bên nhau. Khi đó hắn vừa mới tới thời đại này, sự ôn nhu và quan ái của Tả Hiểu Tình khiến nội tâm sốc nổi và sợ hãi của hắn nhanh chóng yên ổn lại, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn chia tay, nếu Tả Hiểu Tình lúc ấy kiên cường hơn hơn một chút, như vậy kết quả có lẽ sẽ không như hiện tại, Trương Dương nói, sau khi trở về có phải an tâm hơn rất nhiều hay không? Tôi không biết. Tôi không biết lần này trở về có phải là chính xác hay không, nhưng tôi vẫn lựa chọn trở về. Tả hiểu tình ý thức được rõ rằng mình đang muốn tìm cái gì. Trương Dương cười cười, nheo mắt lại nói, Dương siêu phàm kia là bạn học của cô à. Tả hiểu tình nói, chỉ là sư huynh, tôi và hắn không có gì. Nói xong câu đó tả hiểu tình lại có chút hối hận, mình vì sao phải giải thích với hắn. Trương Dương nói, hiểu tình, lần này định ở lại trong nước bao lâu. Tả hiểu tình nói khẽ, không biết. Trong khoảng thời gian này tạm thời làm việc ở bệnh viện của giáo thụ vu, chờ kỳ nghỉ hè qua rồi tôi sẽ cân nhắc xem rốt cuộc là ở lại trong nước hay là trở về nước Mỹ. Trương Dương gật đầu, chuyện này vẫn phải do bản thân cô quyết định. Nghe thấy những lời này của Trương Dương, trong lòng tả hiểu tình hiện ra một tia mất mát khôn kể, cô ta nhìn thoáng qua lá sen đong đưa trong gió, nói khẽ tôi nên đi rồi. Trương 1961, người yêu bằng hữu người qua đường hai Ở đây đều là người quen, nhìn thấy Trương Dương tiến vào, bầu không khí lập tức trở nên sinh động, từ biêu làm khó dễ đầu tiên, bí thư Trương, anh làm quan càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng kiêu, đã sớm quên mất đám bạn bè cũ này rồi. Trương đại quan nhân chắp tay xin tha, các vị lãnh đạo, các vị đại nhân, không có sự dẫn dắt và giúp đỡ của các ngài, nào có tiểu nhân hôm nay, Trương Dương có lễ. Thằng cha này cực kỳ thuần thục vái mấy cái, chọc cho cả đám người bật cười. Từ Bưu kéo cánh tay hắn, mời hắn ngồi xuống giữa mình và Tôn Đông Cường. Tôn Đông Cường trước tiên rót một ly cho Trương Dương, Từ Bưu nói, uống đi rồi nói. Trương Đại Quan Nhân cười nói, tôi cũng không sợ uống rượu, nhưng uống thì cũng phải uống cho minh bạch, vậy, ai có thể nói cho tôi biết hôm nay ngồi đây uống rượu vì cái gì không? Phó thị trưởng thường vụ tào hướng đông nói, anh cứ uống xong đi rồi sẽ khắc biết. Trương Đại Quan Nhân rất sảng khoái, cầm cái chén trước mặt lên ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch nhận được tiếng khen hay của cả bàn tiếu minh nói hôm nay là đông cường làm ông chủ đặc biệt chúc mừng thị trưởng tào trương đại quan nhân lập tức minh bạch hắn cười nói vừa nhắc tới chuyện này tôi cũng nên kính thị trưởng tào một ly chúc mừng ngài được thăng chức tào hướng đông bật cười tôi đã quá rồi trăm ngàn lần đừng làm chuyện ăn mừng linh tinh làm gì cả đông cường không phải tôi phê bình anh nhưng chuyện này anh làm có chút hơi quá rồi tuy rằng là phê bình tôn đông cường, nhưng khóe môi lại mang theo ý cười cực kỳ thưởng thức. Đỗ Thiên Giã được điều tới Tân Hải, tả viên chiêu tiếp nhận chức vụ bí thư thị ủy, tào hướng đông đương nhiên trở thành đại thị trưởng của Giang Thành, phó bí thư thị ủy thành phố Giang Thành, giờ ở Giang Thành là nhân vật số 2 sau tả viên chiêu, cho nên đám cấp dưới này tổ chức ăn mừng cho y cũng là chuyện trong tình lý. trương đại quan nhân cũng không thích loại xã giao này, tôn đông cường làm chủ, tính mục đích của thằng cha này khá rõ ràng, là nịnh bợ tàu hướng đông, bảo trì nhất trí với tàu hướng đông, nhớ ngày đó, chủ nhiệm hội đồng nhân dân Triệu Dương Lâm, cũng là bố vợ của hắn khi còn tại vị từng phát sinh mâu thuẫn với tả viên chiêu, hiện giờ tả viên chiêu đã là bí thư thị ủy, chưa chắc sẽ trọng dụng con rể của Triệu Dương Lâm, tôn đông cường vội vàng dựa vào cây đại thụ tàu hướng đông này, cũng là lựa chọn không tồi. Trương Dương sớm đã rời xa trung tâm chính trị Giang Thành, đối với đám người này mà nói, hắn đã hoàn toàn trở thành một người ngoài cuộc, thật ra đa số người đều nghe nói chuyện Trương Dương và Sở Yên Nhiên chia tay, bởi vì chuyện này mà vầng sáng chính trị trên người Trương Dương đã suy yếu hơn rất nhiều so với trước đây. Hắn đã không còn là con rể của bí thư tỉnh ủy, mua bán không được còn nhân nghĩa thường thường chỉ tồn tại trong truyền thuyết, rất nhiều người đều nghe nói sau khi Trương Dương và Sở Yên Nhiên chia tay, hiện tại ngày tháng cũng không sung sướng gì. Trương Dương kính rượu một vòng, mỗi người đều uống hai. Hắn vốn cho rằng tả ủng quân sẽ tới kính rượu, nhưng tả ủng quân cuối cùng vẫn không tới, nếu dựa theo cấp bậc mà nói thì tả ủng quân là phải tới, có điều hiện tại y đã là anh trai của bí thư thị ủy, tất nhiên không cần phải nhìn sắc mặt của đám người này. Bữa cơn này kết thúc rất sớm, thậm chí không đợi trương đại quan nhân đề xuất cáo từ thì tào hướng đông đã đề nghị rồi. Trương Dương tiến bọn họ tới ngoài cửa lớn của khách sạn, tào hướng đông không hề nóng lòng muốn đi, mà là đứng ở cạnh ô tô của mình tán gẫu với Trương Dương vĩnh viễn đừng xem thường biến hóa từ phó trước đến chính thức, hiện tại tào hướng đông đã có lột xác rõ rệt, so với trước đây thì càng nói nhiều hơn. Hắn vô cùng chú ý tới chuyện viên hiếu công tới Đông Giang nhậm chức, hỏi một số tình huống mới nhất của Bắc Cảng, vì thế Trương Dương lại phát hiện một cái biến hóa của y, trước đây bất kể hắn gợi ý như thế nào, tào hướng đông cũng không muốn chủ động nhắc tới chuyện của Bắc Cảng, hiện tại không ngờ lại chủ động nhắc tới. Đứng trước cửa hàn huyên với tào hướng đông hơn 10 phút, y mới lên xe rời đi trương dương vốn định trở về thì nhìn thấy tả hiểu tình và đám bạn học cùng nhau đi ra trương dương cười cười đi tới hồng linh nói bí thư trương đừng trách chúng tôi không đợi anh chúng tôi cho rằng anh tiếp lãnh đạo nên không muốn về trương dương cười nói lãnh đạo có quan trọng đến mấy cũng không quan trọng bằng bạn học hồng linh nói chúng tôi đã hẹn ngày mai cùng tới núi thanh đài anh đi không trương đại quan nhân cũng không phải không muốn đi nhưng người trong quan trường thân bất do kỷ hắn nhìn về phía tả hiểu tình, thấy vẻ chờ mong trong con mắt sáng ngời của tả hiểu tình. Hắn cười cười, không được rồi, tôi buổi chiều hôm nay là phải về, ở Tân Hải có nhiều việc lắm. Ánh mắt của tả hiểu tình lập tức ảm đạm rồi, cô ta quay mặt đi, nhìn về phía hồ nhã vân minh mông ở đằng xa. Trương Dương nói, mọi người nếu có thời gian thì tới Tân Hải làm khách nhé, đến đó rồi tôi mời mọi người ăn hải sản. Hồng Linh lập tức hưng phấn, thật ư, tôi nhớ kỹ rồi đó, anh phải từng thời từng khắc chuẩn bị sẵn sàng, chúng tôi tùy thời đều có thể giết tới đó. Khi Tả Hiểu Tình chuẩn bị rời đi, Trương Dương gọi cô ta lại, hắn luôn cảm thấy rời đi như vậy hình như thiếu chút gì đó, giữa hắn và Tả Hiểu Tình trở thành người yêu cũng được, trở thành bằng hữu cũng được, nhưng thật sự không nên trở thành người qua đường. Trước mặt cha mẹ và nhiều người như vậy bị Trương Dương lưu lại, Tả Hiểu Tình ít nhiều lộ ra có chút ngượng ngùng có chút ngượng ngùng, nhưng cô ta cuối cùng vẫn ở lại. Tưởng tâm tuệ tất nhiên sẽ không hỏi đến chuyện của con gái, nằm ngoài dự đoán mọi người là tưởng tâm tuệ cũng không, tất cả mọi người đi rồi, chỉ tả hiểu tình lưu lại. Thời tiết sau chưa có chút khô nóng, Trương Dương đề nghị bọn họ đi tới lương đình cạnh hồ ngồi. Hai người một trước một sau đi tới, tả hiểu tình đi rất nhanh, như là đang trốn tránh, nhưng cô ta lại biết rõ mình muốn đi chậm lại. Trương Đại Quan Nhân không nhanh không chậm đi theo phía sau tả hiểu tình, nhìn bộ pháp nhẹ nhàng như linh dương mà mà tràn ngập tiết tấu của cô ta, 5 năm thời gian trượt như lướt qua, ngay cả hắn cũng không biết giữa bọn họ rốt cuộc đã thay đổi bao nhiêu. Trước lương đình là hồ sen, tả hiểu tình nhìn mảng sen màu xanh, mong chờ màu xanh chữ tĩnh này có thể giúp cô ta bình phục tâm tình, nhưng ánh mắt của cô ta lại có ý mà như vô ý nhìn lên cái búp màu hồng khiến tim người ta đập nhanh này. trương đại quan nhân chắp tay sau lưng, nhìn hồ sen rồi nói khẽ cô vừa rồi không ngờ không xin phép mẹ. Những lời này khiến tả hiểu tình cảm thấy thằng cha này vẫn như cũ, không hề thay đổi, vẫn vô liêm sỉ giống như năm đó. Cô ta lấy hết dũng khí lường trương dương một cái, tôi vì sao phải xin phép mẹ tôi. Sau khi hỏi xong, trong lòng bản thân cô ta cũng đã có đáp án, trương dương hiển nhiên là đang nói mình trước đây không có chủ kiến, chuyện gì cũng phải nghe theo mẹ. Trương đại quan nhân cười hắc hắc một tiếng, không nói gì. Tả hiểu tình gắt, lòng dạ hẹp hòi. Trương đại quan nhân lại cười hắc hắc tả hiểu tình nói chứ cười anh không biết nói gì nữa à trương dương nói vừa rồi cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói với cô nhưng lúc này lại không biết nên nói gì tả hiểu tình nói có thể là do lâu rồi không gặp trương dương nói thật thực sự không trở về nước mỹ nữa à tả hiểu tình nói không biết trương dương nói không đi cũng tốt thật ra ở trong nước rất thiếu bác sĩ tả hiểu tình nói ở nước ngoài càng lâu thì liền cảm giác trong lòng mình càng bối rối vì sao lại có loại cảm giác này tả hiểu tình lắc đầu tôi cũng không rõ lắm cảm giác mình sống không chân thực tựa như một mảng bèo gió thổi đến chỗ nào thì tôi liền bay tới chỗ đấy trong con mắt sáng của cô ta lóe lên sóng mắt thương cảm trương dương nhớ tới đoạn thời gian trước đây bọn họ ở bên nhau khi đó hắn vừa mới tới thời đại này sự ôn nhu và quan ái của tả hiểu tình khiến nội tâm sốc nổi và sợ hãi của hắn nhanh chóng yên ổn lại nhưng bọn họ cuối cùng vẫn chia tay nếu tả hiểu tình lúc ấy kiên cường hơn hơn một chút như vậy kết quả có lẽ sẽ không như hiện tại trương dương nói sau khi trở về có phải an tâm hơn rất nhiều hay không tôi không biết tôi không biết lần này trở về có phải là chính xác hay không nhưng tôi vẫn lựa chọn trở về tả hiểu tình ý thức được rõ rằng mình đang muốn tìm cái gì trương dương cười cười nheo mắt lại nói, Dương Siêu Phàm kia là bạn học của cô à. Tả Hiểu Tình nói, chỉ là sư huynh, tôi và hắn không có gì. Nói xong câu đó Tả Hiểu Tình lại có chút hối hận, mình vì sao phải giải thích với hắn. Trương Dương nói, Hiểu Tình, lần này định ở lại trong nước bao lâu? Tả Hiểu Tình nói khẽ, không biết. Trong khoảng thời gian này tạm thời làm việc ở bệnh viện của giáo thụ vu, chờ kỳ nghỉ hè qua rồi tôi sẽ cân nhắc xem rốt cuộc là ở lại trong nước hay là trở về nước Mỹ. Trương Dương gật đầu, chuyện này vẫn phải do bản thân cô quyết định. Nghe thấy những lời này của Trương Dương, trong lòng tả hiểu tình hiện ra một tia mất mát khôn kể, cô ta nhìn thoáng qua lá sen đong đưa trong gió, nói khẽ tôi nên đi rồi. Trương 1962, ai đang sắp xếp một? Văn Hạo Nam cũng không phải là lần đầu tiên giao tiếp với Đinh Lâm, biết cô ta rất chấn định, vô cùng khó đối phó, phương diện này hẳn là di chuyển từ Đinh Cao Sơn đinh lâm lạnh lùng nhìn văn hạo nam văn cục anh rất thích bắt nạt đàn bà con gái như tôi hà văn hạo nam không hề nói nhiều đưa một tấm ảnh ra trước mặt đinh lâm ánh mắt đinh lâm đảo qua ảnh nhận ra người trên ảnh là lưu tân sinh nói khẽ lưu tân sinh lái xe của tôi sao hắn phạm pháp ư văn hạo nam nói có một số người cho dù thay đổi bề ngoài nhưng bọn họ không thể thay đổi tất cả bản thân tôi đã sai người theo dõi lưu tân sinh một đoạn thời gian rồi vị lái xe này của cô, làm việc rất cẩn thận, hắn không có vân tay, hẳn là đã làm phẫu thuật, đáng tiếc cẩn thận mấy cũng có sai sót, chúng tôi vẫn tìm được một số thứ thuộc về hắn. Văn Hạo Nam cười cười, rất hợp thời tạm dừng một cách thỏa đáng, ánh mắt Thủy chung nhìn thẳng vào hai mắt Đinh Lâm. Đinh Lâm vẫn chấn định như thường, nói khẽ anh hình như đang nói cho tôi biết Lưu Tân Sinh là một tên tội phạm. Tôi thật sự không biết, hắn là tôi mới thuê gần đây, căn cứ vào tư liệu mà thôi có thì hắn không hề có biển bản phạm tội, chắc là một lính vừa xuất ngũ, thông qua tiếp xúc trong khoảng thời gian này, tôi phát hiện hắn lái xe thực sự rất siêu, hơn nữa tính tình cũng khá, vô cùng chuyên nghiệp, đây là toàn bộ tư liệu mà tôi có, anh sẽ không bởi vì vấn đề của lái xe mà bắt tôi phải gánh vác trách nhiệm chứ. Văn Hạo Nam cười cười lắc đầu, không nhanh không chậm nói, Đinh Tiểu Thư đối với kỹ thuật hình trinh hiện đại chắc không hiểu nhiều lắm, chúng tôi có thể thông qua nhiễm sắc thể để đối chiếu và xác định thân phận của một người. Cho dù bề ngoài của người này đã thay đổi, chỉ cần chúng tôi tìm được một sợi tóc hay là màu da của hắn, đều có thể xác định thân phận của người này. Nội tâm của Đinh Lâm đã bắt đầu hoảng loạn, nhưng vẻ mặt của cô ta vẫn thong dong. Cô ta cho rằng lời nói trước mắt của Văn Hạo Nam chỉ là dọa dẫm, cố ý tung môn luận hồng làm nhiễu loạn trận cước của cô ta. Đinh Lâm nói, Văn Cục, anh rốt cuộc muốn làm gì? không có chứng cứ có thể tùy tiện bắt tôi về hỏi ư. Tôi muốn gặp luật sư của tôi. Văn Hạo Nam nói, sẽ được gặp, cô nhất định cần một vị luật sư biện hộ. Ánh mắt của hắn vẫn không hề rời khỏi mặt Đinh Lâm, cẩn thận quan sát mỗi một biến hóa rất nhỏ trên vẻ mặt của cô ta, nói khẽ, Lưu Tân sinh sống ở phòng của người hầu, chúng tôi ở trong phòng hắn tìm được một ít tóc, nếu chỉ bằng vào tóc để xác định thân phận của một người thì cũng không phải là dễ dàng nhưng chúng tôi vừa hay ở trong phòng ngủ của Đinh Tiểu Thư tìm được một số khăn tay đã dùng, bên trên vừa hay có chút dịch. Tuy rằng Văn Hạo Nam nói uyển chuyển, nhưng mặt Đinh Lâm đã bắt đầu nóng lên, nội tâm của cô ta cảm giác như bị người hung hăng quất một cái. Tựa hồ mình đã bị người ta lột sạch, đang trần trụi đứng trước mặt Văn Hạo Nam, loại cảm giác này khiến cô ta rất nhục nhã, Đinh Lâm cắn cắn môi. Không hề đáp lại. Văn Hạo Nam nói, chưa từng nghe nói hiện tại Đinh Tiểu Thư có bạn trai, nhưng trước đây thì từng có. Vì thế chúng tôi lấy ra một mẫu, thông qua so sánh đối chiếu, chúng tôi phát hiện, chỗ tóc và dịch này vừa hay khớp với một người đã mất tích. Hắn lại lấy ra một tấm ảnh, chậm rãi đẩy tấm ảnh ra giữa bàn, Phan Cường. Bỏ trốn mất dạng chính là Phan Cường, hắn năm đó sau khi giết chết Phùng Kính Quốc thì bỏ trốn mất dạng. Không ngờ hiện tại biến hóa nhanh chóng trở thành lái xe của cô, hơn nữa lái xe này còn thường xuyên ra vào khuê phòng của Đinh Tiểu Thư. Anh nói bậy. Đinh Lâm đã mất đi sự chấn định. Văn Hạo Nam thở dài nói, không có chứng cứ thì tôi sẽ không nói như vậy, dù sao việc này cũng liên quan tới danh dự của một vị thiên kim, về phần khăn tay rơi vào tay của bộ môn ngành của chúng tôi, cũng chưa chắc có thể nói rõ chuyện này có liên quan tới cô. Nhưng bên trên không chỉ có dịch của một mình Phan Cường, còn có bộ phận thuộc về Đinh Tiểu Thư, điều này thực sự không thể không khiến cho người ta suy nghĩ xa. Đinh Lâm nói, tôi cho rằng hắn chỉ là một lái xe, tôi không biết thân phận của hắn, Tôi thừa nhận, giữa tôi và hắn từng có quan hệ thân mật, nhưng vậy thì sao? Vấn đề sinh hoạt cá nhân của tôi cũng cần cảnh sát hỏi đến ư? Văn Hạo Nam nói, Đinh Tiểu Thư nói rốt cuộc có phải thật hay không thì tôi không biết, có lẽ tất cả chỉ có thể chờ chúng tôi tìm được Phan Cường mới có thể chứng thực, nhưng hiện tại chúng tôi hoài nghi cô có liên quan tới vụ án Phùng Kính Quốc bị giết. Tôi không giết hắn." Văn Hạo Nam nói, đáng tiếc cô không không được được điểm này, muốn rửa sạch hiềm nghi của cô trừ phi Phan Cường ra làm chứng. Viên Hiếu thương đứng trong văn phòng của mình, vẻ mặt âm trầm đáng sợ, tam ca Viên Hiếu binh ngồi ở chỗ thuộc về hắn, lặng lẽ hút xì gà, Viên Hiếu binh nói tôi nhất định phải xử lý văn hạo nam. Viên Hiếu thương nói khẽ, hắn không phải là người thường, nếu xuống tay đối với hắn, chẳng khác nào tự đưa bản thân vào tuyệt lộ. Lão Tứ, làm sao bây giờ? Đại ca đã bị tỉnh thính khống chế rồi, người làm huynh đệ chúng ta không thể nhìn đại ca gặp phiền toái mà ngồi yên không để ý đến. Viên Hiếu Thương nói, giúp thì nhất định phải nhất định phải giúp rồi, nhưng phải chú ý sách lược. Viên Hiếu Binh nói, chú ý sách lược ư, chẳng lẽ cứ án binh bất động như vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù không đi tìm không đi tìm hắn thì hắn cũng sẽ tìm tới chúng ta. Cậu có nghe nói hay không, Văn Hạo Nam đã xuống tay đối với Đinh Gia, Đinh Lâm bị hắn bắt rồi, nghe nói là vì vụ án của Phùng Kính Quốc. Viên hiếu thương khinh thường nói, nữ nhân này vốn cũng không thanh bạch gì, phùng kính quốc chết như thế nào. Có phải do đắc tội với đinh gia bọn họ hay không? Viên hiếu binh nói khẽ tôi nghe nói Phan Cường đã trở lại. Viên hiếu thương cười lạnh một tiếng, xoay người nói cho nên hiện tại căn bản không cần chúng ta ra tay. Viên hiếu binh kinh ngạc nhìn viên hiếu thương, lão tứ, cậu đã sớm biết chuyện này rồi ư. Viên hiếu thương nói cái chết của nhị ca, đinh gia có hiểm nghi lớn nhất, Tôi vẫn luôn đề phòng bọn họ ra tay đối với huynh đệ chúng ta, cho nên đối với bọn họ tất nhiên phải chú ý hơn một chút. Sau khi huynh đệ Đinh Cao Sơn chết, cô gái này của Đinh gia vẫn luôn duy trì náu mình, tựa hồ thực sự muốn thay đổi triệt để làm người lại. Nhưng Đinh gia dù sao vẫn có biến, cô ta mới thuê một người tên là một người tên là Lưu Tân Sinh làm lái xe, tôi đã cho người bí mật điều tra lai lịch của người này, phát hiện người này rất khả nghi. Viên Hiếu binh không ngắt lời của tứ đệ, bên trong huynh đệ trừ đại ca ra, hắn bội phục nhất chính là huynh đệ này, tuy rằng hắn so với viên hiếu thương thì lớn tuổi hơn, nhưng nói tới sự sự lão luyện và trầm ổn thì người làm anh trai như hắn cũng phải tự thẹn không bằng. Viên hiếu thương nói, tôi đã sai người siêu tập tư liệu về hắn, cũng mua được bảo mẫu của Đinh gia bất ngờ phát hiện Lưu Tân Sinh và Đinh Lâm có tư tình, vì thế tôi tất nhiên nghĩ tới Phan Cường, tôi đã giao một số mẫu cho đại ca, đại ca sau khi cho người giám định thì đã xác nhận thân phận của hắn, Lưu Tân Sinh chính là Phan Cường. chương 1963, ai đang sắp xếp hai? Viên Hiếu Binh nói, không ngờ hắn đối với Đinh Lâm cũng tình thâm nghĩa trọng như vậy. Viên Hiếu Thương nói, vốn đại ca đã chuẩn bị ra tay đối với hắn, nhưng không ngờ vào thời điểm mấu chốt lại bị tỉnh thính điều tới Đông Giang. Viên Hiếu Binh tựa hồ minh bạch gì đó, nói khẽ cậu là nói, chuyện Đinh Lâm bị bắt có liên quan tới cậu. Viên Hiếu Thương xoay người lại, rít một hơi xì gà, phả khói rồi nói, đại ca bị điều đi, liền chứng minh huynh đệ của chúng ta đã bị người ta theo dõi, càng vào những lúc như thế này, chúng ta càng không thể manh động, nhưng chúng ta giáo huấn văn hạo nam thì người này chỉ sẽ càng kiêu ngạo, cho nên tôi định dành cơ hội này cho Phan Cường. Viên Hiếu Binh nói, cậu cho rằng Phan Cường sẽ dựa theo cậu nghĩ mà làm. Viên Hiếu Thương không khỏi bật cười đắc ý, Phan Cường này rất yêu Đinh Lâm, văn Hạo Nam hắn nữ nhân của hắn, hắn thế tất sẽ ăn miếng trả miếng, hành động lần này của Văn Hạo Nam không bắt được hắn, không phải cảnh sát vô năng, mà là tôi trước chuyện đã cho người bắn tin, nếu không Phan Cường tuyệt đối không trốn được một kiếp này. Viên Hiếu Binh nói, Lão Tứ, tôi hôm nay cuối cùng cũng minh bạch, vì sao đại ca trong huynh đệ chúng ta coi trọng nhất chính là cậu. Viên Hiếu Thương nói, huynh đệ đồng tâm thì có thể đoạn kim, và thời khắc phi thường như vậy, trừ dựa vào bản thân chúng ta ra, không ai có thể giúp được chúng ta cả. Văn Hạo Nam tuy rằng bối cảnh thâm hậu, nhưng hắn muốn đối phó với chúng ta, cũng tất sẽ phải trả cái giá rất đắt. Tình tự của Trình Diễm Đông rõ ràng chịu ảnh hưởng, vị cục trưởng công an tân nhiệm Văn Hạo Nam này sau khi tới Bắc Cảng, ngày thánh của Trình Diễm Đông bắt đầu trở nên vô cùng không tốt, gần đây thường xuyên bị Văn Hạo Nam gọi tới hỏi, hắn từ Bắc Cảng trở về, nghe nói Trương Dương tìm hắn, lập tức tới văn phòng của Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân nhìn ra vẻ chán nản của Trình Diễm Đông, có chút đồng tình nói, cục trưởng văn dày vò anh không ít phải không? Trình Diễm Đông cười khổ nói, quan to hơn một cấp thì đè chết người, tôi hiện tại đã cảm nhận được sâu sắc đạo lý trong đó. Phó Trường Trinh rót cho hắn chén trà rồi đi ra ngoài. Trương Dương nói, hắn luôn xoay quanh chuyện hưng long hiệu, sự kiện đó đã có định luật, nhưng hắn hiện tại không ngờ muốn lật lại. Trình Diễm Đông nói, hắn nhận định viên hiếu nông có hành vi buôn lậu. Trương Dương nói, chúng ta đều hiểu rõ Lý Vượng Cửu là kẻ chết thay, ở điểm này Văn Hạo Nam phán đoán đúng. Trình Diễm Đông nói: "Tôi cũng không nói hắn sai, lúc ấy chúng ta cũng tra xét, nhưng sau khi Lý Vượng cửu chết, tất cả manh mối đều đã gián đoạn, chúng ta không ra, hắn cho dù có nhảy ra tra lại thì cũng sẽ không có kết quả gì." Trương Dương nói: "Ngay cả ngay cả Viên Hiếu Nông cũng đã chết, hắn căn bản không ra kết quả, cho dù tra được tới trên người Viên Hiếu Nông thì cũng không thể tiếp tục." Trình Diễm Đông thở dài nói: "Bí thư Trương, có lời tôi không biết có nên nói hay không." Trương Dương nói, giữa chúng ta không có gì mà khó nói cả, anh có gì thì cứ. Trình Diễm Đông nói, tôi cuối cùng tôi luôn cảm thấy văn cục đào ra chuyện hưng long hiệu, mục đích không phải là cha buôn lậu, nội dung mà hắn hỏi tôi đều là quay chung quanh tôi sao biết chiếc xe bị mất đang ở hưng long hiệu. Thậm chí ngay cả lúc trước anh tới văn phòng của viên hiếu nông khởi binh vấn tội, hắn cũng đều tra rõ ràng. Trương Dương nói khẽ, anh là nói, hắn là ý không ở trong lời. Trình Diễm Đông nói, hắn muốn chứng minh có lẽ chúng ta trong vụ án này tồn tại trách nhiệm không làm tròn chức vụ. Trương Đại Quan Nhân cười khổ nói, người anh trai này của tôi xem ra muốn quân pháp bất vị thân rồi. Trình Diễm Đông nói, hắn quả thực có chút bản sự, vừa mới đảm nhiệm đại cục trưởng liền tra được nơi hạ lạc của Phan Cường, Đinh Lâm bị bắt, thì ra lái xe của cô ta Lưu Tân sinh chính là Phan Cường từng giết chết Phùng Kính Quốc rồi chạy án, giữa bọn họ có tư tình, hiện tại Văn Cục đã phát ra lệnh truy nã, lùng bắt Lưu Tân Sinh, căn cứ vào tin tức mà tôi tìm hiểu được, Đinh Lâm lần này có thể gặp phiền toái rồi, cô ta có lẽ đảm đương nhân vật đồng lõa trong vụ án phùng kính quốc bị giết. Trương Dương nhíu mày, chuyện này ngay cả hắn cũng không ngờ. Trình Diễm Đông nói cảnh sát Bắc Cảng tra xét lâu như vậy, cũng không tra ra kết quả, không ngờ hắn vừa tới đã tra ra manh mối. Trương Dương nói quả thực có chút bản sự, có điều chuyện này tựa hồ không có dấu hiệu gì. Trình Diễm Đông nói, văn cục ở Bắc Cảng thời gian lâu như vậy, xem ra quả thực đã tìm hiểu được một số tin tức, chuyện lần này thật sự khiến hệ thống cảnh vụ Bắc Cảng xấu hổ. Trương Dương nói, một vụ án cũng không chứng minh được gì, hắn hiện tại xuất kích khắp nơi, tôi ngược lại lo lắng cho sự an toàn của hắn, Bắc Cảng không đơn giản như hắn tưởng tượng, nếu thực sự đắc tội với một số người, khẳng định không thể thiếu phiền toái, mẹ nuôi của tôi chỉ có một mình hắn là con trai, tôi không muốn hắn gặp chuyện không may trình diễm đông nói người dám ra tay với hắn chỉ sợ không nhiều lắm bí thư trương không cần phải lo lắng hắn tạm dừng một chút rồi lại nói hắn có hỏi anh chuyện hưng long hiệu hay không trương dương lười biếng nói tôi kệ hắn thật ra tôi cho dù nói với hắn tình hình thực tế thì hắn cũng sẽ không tin tôi nói có người gọi điện thoại cho tôi thông gió tin hắn chỉ định sẽ cho rằng tôi đang cố lừa hắn trình diễm đông nói dù sao cũng là sự thật mà hai người đồng thời trầm mặc một hồi lâu không nói gì. Sau đó Trình Diễm Đông đứng dậy cáo từ. Mấy ngày nay bị Văn Hạo Nam khiến cho có chút tâm lực tiêu tùy. Trình Diễm Đông rời đi không lâu thì Cao Liêm Minh tới văn phòng của Trương Dương. Hắn cười hì hì nói: Anh Trương, anh tìm tôi. Trương Dương gật đầu nói: Liêm Minh, anh ngồi xuống đi. Trong ấn tượng của Cao Liêm Minh, Trương Dương Trưng từng khách khí đối với hắn như vậy, hắn cười nói: Trước mặt lãnh đạo tôi cũng không dám ngồi. Trương Dương chừng mắt lườm hắn một cái rồi nói, sao lắm lời thế. Cho anh ngồi thì anh ngồi xuống cho tôi. Cao Liêm Minh lúc này mới ngồi xuống, cợt nhả nói, anh Trương. Anh có gì phân phó? Trương Dương nói, tôi nghe nói anh gần đây thông đồng với con gái của giáo thụ trình. Cao Liêm Minh lúng túng nói, nào có chuyện đó, chỉ là bằng hữu bình thường thôi, ngay cả tay cũng chưa nắm nữa là. Trương Dương nói, cô ta cũng không dễ chiều đâu. Khẩu vị của anh đúng không giống người bình thường." Cao Liêm Minh nói, "Thật ra con người của cô ta cũng không tồi, là anh không hiểu cô ta thôi." Trương Đại Quan Nhân cũng lười quản chuyện tình cảm của bọn họ, vẫy vẫy tay, ý bảo Cao Liêm Minh ghét sát vào một chút, "Liêm Minh, anh cảm thấy con người tôi thế nào?" Cao Liêm Minh nói, "Cái đó còn cần phải nói nữa à, anh chính là anh ruột tôi." Trương Dương nói, "Vậy tôi nhờ anh giúp tôi làm một chuyện, anh có nguyện ý hay không?" Cao Liêm Minh lập tức cảnh giác, chuyện Trương Dương bảo hắn làm khẳng định sẽ không dễ dàng, nếu không hắn cũng sẽ không đến mức thần bí như vậy, hắn cười nói thế cũng phải xem là chuyện gì đã. Tôi nói trước nhé, chuyện xấu tôi không làm đâu. Vô nghĩa, tôi đã lừa huynh đệ của mình bao giờ chưa? Cao Liêm Minh nghĩ nghĩ rồi nói, đúng là chưa thật. Anh nói đi, bảo tôi làm gì? Trương Dương nói, quan hệ của anh Văn Hạo Nam cũng rất tốt đúng không? Cao Liêm Minh gật đầu nói, cũng tạm có điều không bằng chúng ta. Trương Dương nói, hắn đến Bắc Cảng đảm nhiệm trước Cục trưởng Cục Công an là lão gia tử nhà anh quyết định. Anh có phải nên chúc mừng hắn một chút hay không? Trương 1964, ai đang sắp xếp ba? Cao Liêm Minh cười nói, đã hẹn rồi, buổi tối ngày mai tôi mời hắn ăn cơm. Trương Dương nói, Liêm Minh, đến lúc đó anh mượn di động của hắn dùng một chút nhé. Cao Liêm Minh sửng sốt, gì cơ? hắn lập tức liền minh bạch ý tứ của trương dương anh muốn tôi dở trò trên di động của hắn à trương đại quan nhân gật đầu nói thông minh tôi sẽ bảo người dạy anh phải làm thế nào anh trương văn hạo nam văn hạo nam cũng là anh trai của anh lại là cục trưởng cục công an bắc cảng anh làm như vậy có phải có chút gì đó hay không trương dương nói anh thân với tôi hơn hay là thân với hắn hơn cao liêm minh nói đương nhiên là hai ta thân hơn có điều anh làm như vậy có phải có chút không phúc hậu hay không? Đối với anh trai của mình anh cũng hạ thủ được à? Trương Dương nói, tôi không phải muốn hại hắn, tôi là muốn giúp hắn, tình huống của Bắc Cảng anh cũng biết rồi đấy, sau khi hắn tới Bắc Cảng, làm việc hấp tấp, đắc tội với không ít người, tôi luôn tôi luôn sau lưng việc này có thể sẽ có vấn đề, cho nên tôi muốn tra ra rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Cao Liêm Minh nói, anh vì sao không tự mình đi làm? Lòng nghi ngờ của hắn đối với tôi rất nặng, tôi không có cơ hội làm chuyện này, anh thì khác, hắn dù sao cũng sẽ không hoài nghi anh dở trò trên di động của hắn. Cao Liêm Minh nói, nếu bị hắn phát hiện, khẳng định sẽ nghĩ đến trên người tôi. Trương Dương cười nói, anh cứ chối sạch, và lại, hắn căn bản không có cơ hội phát hiện đâu. Cao Liêm Minh dưới sự khuyên bảo của Trương Dương, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng, trong tình cảm, hắn đương nhiên thân thiết với Trương Dương hơn. Trương Đại Quan Nhân muốn nghe Trộm Văn Hạo Nam không phải là ý tưởng đột nhiên nảy sinh, Văn Hạo Nam gần đây có động tác liên tiếp, mục đích của hắn rốt cuộc là gì? Đây là vấn đề mà Trương Dương nóng lòng muốn làm rõ. Nhiệm vụ này không phức tạp, chỉ cần một người tin cậy mượn di động của Văn Hạo Nam, sau đó lợi dụng phương pháp mà Triệu Thiên Tài dạy cho, động một chút tay chân lên di động, như vậy, tất cả hành động về sau của Văn Hạo Nam sẽ nằm trong lòng bàn tay bọn họ. Động tác của Văn Hạo Nam sau khi tới Bắc Cảng khiến rất nhiều người cảm thấy bất an, Bí thư thị ủy Hạng Thành cũng nghe thấy phản ứng của rất nhiều người, nhằm vào những tình huống này, Hạng Thành hẹn gặp Văn Hạo Nam. Đối mặt với cán bộ trẻ tuổi có bối cảnh như Văn Hạo Nam, Hạng Thành vẫn phải châm trước phương pháp và phương thức nói chuyện, hắn tại vị không còn bao nhiêu lâu nữa, nguyện vọng lớn nhất trong lòng chính là bình ổn quá độ, không muốn gây nên sóng gió. Văn Hạo Nam rất lễ phép gọi một tiếng bí thư Hạng hạng thành mỉm cười hòa ái mời hắn ngồi xuống mỉm cười nói hạo nam anh tới bắc cảng công tác đã được vài ngày rồi thế nào đã thích ứng với công tác và sinh hoạt chưa ở trước mặt văn hạo nam biểu hiện của hạng thành giống như một trưởng giả hiền lành hiêu hậu văn hạo nam nho nhã lễ độ hồi đáp vẫn ổn đồng chí chung quanh giúp tôi rất nhiều thật ra tôi trước đó đã rất quen thuộc với bắc cảng trước mắt đã hoàn toàn tiến vào trạng thái công tác hạng thành gật đầu tốt tốt tôi rất thích những cán bộ trẻ tuổi biết làm việc như anh tôi nghe nói anh tới bắc cảng không được vài ngày đã tra ra manh mối của mấy vụ án lớn trước đây rồi phải không văn hạo nam cười nói không khoa trương như vậy đâu chỉ có được một số tiến triển bí thư hạng tôi đang muốn báo cáo với ngài một chút căn cứ vào một số tình huống mà tôi trước mắt nắm giữ được bắc cảng khả năng tồn tại một tập đoàn phạm tội buôn lậu quy mô khổng lồ và tổ chức nghiêm mật hạng thành nói trước đây rất nhiều đồng chí cũng phản ánh rồi Cơ quan công an của chúng ta cũng tra suốt, hàng năm cũng phá hoạch được không ít án buôn lậu." Văn Hạo Nam nói, "Bí thư Hạng, cái tôi nói không phải là những hành động đánh phá lẻ tẻ, mà là tập đoàn buôn lậu có tổ chức có kế hoạch, phạm vi liên quan rất rộng mà tính chất của khá ác liệt." Hạng Thành nói, "Vậy thì tốt, tiếp tục tra đi, tôi sẽ dành cho anh sự ủng hộ lớn nhất." Văn Hạo Nam nói, "Tôi gần đây tra lại vụ án phó khoa trưởng khoa chống buôn lậu trên biển của Hải quan Bắc Cảng Phùng Kính Quốc bị giết." Tình tiết vụ án cũng đã xuất hiện manh mối, có lý do để tin chuyện này không phải là tình sát đơn giản, mà là một hồi mưu sát liên quan tới lợi ích nhiều mặt. Hạng Thành không hứng thú lắm đối với những chuyện mà Văn Hạo Nam nói, có điều trên mặt y vẫn giữ nụ cười thản nhiên, "Hạo Nam, nguyên tắc làm việc của tôi trước giờ đều là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, nếu đã giao hệ thống công an cho anh thì tôi sẽ yên tâm 100% về anh, tôi tin năng lực làm việc của anh, gặp thời anh tới tuy rằng không lâu." nhưng tôi đã nhìn thấy được thái độ làm việc của anh, cán bộ trẻ tuổi tràn ngập nhiệt tình và chính nghĩa như anh ở trong xã hội hiện nay cũng không thấy nhiều." Văn Hạo Nam đương nhiên có thể nghe ra những lời này của Hạng Thành đều là những lời nói khách sáo không hề có tính thực chất, hắn nói khẽ: "Bí thư Hạng, tôi hoài nghi một số đồng chí trong chúng ta trong công tác tồn tại vấn đề rất lớn." Hạng Thành nói: "Anh không cần phải cố kỵ, cứ nói ra đi." Văn Hạo Nam nói: "Tôi gần đây đang tra lại chuyện của Hưng Long hiệu năm đó." Chuyện này liên quan tới một số cán bộ trong chúng ta, một là Tiền cục trưởng cục công an Bắc Cảng Viên Hiếu Công, còn một người chính là bí thư thị ủy Tân Hải Dương Nhiệm Trương Dương, tôi hoài nghi bọn họ trong chuyện này tồn tại hành vi giấu giếm chân tướng, bao che cho hành vi phạm tội. Hạng thành nhíu mày, Văn Hạo Nam quả nhiên là một phiền toái, gây khó dễ cho tiền cục trưởng thì cũng không có gì ngạc nhiên, trong thể chế cũng là rất thông thường, nhưng vừa tới Bắc Cảng đã chĩa họng súng vào em trai mình, trong lòng Văn Hạo Nam này rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy? Phan Hạo Nam nói: "Bí thư Hạng, tôi nhất định sẽ tra ra manh mối của chuyện này, nhưng tôi cũng biết, trong quá trình điều tra thế tất sẽ gặp lực cản đến từ các mặt." Hạng Thành nói: "Anh không cần phải cân nhắc nhiều như vậy, cứ đi điều tra, tôi sẽ đứng ở phía anh." Hạng Thành ngoài miệng nói như vậy nhưng lại lại không phải nghĩ như vậy. Y cảm giác chuyện trở nên càng lúc càng thú vị, cục diện của Bắc Cảng vốn đã rất loạn, Phan Hạo Nam đến thế tất sẽ khiến loại tình huống này đã loạn càng thêm loạn. Thằng Ôn này vì sao hận Trương Dương như vậy? Trương Dương và Triệu Thiên Tài cùng nhau ngồi trong xe của hắn, tuy rằng tín hiệu nghe trộm không ổn định, nhưng bọn họ vẫn nghe thấy đại bộ phận nội dung của cuộc đối thoại. Triệu Thiên Tài có chút kỳ quái nhìn Trương Dương, hắn không phải là anh trai của anh ư? Sao cảm thấy cứ như là kẻ thù anh anh vậy? Chuyện gì khiến khiến một người hận anh thành như vậy? Thu giết cha à, các anh hình như không có, mối hận cướp vợ ư? Chẳng lẽ anh đã ngủ với chị dâu của anh? Trương đại quan nhân hung tợn trừng mắt lườm hắn một cái, đánh giám. Chính hắn cũng rất buồn bực, mình và Văn Hảo Nam đã không có thủ giết cha, cũng không có hận đoạt vợ, chính hắn sao hận mình như vậy. Triệu thiên tài như bừng tỉnh, thế chắc là do ghen tị, Văn Phu Nhân chiều Anh như vậy, hắn là con trai ruột tất nhiên là tâm lý bất bình hành, cho nên coi anh là cửu nhân. chương 1965, Đập địa bản 1 Trương đại quan nhân thở dài nói, thật ra hắn cũng không giống người nhỏ nhen như vậy. Triệu thiên tài nói, bất kể là nguyên nhân gì thì anh cũng phải cẩn thận với hắn, những lời vừa rồi anh cũng nghe thấy rồi đó, hắn là quyết tâm chơi anh, giảng nhân nghĩa đạo đức với loại người như vậy chỉ sợ là vô dụng. Trương Dương biết những gì mà đều là sự thực, hắn nhíu mày, nói khẽ thiên tài, tôi gần đây phải tới kinh thành một chuyến, anh giúp tôi theo dõi hắn nhé, có tình huống dị thường gì thì lập tức điện thoại cho tôi biết. Triệu Thiên Tài nói, không thành vấn đề. Trương Dương vốn không có ý định tới Kinh Thành, tuy rằng khu bảo lưu thuế nhập khẩu vào hội kinh mậu mùa hè lần này muốn làm quảng bá, nhưng có kiểu mộng viện tỏa chấn, Trương Dương cũng yên tâm, nhưng những động tác liên tiếp của Văn Hạo Nam ở Bắc Cảng đã dẫn tới sự chú ý của Trương Dương. Nếu hắn không làm ra một số biện pháp ứng đối thì Văn Hạo Nam khẳng định sẽ từng bước ép sát. Đổi thành người khác, Trương Đại Quan Nhân đã sớm ra tay rồi, nhưng giữa hắn và Văn Hạo Nam dù sao cũng liên quan tới Văn Gia, cho dù hắn có thể không nhận Văn Hạo Nam này làm anh trai, nhưng lại không thể không nhận là Tuệ Ninh là mẹ nuôi. Đoàn thương mậu Tân Hải đã tới trung tâm triển lãm kinh mậu ở Kinh Thành xây dựng cơ sở tạm thời, Phó Thị trưởng Thường vụ Đồng Ngọc Vũ, Phó Chủ nhiệm Ban Chiêu Thương Kiều Mộng Việt, người phụ trách Bộ Chỉ huy Khu Bảo Lưu Thuế Nhập Khẩu Thường Hải Thiên đều đã tới, cũng biểu hiện ra sự coi trọng của bọn họ đối với công tác chiêu thương lần này. Trước đây không hề xác định mình sẽ tới, cho nên hắn đến vẫn mang tới cho mọi người sự bất ngờ, sau khi xuống tàu hỏa, Trương Đại quan nhân trực tiếp bắt xe tới trung tâm triển lãm, ngày mai mới chính thức khai mạc, trước mắt các đơn vị tham gia triển lãm tham gia triển lãm đều đang khẩn trương bố trí công tác. Trương Dương tới gian hàng của khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải, nhìn thấy đứng đó đứng đó chỉ huy, trên đài mấy người trang trí trẻ tuổi đang đang chuyên tâm công tác. Kiều Mộng Viện nhìn thấy Trương Dương đột nhiên xuất hiện ở hiện trường, không khỏi có chút ngạc nhiên, dù sao trước đó hắn cũng không xác định sẽ tới tới tham gia hội kinh mậu có điều kiều mộng viện cũng biết trương dương xưa nay làm việc rất vì tâm sở dục thần long kiến thủ bất kiến vĩ cũng không cảm thấy quá mức đột nhiên cô ta cười nói bí thư trương anh đến đây lúc nào vậy trương dương nói vừa xuống tàu hỏa đã tới đây ngay kiều mộng viện nói tôi nhớ rõ anh hai ngày trước còn nói không có thời gian tới đây cơ mà trương dương cười nói có câu kế hoạch không bằng biến hóa ở tân hải cũng không có việc gì làm còn không bằng đến kinh thành giúp một tay kiều mộng viện ý vị thâm trường nói chắc không phải sợ văn hạo nam tìm anh gây phiền toái chứ trương dương nói cô sao lại nói như vậy tôi từng sợ ai bao giờ chưa kiều mộng viện nói trước khi tôi đến kinh thành hắn cũng tìm tôi để tìm hiểu chuyện mất xe có một số việc anh tuy rằng không nói cho tôi biết nhưng luôn luôn sẽ có người nói trương đại quan nhân nói cái này gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm xem ra chuyện hắn nhằm vào tôi cả thế giới đều biết Kiều Mộng Viện nói, thật sự không biết các anh là huynh đệ hay là oan gia. Trương Dương cười cười, đang định lên tiếng thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói dễ nghe từ trên đài triển lãm, "Anh Trương, em biết anh sẽ tới mà." Trương Dương ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Dưỡng Dưỡng mặc đồ quảng cáo màu đỏ, quần công tác màu lam, cười cười vẫy tay với hắn, tay dính không ít thuốc màu vẽ. Thì ra Cố Dưỡng Dưỡng được Kiều Mộng Viện mời đến giúp làm bối cảnh trang trí, mấy người khác đều là bạn học của cô ta trong mắt cố dưỡng dưỡng giạt rào niềm vui, bất kể là lúc nào, cô ta cũng không che giấu vẻ khoái hoạt khi nhìn thấy Trương Dương. Trương Dương nói, anh đang thấy sao triển lãm được bố trí đẹp thế, thì ra là dưỡng dưỡng ra tay. Cô dưỡng dưỡng nói, em và ba vị bạn học cùng nhau làm, bọn họ phụ trách đài triển lãm bên này, còn em phụ trách vẽ bối cảnh sân khấu ở phía sau. Trương Dương nói, còn có cả biểu diễn nữa à? Kiều Mộng Viện nói, có chứ, anh quên à, mấy ngày này đều có biểu diễn, vẫn là anh giúp mời liễu đan thần của viện kinh kịch tới đó thôi. Trương Dương vỗ vỗ gáy, nói em xem cái trí nhớ của anh này, gần đây chỉ lo công tác, không ngờ quên cả chuyện này. Kiều Mộng Viện nói cái này cũng không dốn anh rồi, bí thư trương của chúng ta trước giờ nhìn thấy mỹ nữ đều là nhớ mãi không quên mà. Trương Đại Quan Nhân nói cô là đang khen tôi hay là đang mắng tôi vậy? Cô Dưỡng Dưỡng nói chị Mộng Viện nói đúng lắm. Trương Dương nói thích mỹ nữ thì sai à? ai mà không thích mỹ nữ, hơn nữa, tôi đó là hân thưởng, hân thưởng có hiểu không? Đừng dùng ánh mắt thế tục để nhìn tôi. Bọn họ tán gẫu rất náo nhiệt, Liễu Đan Thần cũng tới đây. Cô ta là tới đây trước để làm quen một chút với hiện trường, thuận tiện tham thảo một số chi tiết biểu diễn ngày mai, loại hội triển lãm này khác với diễn xuất trên sân khấu, không gian rất nhỏ, nhân viên lưu động hiện trường nhiều. Không thể dựa theo hát truyền thống để làm một lượt bộ phận trọng điểm của biểu diễn phải đặt ở sự thể hiện đặc sắc của kinh kịch. Chứ không phải là một hồi kịch mục đầy đủ, trước đây Liễu Đan Thần trong điện thoại đã câu thông với Kiều Mộng Viện rồi. Liễu Đan Thần cũng không ngờ lần này Trương Dương sẽ đến, cô ta cười nói tán gẫu gì mà náo nhiệt như vậy. Cô dưỡng dưỡng nói tán gẫu về cô, bí thư Trương nói thích đại mỹ nữ. Liễu Đan Thần ửng đỏ ửng đỏ nói, cố tiểu thư đùa tôi rồi, cô mới là đại mỹ nữ trương đại quan nhân ho khan một tiếng nói nào chúng ta hình như nên nói về công việc rồi mấy nữ đồng chí các cô sao lại thích lạc đề như vậy mấy người đều bật cười kiều mộng viện nói bí thư trương anh nhìn xem bàn khăn bàn trang trí thế nào có chỗ nào thiếu sót thì đề xuất mau đi chúng ta hiện tại sửa vẫn còn kịp trương dương nói phương diện này tôi không được đâu dưỡng dưỡng học mỹ thuật tạo hình thẩm mỹ của cô ta khẳng định là mạnh hơn tôi cô ta nói được là được Cố Dưỡng Dưỡng nói, "Đúng rồi, trên sân khấu còn có câu đối chưa viết, anh Trương Dương, thư pháp của anh đẹp như vậy, chuyện này anh phải làm chứ." Trương Đại Quan Nhân vui vẻ gật đầu, tới trước bàn của hiện trường, cầm bút lông nhúng vào mực nước rồi hỏi, "Viết gì?" Mấy người hướng ánh mắt về phía Cố Dưỡng Dưỡng, Cố Dưỡng Dưỡng nói, "Bố trí sân khấu chính là Lôi Đài nhỏ, anh viết quyền đả Nam Sơn mãnh hổ, cước thích Bắc Hải giao long đi." Trương Đại Quan Nhân gật đầu, xoẹt 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 như có thần giúp viết xong câu đối này, chờ sau khi nét mực khô rồi, cố dưỡng dưỡng nhờ người dán câu đối lên hai bên sân khấu. Trong đám người không thiếu người trong nghề, nhìn thấy bức tranh chữ này thì chật chật khen ngợi. Chỉ có liễu đan thần thì lắc đầu không thôi, trương đại quan nhân nói cô lắc cái gì? Có phải là bức tranh chữ này của tôi viết không tốt không? chương 1966, đập địa bàn 2 Liễu đan thần nói, tôi đột nhiên có chút sợ, vì bức tranh chữ này, sẽ có bao nhiêu người đi lên đập võ đài đây, tôi đều là diễn xuất hữu nghị, cuối cùng lại bị người ta đánh cho mặt mũi bầm dập trở về thì chẳng phải là oan uổng ư?" Trương Dương cười nói, cô xinh đẹp như vậy, nào có anh nỡ ra tay với cô. Vốn những lời này cũng không có gì, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy nói ra, lại có hương vị ám muội, Liễu Đan Thần không khỏi mặt đỏ bừng, né tránh ánh mắt của Trương Dương, cố ý giả bộ tham thảo một số chuyện chẳng liên quan với Kiều Mộng Viện. Trương đại quan nhân cũng ý thức được mình vô tình đã để lộ cái đuôi sói, không khỏi có chút xấu hổ, cười cười với cố dưỡng dưỡng, cố dưỡng dưỡng lại không quan tâm tới hắn. Trương đại quan nhân phát hiện mình trong nháy mắt đã ba bị vị mỹ nữ xa lánh, trong lòng thầm cảm thán, tâm tư của nữ hài tử thật sự là khó đoán. Tối hôm đó do thị chính phủ Tân Hải làm chủ ở khách sạn trung tâm hội nghị triển lãm mời nhân viên công tác ăn cơm, Đồng Ngọc Vũ và Thường Hải Thiên đều đến, Kiều Mộng Viện cân nhắc chuyện vô cùng chu đáo, Đặc biệt mời lãnh đạo của viện kinh kịch là Tiền Xuân Lâu và Vu Hồng chiêu tới đây, bọn họ và Trương Dương cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt, trò chuyện với nhau rất vui. Loại xã giao công vụ này thường thường sẽ không kéo dài quá lâu, 8 giờ thì tiệc tối cũng kết thúc. Trương Dương tiến mấy người Tiền Xuân Lâu về thì ở đại sảnh khách sạn gặp một đám người đi tới, Trương Dương nhận ra một người trong đó, là lão tổng trung tân dân của công ty Kinh Bắc, có điều từ vị trí của trung tân dân cho thấy, hắn chắc không phải là người trung tâm đi ở giữa nhóm người là một nam tử hơn 30 tuổi, mặc áo phông màu trắng, màu kaki màu cà phê, quần áo tuy rằng không có gì đặc biệt, nhưng lại đeo một cái thắt lưng Hermes vô cùng chói mắt, trung tân dân chỉ là một trong sáu người đi bên cạnh hắn. Nam tử đó nhìn thấy liễu đan thần thì ánh mắt sáng ngời, hắn cười nói, liễu tiểu thư, thực sự là cô à. Liễu đan thần thản nhiên cười cười, lễ phép chào hỏi, chào tạ tổng. Trung tân dân nhìn thấy Trương Dương thì cũng vô cùng cao hứng, Hắn vội vàng tới bắt tay Trương Dương, cũng giới thiệu Trương Dương với nam tử họ Tạ kia, "Tạ tổng, vị này là bí thư Trương của thị ủy Tân Hải, bí thư Trương, vị này là là Tạ tổng, tổng tài của tập đoàn Hán Đỉnh." Trương Dương tuy rằng không biết người trước mắt, nhưng đại danh của tập đoàn Hán Đỉnh hắn đã từng nghe nói, tập đoàn Hán Đỉnh là một trong những tập đoàn xí nghiệp lớn nhất trong nước, phạm vi nghiệp vụ liên quan tới sắt thép, đóng thuyền, năng lượng mới. Mấy năm nay tốc độ phát triển của Hán Đỉnh rất kinh người tổng tài tạ khôn cử của tập đoàn này cũng phát cái trở thành phú hào số một trong nước. Tạ khôn cử mỉm cười vươn tay về phía Trương Dương, nghe đại danh của bí thư Trương đã lâu, tại hạ là tạ khôn cử. Trương Dương bắt tay với tạ khôn cử, cũng cười nói, tôi mới là nghe danh tạ tổng đã lâu, thanh danh của tập đoàn hán đỉnh trong giới xí nghiệp thật sự là như mặt trời ban trưa. Tạ khôn cử cười ha ha, nói, đều là mọi người nể tình thôi, cái thứ như thanh danh, thật ra là một loại gánh nặng, thanh danh càng lớn thì áp lực cũng càng lớn, chỉ có thân ở trong đó mới rõ ràng được sự đau khổ của thanh danh. Lúc này Kiều Mộng Viện tính tiền xong đi ra, cô ta cũng biết tạ khôn cử, không chỉ bởi vì sức ảnh hưởng của tạ khôn cử trong thương giới, mà còn có một nguyên nhân quan trọng, anh trai của tạ khôn cử là tạ khôn thành, thị trường thành phố Tân Hải, nếu lần này không phải tra tới Tân Hải đảm chức bí thư thị ủy thì vị trí này này vốn sẽ thuộc về tạ khôn thành. Tạ khôn cử mỉm cười nói, Kiều Tiểu Thư, lâu rồi không gặp, Tôi còn tưởng rằng cô không muốn trở lại kinh thành trở lại kinh thành. Những lời này là một câu hai nghĩa, tuy rằng nói rất mịt mờ, nhưng Kiều Mộng Viện vẫn có thể nghe ra hắn đang ám chỉ cái gì, những lời này của hắn tựa hồ có liên quan tới tin đồn gần đây cô ta không phải là con gái ruột của cha mình. Kiều Mộng Viện lạnh lùng cười nói, lời nói của Tạ tổng tôi nghe không hiểu. Tạ Khôn Cử cười nói, trước đó vài ngày, tập đoàn của chúng ta có hạng mục tự động hóa, người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là công ty của các cô. Nhưng về sau hỏi thì mới biết được Kiều tiểu thư đã bán tập đoàn rồi, thật sự là đáng tiếc, Kiều tiểu thư buôn bán rất có đầu óc, cứ như vậy rời khỏi thương giới thì thật sự là đáng tiếc. Trương Dương nói, tính tình của Mộng viện rất đơn thuần, không thích hợp với nơi ngươi lừa ta gạt như thương trường này. Tạ Khôn Cử cười ha ha, đúng vậy, trên đời này quá nhiều việc đều khiến cho người ta không ngờ, những gì chúng ta nhìn thấy nghe thấy chưa chắc đã là sự thật, các vị tôi đi trước, đúng rồi, có cơ hội thì tôi làm chủ mời mọi người ăn cơm. Hắn nói xong thì rất lễ phép gật đầu cáo từ mọi người. Trương Dương nheo mắt lại nhìn bóng dáng của tạ khôn cử, nói, người này có lai lịch thế nào? Kiều Mộng Viện nói, lão tổng của tập đoàn Hán Đỉnh, em ruột của thị trường Tân Hải tạ khôn thành, đúng rồi, mẹ hắn là vú nuôi của Chu Hương Dân. Gì cơ? Kiều Mộng Viện nói, tình trưởng Chu từ nhỏ lớn lên ở tạ tộc, hắn và hai huynh đệ tạ khôn thành đều là huynh đệ tương xứng, hắn là uống sữa của tạ mẫu là lớn, trên tình cảm cũng không khác gì mẹ đẻ. Trương đại quan nhân chép miệng, xem ra quan đúng là không dễ làm, huynh đệ tạ khôn thành cũng không phải là nhân vật tầm thường, cũng chỉ có bối cảnh cứng rắn như kiều gia, mới đoạt được chức bí thư thị ủy Tân Hải đã sắp tới tay của tạ khôn thành. Trương Dương vừa rồi đã cảm thấy định ý của tạ khôn cử khi đối mặt kiều mộng Việt, trương đại quan nhân cũng mặc kệ bối cảnh của tạ khôn cử là gì, chỉ cần hắn đam bất kính với kiều mộng viện thì chính là kẻ địch của mình. Đương nhiên tạ khôn cử hôm nay trừ câu nói bóng gió đó thì không hề có bất kỳ hành động gì quá đáng. Mục đích chủ yếu của Trương Dương lần này tới đây không phải là tham gia hội kinh mậu mùa hạ, cho nên ngày hôm sau khi hội kinh mậu khai mạc, hắn cũng không ở hiện trường mà là dành thời gian tới bái phỏng La Tuệ Ninh. La Tuệ Ninh gần đây đa số thời gian đều đầu nhập vào hoạt động từ thiện, khi Trương Dương tìm tới bà ta, bà ta đang trao đổi công việc hoạt động gần đây ở Tổng hội Từ Thiện Thiếu Nhi. Nghe nói Trương Dương tới, bà ta liền ngừng công tác, đi ra khỏi phòng họp rồi cười nói tới văn phòng của mẹ ngồi. Trương Dương đi theo bà ta tới văn phòng ở lầu 3. Phòng tuy rằng không lớn, nhưng bố trí gọn gàng ngăn nắp, trên tường treo một bức thanh chữ, vừa thấy đã biết là La Tuệ Ninh tự tay viết, bên trên viết hai chữ thanh tâm. Trương Dương cười nói, mẹ nuôi, chữ viết của mẹ càng lúc càng tuyển tú phiêu giật. La Tuệ Ninh dịu dàng cười nói, chữ của mẹ không đáng lọt vào mắt hạng đại sư như con. Trương Dương nói, phùng sát con rồi, con thì có tính là đại sư gì đâu. Trương 1967, đập địa bàn 3. La Tuệ Ninh mời hắn ngồi xuống, tự tay pha trà, Trương Dương ngửi hương trà, nhìn hai chữ thanh tâm này, tựa hồ minh bạch gì đó. Tâm tình của La Tuệ Ninh hiện tại có thể giống như hai chữ này, mình lần này tới tìm vẫn, khẳng định lại sẽ cô ta nội tâm đang bình tĩnh của bà ta. Điều này thật sự là có chút không tốt. Là Tuệ Ninh nói, Hạo Nam tới Bắc Cảng nhậm chức rồi. Trương Dương gật đầu nói, đây là nhờ năng lực của anh ta. Là Tuệ Ninh không nhanh không chậm rót trà, làm xong mới nói, giữa hai đứa có phải xảy ra một số va chạm hay không? Trương Dương cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Là Tuệ Ninh nếu đã đưa ra câu hỏi như vậy chứng tỏ bà ta cũng đã biết chuyện phát sinh giữa mình và Văn Hạo Nam. Hơn nữa Trương Dương cũng hiểu rõ, mình có rất nhiều chuyện không qua được mắt của mẹ nuôi, ví dụ như chuyện của Tần Manh Manh lần trước. Lần này Văn Hạo Nam tới Bắc Cảng nhậm chức, bà ta tất nhiên quan tâm tới tình huống ở chung giữa bọn họ, chuyện mâu thuẫn phát sinh giữa hắn và Văn Hạo Nam cũng không phải là bí mật gì. Trương Dương gật đầu, có một ít, mẹ nuôi, con cũng không giấu gì mẹ, giữa con và anh Hạo Nam cũng không phải là hợp ý, La Tuệ Ninh nói, chuyện của hai đứa mẹ cũng nghe nói một chút, Hạo Nam tra án buôn lậu ở Bắc Cảng, có một số việc trong đó liên lụy tới con, nó đã tìm con hiệp trợ điều tra. Từ những lời này của La Tuệ Ninh, Trương Đại Quan Nhân cũng đã ý thức được, Văn Hạo Nam trước đó đã nói qua với bà ta rồi, Trương Dương cười nói, có thể phương pháp làm việc của bọn con bất đồng, cho nên xảy ra một số ma sát. La Tuệ Ninh thở dài nói, nó làm việc rất nghiêm túc, nhưng lại có để tâm tới những chuyện vụn vặt, mà con, lại là một thằng nhóc bất cần đời, làm việc so với hắn thì linh hoạt hơn hơn nhiều. Mẹ trước đó vẫn cho rằng, cho dù tính cách của hai đứa bất đồng, nhưng vẫn có thể hỗ trợ lẫn nhau, nhưng không ngờ giữa hai đứa lại xảy ra không vui như vậy. Trương Dương nói, mẹ nuôi, con đến tìm mẹ không phải là nhờ mẹ hàn gắn quan hệ giữa con và Hạo Nam, giữa chúng con cũng không tính là xung khắc như nước với lửa, chỉ là trên công tác xảy ra chút vấn đề, không liên can tới tình cảm cá nhân của chúng con. Vậy con lo lắng điều gì? Trương Dương nói, Bắc Cảng tồn tại vấn đề rất lớn, đối với người bị bệnh nặng, cứ bắt dùng thuốc mạnh thì khả năng sẽ mang tới tác dụng ngược, phong cách làm việc của Hạo Nam hiện tại ở Bắc Cảng quá mức cấp tiến, còn cho rằng anh ta trong ngắn hạn có lẽ có thể giành được một số tiến triển, nhưng không bao lâu nữa tệ đoan sẽ thể hiện ra, thính trưởng thính giám sát lưu diễm hồng trước đó cũng bởi vì mà gặp tai nạn xe cộ, còn không muốn anh Hạo Nam gặp nguy hiểm. Đôi mi thành tú của La Tuệ Ninh nhíu lại, cũng giống như tâm tình rối rắm của bà ta. Qua một hồi lâu bà ta nói, "Trương Dương, con không phải là đang nói chuyện giật gân chứ?" Trương Dương lắc đầu nói, "Mẹ nuôi, con tới Bắc Cảng đã được một đoạn thời gian rất dài rồi, đối với Bắc Cảng, con tự nhận là hiểu nó hơn anh Hạo Nam nhiều." La Tuệ Ninh lắc đầu, cầm chén trà lên nhấp một ngụm, ngừng một lát mới nói, nó rất cố chấp, mẹ nói nó chưa chắc đã chịu nghe đâu. Trương Dương nói, "Nếu cha nuôi nói thì sao?" La Tuệ Ninh nói, "Trương Dương, mẹ cũng biết là con muốn tốt cho nó thôi, nhưng hai đứa đều đã lớn rồi, rất nhiều chuyện không phải mẹ có thể can thiệp, cứ thuận theo tự nhiên đi, con chỉ phải nhớ kỹ một chuyện, hai đứa là anh em, không thể bởi vì chuyện trong công tác mà làm tổn thương hòa khí, chỗ hạo nam, mẹ cũng sẽ nói như vậy. Là tuệ ninh nói xong, vẻ mặt có chút, tựa hồ có chút nản lòng thoái chí. Trương đại quan nhân nhìn bộ dạng của bà ta, có một số lời không đành lòng nói tiếp. Giữa hắn và Văn Hạo Nam đâu chỉ là vì vấn đề công tác, Văn Hạo Nam vẫn luôn nhầm vào mình, là Tuệ Ninh không biết vì sao lại lộ ra vẻ chán nản như vậy, Trương Dương không dám hỏi, cũng không nỡ hỏi tiếp. Hắn rất đúng lúc nói lảng sang chuyện khác, mẹ nuôi, gần đây cha nuôi đang làm gì? Là Tuệ Ninh nói, sắp tới ngày hồi quy rồi, ông ấy sẽ tới Hong Kong, mẹ cũng phải đi cùng ông ấy tới tham gia lễ mừng. Trương Dương mỉm cười nói, thật sự muốn chính mắt chứng kiến thời khắc có tính lịch sử này là tuệ ninh nói con muốn đi thì mẹ có thể an bài giúp con trương dương lắc đầu nói không đi được ở tân hải còn nhiều chuyện lắm vậy con lần này tới kinh thành là trương dương giải thích con đến kinh thành để tham gia hội kinh mậu mùa hạ khu bảo lưu thuế nhập khẩu tân hải chúng con cũng lập dạp triển lãm ở đó hắn không muốn là tuệ ninh hiểu lầm rằng mình lần này là đặc biệt tới để nói chuyện của văn Hạo nam với bà ta là tuệ ninh nói chờ mẹ rảnh sẽ tới cổ động cho mấy người bạn của con." Trương Dương cười nói, "Cảm ơn mẹ nuôi, sự quan tâm là tuệ Ninh đối với hắn là xuất phát từ nội tâm." Lúc này di động của hắn đổ chuông, Trương Dương cười cười với La Tuệ Ninh hồi nhấc máy. Đầu kia điện thoại vang lên giọng nói lo lắng của Thường Hải Thiên, "Bí thư Trương, đã xảy ra chuyện rồi, anh mau về đi." Trương Dương nói, "Làm sao vậy?" Thường Hải Thiên nói, "Hội triển lãm lúc đầu cũng rất thành công, có rất nhiều khách thương tới." nhưng khi liễu tiểu thư biểu diễn, không biết từ chỗ nào vào tới một đám người dùng thùng sơn hát lên sân khấu của chúng ta, hiện trường rất lộn xộn, dướng dướng đi bắt người, kết quả còn bị người ta đánh một quyền, liễu tiểu thư cũng bị thương, đám người đó đều rất lợi hại, trước khi bảo vệ tới thì tất cả lên xe tẩu thoát. trương đại quan nhân vừa nghe vậy thì lập tức nổi trận lôi đình, lần này hay rồi, không ngờ có người dám khi dễ tới tận cửa nhà hắn, đúng là không thể nào nhẫn nhịn được la tuệ ninh nhìn thấy sắc mặt khác thường của trương dương thì cũng đoán được khẳng định có có chuyện phát sinh quan tâm nói làm sao vậy trương dương không hề kể lại chuyện xảy ra với bà ta cười nói không sao đài triển lãm xảy ra chút vấn đề nhỏ thôi con phải về xem có muốn mẹ đi cùng con không trương dương lắc đầu nói không cần đâu ạ à. khi trương đại quan nhân nói ra những lời này bỗng nhiên ý thức được trong bất chi bất giác mình và la tuệ ninh vẫn sinh ra một số ngăn cách nếu là trước đây thì hắn khẳng định sẽ không khách khí với bà ta, hắn không biết vì sao, có lẽ là vì quan hệ ác liệt của hắn và Văn Hạo Nam khiến hắn từ tận đánh lòng bỗng dương sinh ra cảm giác làm bất hòa với Văn Gia, có lẽ không chỉ là vấn đề của bản thân hắn. trương đại quan nhân không kịp nghĩ nhiều, ra khỏi cửa thì bắt xe tới thẳng trung tâm triển lãm quốc mậu. Khi trương đại quan nhân chạy đến hiện trường thì vẫn chưa được thu dọn sạch sẽ, trên đài triển lãm, sân khấu dính bê bết sớn, Liễu Đan Thần và Cố Dưỡng Dưỡng đều bị thương, lúc ấy Liễu Đan Thần đang thượng biểu trên sân khấu, nhưng đột nhiên một đám tráng hán lao tới, bọn họ chẳng nói chẳng rằng dùng thùng sơn hất lên sân khấu, hiện trường trở nên hỗn loạn, Cố Dưỡng Dưỡng tiến lên ngăn cản, giao thủ với đối phương chưa được mấy chốc đã bị đánh vào hông, cô ta lúc ấy đau quá cũng mất đi năng lực phản kháng. Chương 1968, đập địa bàn 4. Liễu Đan Thần nhảy xuống bảo hộ cố dưỡng dưỡng thì cũng bị đả thương. Chờ Kiều Mộng Viện bọn họ nghe tin chạy đến thì đám người đó đã rời khỏi rồi, bọn họ hiển nhiên là có tổ chức có dự mưu, tới cũng nhanh mà rút cũng nhanh, bảo vệ hiện trường không tóm được ai cả. Trương đại quan nhân nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn ở hiện trường thì mặt tái xanh, dù sao ở trên hội kinh mậu cấp bậc như thế này mà phát sinh loại chuyện này thì tính chất rất ác liệt, ảnh hưởng rất xấu người phụ trách của đơn vị chủ sự đang ở đó không ngừng xin lỗi kiều mộng viện kiều mộng viện nhìn thấy trương dương tới thì vội vàng ra đón cô ta trước giờ tính tình luôn rất tốt cũng không che giấu được vẻ giận dữ trên mặt trương dương nhất định phải tra rõ chuyện này trương đại quan nhân gật đầu hắn tới bên cạnh cố dưỡng dưỡng quan tâm nói sao rồi em có đau không cố dưỡng dưỡng nhìn thấy trương dương tới thì trong lòng bỗng nhiên cảm thấy chua sót mắt đỏ cả lên nhưng cô ta vẫn lắc đầu Trương Dương nhìn thấy bộ dạng của cô ta, thật sự là thương xót vô cùng, hắn mỉm cười nói, đừng sợ, thằng nào đánh em, anh sẽ đánh gấp đôi, món nợ ngày hôm nay, anh nhất định sẽ tính sổ với chúng. Kiều Mộng Viện nói, về khách sạn đã rồi nói. Trở lại khách sạn, Trương Dương trước tiên giúp cố dưỡng dưỡng kiểm tra thương thế một chút, sau khi người khác đi rồi, cố dưỡng dưỡng có chút xấu hổ nói, đám người đó võ công rất cao, người giao thủ với em một trường đánh vào sườn trái của em, đến bây giờ vẫn còn đau. Trương Dương bảo cô ta vén áo phông lên, cố dưỡng dưỡng tuy rằng trong lòng thích Trương Dương, nhưng ở trước mặt hắn để lộ ra thịt thì vẫn ngượng ngùng vô cùng, cô ta cắn cắn môi, nhắm mắt lại rồi lúc này mới chậm rãi vén áo lên. Trương đại quan nhân trong lòng không hề có một chút suy nghĩ bẩn thỉu nào, thấy trên da thịt trong suốt như ngọc của cố dưỡng dưỡng có một dấu trưởng màu xanh, ngón tay của trương đại quan nhân chạm đến vết trường, cảm thấy chỗ da thịt mà hắn chạm vào nóng rực, hắn nói khẽ quy dương trưởng, tu luyện môn công phu về tay này cũng không dễ dàng gì. Hắn một tay cầm môn của cố dưỡng dưỡng, một tay đặt lên da thịt của cố dưỡng dưỡng, nội lực ùa ra, cố dưỡng dưỡng cảm giác bên trong kinh mạch là một mảng ấm, vết trưởng màu xanh ở sườn trái dần dần mờ đi, đau đớn cũng dần dần biến mất, ước chừng sau 5 phút đồng hồ thì vết trưởng đã triệt để biến mất, da thịt chỉ còn hơi ửng đỏ. Trương Dương lấy thuốc trị thương ra bôi giúp cô ta, mỉm cười nói nghỉ ngơi một buổi tối là có thể hoàn toàn khôi phục cố dưỡng dưỡng nói anh trương dương cám ơn anh trương đại quan nhân cười nói cám cơn cái gì nếu lần này không phải vì giúp anh thì em cũng không phải chịu ủy khuất như vậy cố dưỡng dưỡng nói anh phải dạy em thêm mấy món cung phu lợi hại mấy món anh dạy em trước kia không được rồi gặp phải cao thủ chân chính thì thoáng cái là bại trương dương cười nói được rồi anh đồng ý với em hắn đứng dậy đi thăm liễu đan thần. Một quyền bị thương trên đùi, lúc ấy cô ta tung chân đá đối phương, đối phương lại một quyền đánh vào đùi cô ta, chân trái của cô ta cũng sưng vù. Trương Dương bảo cô ta đặt chân lên đầu gối mình, giúp cô ta xoa bóp vết thương. Kiều Mộng Viện cũng ở trong phòng, liễu đan thần lộ ra có chút ngượng ngùng. Mặt đỏ tới tận mang tai, Trương Đại Quan Nhân thì không thấy gì. Khi giúp người chữa bệnh, thằng ôn này ngay cả một chút tà niệm cũng không có, hắn phát hiện những người công kích Liễu Đan Thần và cố dưỡng dưỡng không nghi ngờ gì nữa đều là cao thủ. Liễu Đan Thần bị Bôi Lôi Quyền đánh bị thương, Trương Đại Quan Nhân chỉ từ tình huống bị thương của hai người họ cũng phán đoán ra võ công của đối phương là từ môn nào. Sau khi giúp Liễu Đan Thần chữa thương xong, Trương Dương và Kiều Mộng Viện trở lại phòng của cô ta. Kiều Mộng Viện thở dài nói, thật sự không ngờ lại sẽ phát sinh loại chuyện này, không biết rốt cuộc là chọc vào ai. Trương Dương nói, ân oán giang hồ loại chuyện này không phải thông qua cảnh sát có thể giải quyết được kiều mộng viện nói anh trăm ngàn lần đừng xung động nơi này là kinh thành không phải ở bắc cảng chuyện ầm ĩ lên thì khẳng định không dễ kết thúc trương dương mỉm cười nói vậy thì cũng không thể để người khác khi phụ mình được chuyện hôm nay tôi tự có biện pháp kiều mộng viện nói tôi không cho phép anh gây chuyện từ giờ trở đi anh đi đâu thì tôi theo đó trương đại quan nhân cười nói tôi nếu đi vệ sinh thì sao Kiều Mộng Viện nói, anh chỉ cần dám thì tôi sẽ đi theo. Nơi trường đại quan nhân muốn vào tất nhiên không phải là là WC Nam. Hắn đầu tiên tới bát quái môn, gặp lão gia tử sử thương hải, hắn kể lại một lượt chuyện xảy ra hôm nay. Vừa rồi khi chữa thương cho cố dưỡng dưỡng và liễu đan thần, hắn đã nhận định họ bị thương bởi hai loại võ công quy dương trưởng và bôn lôi quyền, môn phái võ lâm của kinh thành, sử lão gia tử biết rõ hết, cho nên trương dương đến thỉnh giáo y đầu tiên. Sử Thương Hải nói, Quy Dương trưởng là công phu của Quy Dương môn lão cát gia, đương ra hiện tại là Cát Hạc Thanh, thư ký trưởng của Võ hiệp kinh thành, hắn cũng rất khá, ở Đức Dương môn mở một trường dạy võ thuật, đệ tử rất đông, về phần Bôn Lôi Quyền, người truyền dạy thực sự hiện tại đã không còn là người trong võ lâm, hắn tên là Lý Thái Trung, trước mặt là hiệu trưởng kiêm bí thư của cảnh giáo kinh thành, đi chính lộ, có điều cậu cũng không thể từ trong thương thế nhận định là bọn họ làm được. Kiều Mộng Viện nói, những người này cũng có chút thanh danh không thể đi làm ra loại chuyện lưu manh vô lại này được. Trương Dương nói, bọn họ không làm, nhưng đệ tử của bọn họ chưa chắc đã không dám làm, cho dù không phải bọn họ tự mình làm, cũng phải gánh vác trách nhiệm quản giáo không nghiêm. Sử Thương Hải nghe thấy câu này, cũng có chút cũng có chút nóng lên, trước đây đệ tử của y cũng là như vậy, mình và Trương Dương cũng là không đánh thì không quen nhau. Sử Thương Hải cười nói, anh ở trên tiến khấu trường thành một trận thành danh, người trong võ lâm của kinh thành có gan tới khiêu chiến anh thực sự là không nhiều lắm. Trương Dương nói, từ tình huống bị thương của dưỡng dưỡng và liễu đan thần cho thấy, đối phương khẳng định là cao thủ trong môn, tôi hiện tại đi tìm bọn họ lý luận. Sử thương hải thở dài nói, Trương Dương, hay là để tôi mời họ đến, hỏi rõ đã rồi hắn nói. Có lẽ bọn họ sẽ nể mặt tôi mấy phần. Trương Dương nói, lão gia tử, chuyện này không cần phiền tới ngài, ngài nếu ra mặt, bọn họ cũng chưa chắc đã chịu giao người ra, người trong giang hồ, ai không mà không bênh vực bên mình. Sử thương hải biết hắn nói cũng có lý, chỉ dựa vào thương thế liền nhận định là người trong môn gây nên, người khác 10 phần có chín sẽ không thừa nhận. Y nói khẽ Trương Dương, anh cứ như vậy tìm tới cửa, có phải là có chút lỗ mãng không? Trương Dương nói, tôi tới nói rõ lý lẽ, bọn họ nếu không giảng đạo lý thì tôi chỉ có thể làm việc lỗ mãng thôi. Kiều Mộng Viện và Trương Dương rời khỏi bát quái môn, trước khi lên xe Kiều Mộng Viện nhìn Trương Dương một cái, cô ta không nói gì, mở cửa xe ngồi vào, sau đó nói, đi đâu trước? Trương 1969, đập địa bàn 5. Trương Dương cười nói, tôi còn tưởng rằng cô muốn cản tôi. Kiều Mộng Viện nói, tôi cũng muốn cản anh lắm, nhưng lời nói của tôi có hữu dụng không? Chuyện mà anh đã nhận chuẩn, chẳng ai ngăn được anh cả. Trương Dương nói, tôi phát hiện, cô càng lúc càng hiểu tôi đều là bị anh bức thôi. Trương đại quan nhân đứng trước cửa võ giáo đại thành, bảo vệ ra nói với hắn bên trong đang học, người không phận sự miễn vào. Trương đại quan nhân mỉm cười nói, tôi không phải là người không phận sự, tôi là tới phá quán. Võ giáo đại thành tuy rằng là trường học võ thuật, nhưng vẫn không thoát khỏi được cái khí giang hồ, bảo vệ của nơi này cũng không phải là nhân vật tầm thường, không cho người không phận sự vào, nhưng người tới phá quán bỏ họ cũng đồng ý cho vào, Xong có một điều kiện, đó chính là phải qua được cửa của họ đã. Trường khoa bảo vệ đã bước tới, thằng cha này cao chừng 1m90, vừa nhìn đã thấy là người cấp bậc mơ môn thần. Hắn có chút bực mình nhìn hai người trước mắt, kiều mộng viện thì xinh đẹp động lòng người, căn bản không giống một người luyện công phu, trương đại quan nhân tuy rằng thân thể cũng coi là qua cửa, nhưng nhìn lại không giống cao thủ. Người dám đến võ giáo đại thành phá quán thực sự là không nhiều lắm, thằng ôn này chẳng lẽ là kẻ điên. Trường khoa bảo vệ lạnh lùng nói: Tiểu tử thừa dịp trước khi tao chưa phát hỏa thì mau cút đi cho tao. Trương đại quan nhân cười nói: Anh có phát hỏa hay không thì liên quan dám gì tới tôi. Vấn đề là tôi đang phát hỏa đây này. Trường khoa bảo vệ hừ lạnh một tiếng, vươn tay ra đẩy Trương Dương. Hắn không hề thực sự muốn đánh nhau với Trương Dương, chỉ muốn đẩy hắn ngã, cho hắn một cái hạ mã uy. Tay hắn vừa mới chạm đến vai Trương Dương thì chỉ cảm thấy vai đối phương trầm xuống sau đó một cỗ lực lượng bài sơn đảo hải từ vai trương dương phản kích tới thằng cha này lập tức không đứng ổn lảo đảo lui về phía sau hai tên bảo vệ đi tới nhìn thấy tình thế không ổn vội vàng đỡ hắn dậy hai người vừa mới đụng tới thân thể của trưởng khoa bảo vệ thì cảm thấy một cỗ đại lực va lên người họ ba người cùng ngã lăn quay trương đại quan nhân cười nói quy dương môn chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi không muốn cửa lớn bị rỡ xuống thì mau mau mở cửa cho tôi cửa lớn chậm rãi mở ra Trương Đại Quan Nhân ngẩng đầu bước vào trong võ giáo Đại Thành, Kiều Mộng Viện vội vàng đi theo phía sau hắn, tuy rằng Minh biết rõ Trương Dương làm như vậy là hơn kiêu ngạo một chút, cuồng ngạo một chút, nhưng cô ta không biết vì sao trong lòng vẫn thích không cách nào hình dung thích một cách không cách nào hình dung được. Đổi thành trước đây, Kiều Mộng Viện tuyệt đối không thể tưởng tượng mình sẽ cùng hắn làm ra cái loại chuyện điên rồ này, nhưng cô ta hiện tại lại thực sự ở bên cạnh hắn, chính mắt chứng kiến tất cả những gì mà hắn làm đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất trong đó là mình lo lắng hắn sẽ gặp chuyện không may. Khi trương đại quan nhân đi vào trong võ giáo đại thành, Cát Hạc Thanh vừa mới nhận được điện thoại của trưởng môn bát quái môn sử thương hải, sử lão gia tử có chút không yên tâm, y không lo lắng cho trương dương, với võ công của trương dương, đã đủ có thể quét ngang võ lâm kinh thành, y là không yên tâm cho Cát Hạc Thanh, y và cha của Cát Hạc Thanh là tương giao tâm đầu ý hợp, Cát Hạc Thanh làm người rất công lợi, lão gia tử cũng không thích, nhưng dù sao hắn cũng là hậu bối, nể mặt lão hiếu, y vẫn phải phải nhắc nhở cắt Hạc Thanh một câu. Hạc Thanh, Trương Dương là một vị tiểu hữu của tôi, hỏa khí hơi lớn một chút, lần này trong môn của các anh có người đả thương bằng hữu của hắn, hắn tới là để. Cát Hạc Thanh rất không khách khí ngắt lời của sử lão gia tử, loại chuyện này có nhiều lắm, lão gia tử cứ yên tâm, tôi nể mặt ông, lưu lại cho hắn một hơi thở. Nói xong hắn liền gác máy. Giang hồ vẫn còn, chỉ có điều không phải là giang hồ của quá khứ, trong mắt Cát Hạc Thanh, si nhơ lão gia tử đã thuộc loại bị thời đại đào thải, trường giang sóng sau đè sóng trước, đời mới thay đời cũ, hiện tại người trong võ lâm phải thích ứng với thời đại. Bát quái môn tuy mạnh, nhưng bị môn quy hạn chế, sự phát triển của bọn họ tất nhiên là khựng lại. Quy dương môn ở thế hệ của cha hắn còn lâu mới có thể bằng được bát quái môn, nhưng dưới sự dẫn dắt của hắn đã trở nên mạnh mẽ, bằng không thì mình dùng cái gì để trở thành thư ký trưởng của võ hiệp kinh thành. 15 năm, mình xây dựng võ giáo được 10 e dầm năm rồi, 3 năm trước còn có người dám đến võ giáo khiêu chiến, nhưng 15 năm sau, không ai còn dám đến trước cửa nói này nói nọ nữa. Cát Hạc Thanh xoay tròn hai quả thiết cầu trong tay như máy xay gió, hai mắt lóe lên quang mang như chim ưng, nghe con mới sinh không sợ. Được, hôm nay tao sẽ cho mày thấy, lão hổ tao không phát huy thì mày thực sự coi tao là mèo bệnh ư. Võ giáo đại thành, sư sinh hơn 800 người, nghe nói có người muốn tới phá quán, tất cả sư sinh đều huyên nào, bọn họ rất mong chờ được thấy cảnh này, trong cảm nhận của bọn họ, võ giáo đại thành đã trở thành đại phái danh môn của kinh thành, bên trong bọn họ cho dù đệ tử tuổi thấp nhất cũng có bản lĩnh lấy một trọi mười, 800 sư sinh quả thực chính là 800 la hán, người nào có gan dám tới tận cửa khiêu chiến. Thời tiết âm trầm, tầng mây rất thấp, tạo cho người ta một loại cảm giác áp lực, nụ cười của trương đại quan nhân thì với sáng lạn như ánh mặt trời, tựa hồ có thể xuyên thấu tầng mây nặng nề có thể khiến người ta hít thở không thông này. Hắn chỉ vào cột cờ ở chính giữa võ giáo đại thành, nói với Kiều Mộng Viện, cô vào trong đó ngồi đi, nhìn cho rõ một chút nhé. Kiều Mộng Viện không khỏi oán trách nhìn hắn một cái rồi nói, sao cứ phải dùng hành động quá khích như vậy để giải quyết vấn đề. Trương Dương nói, nguyên tắc làm việc của tôi chính là ăn miếng trả miếng. Tiếng chuông vang lên, hơn 800 sư sinh tất cả rời khỏi phòng học, đứng vòng tròn quê chung quanh giáo trường. Cát Hạc Thanh xuất hiện ở trên lầu dạy học, tay trái vịn lan can, tay phải không ngừng nghịch thiết cầu, lạnh lùng nhìn Trương Dương đứng giữa giáo trường. Trương Đại Quan Nhân ngẩng đầu nhìn hắn, tại hạ Trương Dương, hôm nay tới là muốn đòi công đạo. Giọng nói của hắn không lớn không nhỏ, nhưng mỗi một sư sinh trong giáo trường đều nghe rất rõ. Cát Hạc Thanh nói, tôi không biết anh. Trương Đại Quan Nhân nói, tôi có một vị bằng hiếu bị quy dương trưởng gây thương tích, một trưởng đánh trúng sườn trái trong quy dương môn của anh người có thực lực như vậy không thể vượt quá năm người anh giao người ra đây thì tôi sẽ không làm khó anh cát hạc thanh cười ha ha hắn chưa từng gặp ai cuồng vọng như vậy hắn lạnh lùng nói người trẻ tuổi những lời quá đáng không thể nói loạn được nếu không thì không khéo sẽ xảy ra án mạng đó trương dương nói tôi có thể lý giải những lời này của anh là uy hiếp không cát hạc thanh nói võ giáo đại thành của ta có hơn 800 sư sinh, có cần phải uy hiếp anh không? Đúng là nực cười. Trương đại quan nhân nhìn mọi người chung quanh, khinh thường cười nói, người quả thực không ít, làm tôi sợ quá hà. Hiệu trưởng cát, tôi hôm nay tới đây không muốn đả thương người quá nhiều người, anh thân là đương gia của quy dương môn, chẳng lẽ không dám đứng ra đánh một trận với tôi ư? Trong đám người một thanh âm vang lên, mày cho rằng mày là ai? Mà muốn giao thủ với sư phụ tao? trước tiên qua được cửa của tao đã rồi hãng nói. chương 1970, Chuyện Giang Hộ 1 Đại đệ tử của các hạc thanh viên tân vũ tử trong đám người đứng dậy. Trương đại quan nhân lắc đầu nói, anh không được. Được hay không thì phải thử mới biết được. Viên tân vũ bước nhanh về phía trước, rất tuân thủ quy củ, ôm quyền lớn tiếng nói, mời. Giọng nói rất to, chấn cho màng tai của người chung quanh kêu ong ong. Trương Đại Quan Nhân cười nói, anh nên đi luyện sư tử hống, thiên phú về giọng không tồi. Viên Tân Vũ nói, mồm mép có giỏi đến mấy cũng không bằng được công phu thật sự. Hắn cong người về phía trước, một quyền đánh vào ngực Trương Dương. Thân thể của Trương Đại Quan Nhân căn bản không có di động mảy may, cứ vậy chịu một quyền của hắn, Viên Tân Vũ một quyền đánh xuống. Nghe thấy phốc một tiếng, giống như đánh trúng gỗ mục, lại nhìn sắc mặt của Trương Dương căn bản không có bất kỳ thay đổi nào. Trương Dương mỉm cười nói, anh không cần thủ hạ lưu tình, cứ toàn lực đánh tôi một quyền thử xem. Viên tân vũ hét lớn một tiếng, lại một quyền đánh ra, một quyền này đám vào bụng Trương Dương, hiển nhiên đã dùng hết toàn lực. Trương đại quan nhân vẫn không hề né, quyền đầu của viên tân vũ chạm vào bụng hắn, bỗng nhiên có cảm giác như đá chìm đáy biển, quyền đầu lún sâu vào bụng Trương Dương. Một cỗ lực lượng cổ vô hình xoay tròn nghịch chiều kim đồng hồ, một kéo một vặn, cổ tay của viên tân vũ lập tức chật khớp hắn thét lớn một tiếng, sắc mặt tái nhợt. trương đại quan nhân vỗ nhẹ vào vai hắn rồi nói: lùi ra. bằng hữu của bằng hữu không phải là anh đả thương, anh không có bản sự đó. trương đại quan nhân căn bản không ra tay cũng đã khiến cổ tay của cổ tay bị chật khớp. cát hạc thanh lúc này mới ý thức được lai giả bất thiện. trương dương khoanh tay nhìn cát hạc thanh đứng trên lầu, chậm rãi lắc đầu. cát hạc thanh mím môi, hai hàng lông mày rậm nhíu chặt lại, nói khẽ hảo công phu. Trương Dương vốn cho rằng hắn sẽ tự mình ra tay, nhưng Cát Hạc Thanh vẫn đứng đó. Hiện trường có 7 tên nam tử nhảy ra, 7 tên nam tử này tất cả là giáo sư của võ giáo Đại Thành, cũng đều là đệ tử của Cát Hạc Thanh. Trương Đại Quan Nhân cười ha ha, nói, hiệu trưởng Cát, vốn tôi đối với quy dương môn của các anh còn có chút kính ý, không ngờ, anh lại chơi trò lấy nhiều đánh ít với tôi. Anh mắt của hắn chợt lạnh toát, rùa đen rút đầu, tôi hiện tại sẽ lôi anh xuống. Trương đại quan nhân phóng tới cửa lên cầu thang, hai hán tử cản đường hắn, Trương Dương giống như một con ngựa hoang tung bầm, đánh cho hai người bay ra, chợt hai đấm đánh trúng bụng đối phương, thế đi không ngừng nghỉ chút nào. Một người phía sau huy động trường côn, nhắm đầu Trương Dương mà đập, Trương đại quan nhân tóm lấy côn đánh tới trước mặt. Cánh tay rung một cái, một cỗ đại lực giống như cuộn sóng truyền tới khuỷu tay của đối phương, hổ khẩu của đối phương kịch chấn, lập tức không thể nào cầm được trường côn trong tay nữa, trường côn rơi vào trong tay Trương Dương, hắn cầm trường côn dùng chiêu phượng hoàng gật đầu đánh trúng chán đối phương, khiến cho người đó ngã gục. Hay, hơn 10 người trẻ tuổi tay cầm trường côn, xếp thành hàng ngũ sông về phía Trương Đại Quan Nhân, Trương Dương chật chật lấy làm lạ nói, hôm nay tôi xem như đã được kiến thức bản sự của Quy Dương môn các anh rồi. Hai tay vận kinh, đỡ hơn 10 cây trường côn của đối phương, dùng sức chấn động một cái, hất văng côn bổng của đối phương, thân thể bay lên trời, trường côn trong tay ở trên hư không vẽ ra một đạo côn ảnh màu trắng, tiếng binh binh không ngừng vang lên, trong thoáng chốc côn trận cả ở trước mặt hắn đã bị triệt để đánh tan. Côn trận vừa tan, trường thương lại tới, 20 thanh trường thương giống như 20 con dao long, tung trường anh đâm tới trương dương, trương đại quan nhân trở thành ngọn nguồn mà mũi thương hội tụ, trường côn trong tay chống nhẹ xuống đất, thân thể lăng không bay ra, mũi chân nhẹ nhàng điểm lên nơi mũi thương hội tụ, rồi lại bay lên, lúc hạ xuống, chân phải hung hăng đá trúng mặt một người ở chính giữa thương trận, khiến tên đó phốc một cái ngã cắm đầu xuống đất, miệng toàn bùn đất, hai cái răng cửa cũng rụng. Thương trận lập tức xuất hiện lỗ hổng, trường đại quan nhân thong dong lách mình qua đó mà ra. Khoảng cách với cầu thang càng lúc càng gần, 15 tên đệ tử cầm đao cựng thành một đạo phòng tuyến cuối cùng ở trước cầu thang, khóe môi trương đại quan nhân lộ ra nụ cười thản nhiên, hai tay cầm trường côn, hơi dùng sức, trường côn cong lại như cung, hai tay hắn buông ra, trường côn đột nhiên bay ra ngoài bắn về phía đao trận của đối phương. Đám đệ tử kia vội vàng nhấc đao lên đỡ, Trương Dương đã như con đại bàng bay lên, hắn không hề lao về phía cửa cầu thang mà trực tiếp nắm lấy dựa vào lan can của ban công tầng 2, thân thể giống như linh viên trèo lên, thoáng chốc đã chỉ còn gần cắt hạc thanh trong gang tắc. Cắt hạc thanh hừ lạnh một tiếng, hai quả thiết cầu trong tay trước sau bay ra, ở trong không trung phát ra tiếng động ong ong, tuy rằng chỉ dùng tay phải ném, nhưng kinh lực không khác gì cường cung kình nổ. Trương Dương ở trong không trung vỗ ra trường, hắn nắm giữ góc độ cực kỳ chuẩn xác, thiết cầu tiếp xúc với tay hắn thì lập tức thay đổi, bay ra tường ngoài nhà, cắm sâu vào trong vách tường. Cát Hạc Thanh nhảy lên lan can, đứng trên đó, một trường bổ về phía Trương Dương, một chiêu này của hắn là từ trên cao đánh xuống, hoàn toàn nắm giữ được địa lợi. Luận võ đầu tiên là một loại so đấu trí lực, rất nhiều lúc ám hợp cả đạo binh pháp, Cát Hạc Thanh từ Trương Dương đánh lui được đại đồ đệ viên Tân Vũ đã ý thức được sự lợi hại của hắn, cho nên hắn không hề lựa chọn trực tiếp xuất chiến, mà trước tiên để môn hạ đệ tử làm tiêu hao thể lực của Trương Dương. Hắn kinh doanh võ giáo đại thành nhiều năm, lại là nhân vật tai to mặt lớn của võ lâm kinh thành, tất cả những điều này đều yêu cầu hắn không thể thua được, chiếm được cái lợi về địa hình, từ trên cao ra tay. Đối với loại người đã thanh danh như Cát Hạc Thanh mà nói thì chẳng khác nào vứt hết mặt mũi. Trương Đại Quan Nhân cũng một trường đón đánh, bàn tay của hai người va vào nhau, không phát ra tiếng động gì, trong mắt người ngoài thì lần giao thủ này của hai người không kinh thiên động địa như trong tưởng tượng của bọn họ, thậm chí có chút quá mức bình thản, nhưng Cát Hạc thanh lại cảm thấy dọc theo lòng bàn tay của đối phương có một cỗ hàn khí sộc thẳng vào kinh mạch của hắn, cánh tay hắn không ngờ trong nháy mắt đã tê dại, thậm chí chưa kịp làm ra động tác tiếp theo thì Trương Dương đã xoay người đứng trên lan can. Lan can ban công độ rộng không đến nửa thước, Cát Hạc Thanh và Trương Dương đứng trên đó, rằng co với nhau, so với sự ngưng trọng của Cát Hạc Thanh, Trương Đại Quan Nhân được coi là rất thản nhiên binh phê dê tính, hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng vào Cát Hạc Thanh, quy dương trưởng của anh cũng không bằng người đó, tôi muốn biết là ai đánh bị thương bằng hữu của tôi, trong lòng anh chắc rõ. Cát Hạc Thanh căm tức nhìn Trương Dương, nói tiểu tử cuồng vọng, cho rằng với chút công phu đó liền dám đến chỗ chúng ta gây sự ư. Trương 1971, Chuyện Giang Hồ 2 Trương Dương nói, đệ tử của Quy Dương môn đả thương bằng hữu của tôi, anh là đương gia thì phải có trách nhiệm, Giang Hồ có ân oán Giang Hồ, theo quy củ thì anh nếu bị đánh bại, phải giao người ra đây cho tôi. Ánh mắt của hắn giống như mũi dao đâm thẳng vào nội tâm của Cát Hạc Thanh. Cát Hạc Thanh nói, tôi nếu nói không thì sao? Trương Dương nói, vậy thì phải xem có bản sự đó không đã. Cát Hạc Thanh nghe thấy dưới chân rung động, cúi đầu nhìn lại thì liền thấy lan can làm bằng thép và bê tông vỡ ra, một khe nước đang uống lượn lan tới chỗ mình. Cát Hạc Thanh hít một hơi lạnh, biết công phu của mình so với đối phương thì còn kém quá xa. Trương Dương dùng truyền âm nhập mật nói với Cát Hạc Thanh, võ giáo đại thành xây dựng được 20 năm, có thể kinh doanh đến quy mô ngày này thì cũng không dễ dàng gì, trong mắt những đệ tử ở đây. Hiệu trưởng cắt là tồn tại giống như thần thoại, nếu tôi đập nát thần thoại này, như vậy về sau võ giáo đại thành liệu có thể sống yên ở ở kinh thành này hay không? Cát Hạc Thanh bị những lời này của hắn nói chúng chỗ đau, nếu Trương Dương thực sự đánh bại đưa hắn ở trước mặt nhiều sư sinh tại như vậy, thanh danh mà hắn thiên tân vạn khổ tích lũy được tất nhiên sẽ trôi theo dòng nước, hắn sẽ thua mà không đứng dậy nổi. Trương Dương chính là nhìn ra điểm này mới triển khai thế công tâm lý đối với hắn. Thật ra vừa rồi hắn muốn khiến Cát Hạc Thanh xấu mặt thì vô cùng dễ dàng, nhưng hắn nếu làm như vậy, chưa chắc đã có thể khiến Cát Hạc Thanh thổ lộ tình hình thực tế, ngược lại sẽ kết thù hận với Quy Dương Môn trên dưới. Cát Hạc Thanh và Quy Dương Môn không hề đắc tội với hắn, người đã thương cố dưỡng dưỡng là một kẻ khác, phó công của người này thậm chí trên cả Cát Hạc Thanh. Bốp, lan can làm bằng thép và bê tông dưới chân Cát Hạc Thanh nứt ra như mạng nhện, công phu chấn định của hắn cũng coi như là không tồi, cho dù ở dưới tình huống lâm vào thế hạ phong vẫn không hề biểu hiện ra vẻ hoảng loạn sư huynh tôi triệu duyên khánh bên trong quy dương môn võ công vượt qua cát hạc thanh chỉ có một người thật ra cát hạc thanh cho dù không nói thì trương dương cũng sẽ điều tra ra trương dương nghe thấy tên của triệu duyên khánh thì mỉm cười cảm ơn hắn bay lên không dưới cái nhìn sợ hãi của một người giống như một con diều đứt dây cắm thẳng xuống đất khi còn cách mặt đất khoảng ba thưởng thì lộn mình một cách bất khả tư nghị rồi vững vàng hạ xuống đất cát hạc thanh cũng nhảy xuống lan can Hắn vừa rời khỏi đó thì liền nghe thấy tiếng lan can vỡ, cả một khối bê tông và xi măng lớn rơi xuống, chỗ vừa rồi bọn họ đứng chỉ còn lại mấy thanh thép. Cát Hạc thanh thầm toát mồ hôi lạnh, may mà mình không lựa chọn tiếp tục ra tay với Trương Dương, nếu không thì người mất mặt tất nhiên sẽ là mình. Nhìn Trương Dương khải hoàn mà về, trong mắt Kiều Mộng Viện tràn ngập tình ý ôn nhu, đối mặt với bát trăm tráng hán mà mặt không hề đổi sắc, trong thiên hạ to lớn này có mấy ai có thể làm được? nơi tiếp theo trương đại quan nhân tới là cảnh giáo kinh thành so với võ giáo đại thành nơi trước là nơi người thường không dám xông vào trừ hiệu trưởng lý thái trung võ công cường đại gia tính chất đặc thù của bản thân cảnh giáo cũng có tác dụng uy hiếp khá lớn nhưng trương đại quan nhân cũng không để ý tới chuyện này ai chọc tới hắn thì cho dù là thiên vương lão tử hắn cũng không sợ bảo vệ cửa của cảnh giáo kinh thành không hề cản trở bọn họ gì nhiều sau khi nghe thấy Trương Dương thông báo tính danh thì bọn họ lập tức nói, hiệu trưởng Lý ở trong văn phòng chờ anh lâu rồi. Lần này đến phiên Trương đại quan nhân có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Lý Thái Trung này có khả năng biết trước? Loại khả năng này đương nhiên là không lớn, phỏng chừng 10 phần có 9 là đã nhận được tin tức. Kiều Mộng viện lái ô tô chậm rãi tiến vào cửa lớn của cảnh giáo, cô ta nhỏ giọng nói với Trương Dương, có thể giải quyết hòa bình thì tốt nhất, cảnh giáo cũng không phải là địa phương bình thường ân oán giang hồ của anh cũng không thích hợp với nơi này. Nếu gây sự thì cẩn thận bọn họ lấy tội nhiễu loạn xã hội chị An bắt anh lại đó. Trương Dương cười cười, bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, hắn nói với Kiều Mộng Viện, cô ở dưới lầu chờ tôi, một mình tôi đi lên được rồi. Kiều Mộng Viện lần này cũng không theo hắn, gật đầu nói, anh làm gì cũng cẩn thận một chút, chú ý khống chế tính tình của mình. Trương Dương nói, người không phạm tôi thì tôi không phạm người. Trương Dương tới văn phòng hiệu trưởng, gõ cửa phòng, nhưng không có ai lên tiếng trả lời lên tiếng trả lời. Một gã trẻ tuổi mặc cảnh phục vừa hay đi qua, nói với Trương Dương, anh tìm hiệu trưởng Lý à? Ông ta ở nhà huấn luyện ấy. Trương Dương nói, nhà huấn luyện ở đâu? Người trẻ tuổi đó người cười, tôi dẫn anh đi. Trương Đại Quan Nhân đi theo hắn xuống dưới lầu, tiến vào hậu viện, người trẻ tuổi chỉ chỉ vào một tòa kiến trúc hình chứng ở xa xa rồi nói, là ở chỗ này trương dương lịch sự gật đầu với hắn rồi đội mưa đi vào nhà huấn luyện trong nhà huấn luyện có không ít cảnh hiệu sinh đang đối luyện hiệu trưởng lý thái trung đang ở hiện trường chỉ đạo động tác của cho hai đệ tử nghe nói có người tìm hắn hắn ngừng công tác đi tới tới trước mặt trương dương đánh giá người trẻ tuổi này một chút rồi mỉm cười nói anh chính là trương dương trương dương gật đầu nói hiệu trưởng lý biết tôi à lý thái trung nói hôm nay mới tính là biết vừa rồi sử lão gia tử gọi điện thoại cho tôi. Nói anh sẽ tới. Trương đại quan nhân vốn đã chuẩn bị đánh nhau một trận, nhưng người ta khách khí như vậy, hắn cũng không thể quyền cước tương hướng. Nói khẽ có một số việc muốn thỉnh giáo hiệu trưởng Lý, chúng ta có thể tới chỗ khác nói chuyện không? Lý Thái Trung nói, được, đi theo tôi. Hai người tới một phòng huấn luyện, trong căn phòng rộng rãi chỉ có một quyền đài. Lý Thái Trung chậm rãi cởi bỏ quần áo thể thao trên người, cơ bắt của hắn khá là rắn chắc. Trương Dương nói: "Hiệu trưởng Lý, hắn có chút không hiểu ý tứ của Lý Thái Trung." Lý Thái Trung nói: "Ân oán giang hồ thì dùng cách của giang hồ để giải quyết, nơi này không có người ngoài, anh nếu đang môn khởi binh vấn tội thì tôi trước tiên phải thử xem anh có bản sự này hay không đã." Hắn vén dây bao đi vào trong quyền đài. Trương Dương thở dài: "Thật ra, chúng ta không cần phải như vậy." Lý Thái Trung nói: "Tôi nghe nói anh đã tới võ giáo đại thành, có phải đã tìm được đáp án mà anh muốn rồi hay không?" Trương Dương nói, nếu anh cũng ở đó thì sẽ không làm ra loại chuyện vô ích này. Lý Thái Trung cười nói, tiểu tử, cuồng vọng lắm, tuy rằng sử lão gia tử rất tôn sùng anh. Nhưng tôi cũng không phải là dễ khi dễ như vậy đâu, anh cho rằng tôi cảnh giáo trưởng kinh thành của tôi là làm vô ích à. Trước đây, tôi tốt xấu gì cũng là nhân vật có tiếng tăm, giáo đầu của 80 vạn cấm quân đó. chương 1972, Chuyện Giang Hồ 3 Trương đại quan nhân bị hắn nói chúng lòng hiếu thắng, cũng đi lên quyền đài, học theo bộ dạng của Lý Thái Trung cởi giày ra. Lý Thái Trung nói, tôi chỉ cần ra tay thì sẽ rất khó lưu lại phân thốn, anh nếu không chịu nổi thì xin tha trước đi. Trương Dương cười nói, bôn lôi quyền ư, chưa từng nghe nói nó lợi hại như vậy. Anh hôm nay rất may mắn, có thể được thể hội đầy đủ một chút. Lý Thái Trung nói xong thì một quyền công tới mặt Trương Dương. Yếu quyết của bôn lôi quyền chính là ổn, độc, chuẩn, ra tay quyết đoán. Không chút lưu tình, Trương Dương lắc mình né tránh, nhìn bộ pháp linh hoạt của Lý Thái Trung, nói khẽ biến hóa không ít, anh tự nghĩ ra à. Lý Thái Trung nói, bất kỳ quyền pháp nào cũng phải cải tiến, thì mới có thể phát triển. Lại là một quyền công tới cầm Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân lui một bước, thân thể đã tới sát dây bao, nói, bôn lôi quyền hay là Tây Dương quyền. Bất kể là quyền pháp gì, đánh ngã anh thì chính là hảo quyền pháp. Song quyền của Lý Thái Trung thay nhau vung ra, tốc độ ra quyền cực nhanh, ở trước mắt Trương Dương Nguyễn Hóa ra quyền ảnh đầy trời. Trương Đại Quan Nhân cười nói, càng lúc càng giống Tây Dương quyền. Dưới thế công như vậy của Lý Thái Trung, hắn vẫn chuyện trò vui vẻ, Lý Thái Trung cũng không khỏi thầm than, thằng ôn này quả nhiên không tầm thường. Một quyền đánh vào má phải của Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân vung tay đón đỡ, cản một quyền này của Lý Thái Trung, thân thể lấy chân trái làm trục rồi đột nhiên xoay tròn trong nháy mắt đã rời khỏi dây bao tới trung tâm lôi đài lý thái trung kêu lên hảo lần này không không ra quyền mà là nhấc chân phải dùng động tác đá quét công tới chán của trương đại quan nhân cánh tay phải của trương dương dơ ra đỡ trường trái vỗ tới háng của lý thái trung lý thái trung vội vàng lui về phía sau miệng thì kinh hô anh muốn đoạn tử tuyệt tôn tôi ư trương đại quan nhân cười nói kế hoạch hóa gia đình anh lớn tuổi như vậy để lại cũng chẳng có tác dụng lý thái trung tức giận nói thằng ôn này ngôn hành vô trạng hôm nay nhất định phải giáo huấn anh một chút trương dương nói hiện tại nên đến phiên tôi hắn một quyền công tới lý thái trung lý thái trung hô to một tiếng hảo cũng một quyền đón đánh song quyền chạm nhau dầm một tiếng trương đại quan nhân thì không chút sứt mẻ lý thái trung lảo đảo lui liền mấy bước người dựa vào dây bao mới dừng lại được trương đại quan nhân nếu đã tấn công thì sẽ không cho hắn cơ hội mà thở hai đấm giống như bão tố công tới lý thái trung lý thái trung nhìn thấy ngàn vạn quyền ảnh được biến ảo ra trước mắt song trưởng không ngừng vung lên đỡ quyền đầu của trương dương nhưng mặc cho hắn đỡ như thế nào cũng không thể cản được quyền đầu của trương dương dừng lại lúc dừng động tác thì phát hiện quyền đầu của trương dương chỉ còn cách chán hắn ba tấc kinh phong mà quyền đầu dẫn tới thổi cho hắn cơ hồ không mở hai mắt ra được lý thái trung nói anh đánh thật à trương đại quan nhân nói nếu đánh thật thì hiện tại anh đã gãy xương mũi rồi lý thái trung nhìn thấy hắn thu hồi quyền đầu thì mới thở phào nhẹ nhõm đưa tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán rồi nói tôi hiện tại cuối cùng cũng minh bạch vì sao sử lão ra tử tôn sùng anh như vậy trương dương nói ân oán giang hồ là do anh nói hiện tại đến lúc anh thực hiện rồi lý thái trung thở dài nói bôn lôi quyền của chúng tôi rất ít truyền ra ngoài tôi tuy rằng là cảnh giáo trưởng nhưng bôn lôi quyền cũng không truyền cho bất kỳ cảnh giáo nào trong người trẻ tuổi nắm giữ bôn lôi quyền trừ hai đệ tử của tôi ra thì chính là con tôi nhưng bọn họ bình thường cũng không hay gây sự bọn họ đều là cảnh sát không thể làm loại chuyện này trương dương nói cảnh sát cũng chưa chắc đều là người tốt lý thái trung cầm khăn mặt lau mồ hôi anh nếu không tin thì tôi sẽ gọi họ đến anh cũng bảo bằng hữu của anh tới nhận người nếu thực sự là bất kỳ ai trong bọn họ làm thì đừng nói là anh tôi cũng không tha cho bọn họ trương dương nói hiệu trưởng lý bằng hữu của tôi thực sự bị bôn lôi quyền gây thương tích, tôi không thể nhìn lầm. Lý Thái Trung nói, tôi là cảnh sát, đồ đệ của tôi đều là cảnh sát, bọn họ khẳng định sẽ không biết Pháp còn phạm Pháp. Anh còn có đệ tử khác hay không? Lý Thái Trung nói, anh nói lời này thì chính là không tin tôi. Lý Thái Trung tôi làm việc quang minh lỗi lạc, có thì nói là có, mà không thì nói là không. Trương Dương nói, được rồi, tôi tin anh, chuyện này tạm thời cứ như vậy. Trương Đại Quan Nhân nói xong thì xoay người bước đi. Lý Thái Trung nhìn bóng dáng của hắn, tựa hồ lại nghĩ tới gì đó. Anh đợi đã. Trương Dương dừng chân, mỉm cười nói: Hiệu trưởng Lý còn có điều gì muốn chỉ giáo? Lý Thái Trung nói: Bôn lôi quyền không chỉ có một chi của tôi, ngay cả sử lão gia tử cũng không biết. Lúc trước tôi sau khi nhập môn học được công phu hành luyện thì đi theo đường cương mãnh, mà bôn lôi quyền thì lại chia ra làm bôn lôi và tiểu bôn lôi tôi thì tính là đại bôn lôi, tiểu bôn lôi là chuyên công của sư huynh tôi nghiêm kế sinh. Trương đại quan nhân nghĩ thầm hôm nay đúng là quá khéo, hai bên đều là sư huynh có chuyện, hắn gật đầu nói, sư huynh của hiệu trưởng Lý hiện đang ở đâu. Hắn đã qua đời rồi, tôi biết hắn có đệ tử tên là Tống Ích Sinh, có được chân truyền của hắn, sư huynh tôi lúc sắp chết từng ủy thác tôi chiếu cố hắn, muốn tôi giúp an bài hắn tiến vào hệ thống cảnh vụ, nhưng bản thân hắn lại không muốn, về sau thì không còn liên lạc kể ra thì tôi đã gần 5 năm rồi không gặp hắn. Trương Dương nói, nếu là hắn làm thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Lý Thái Trung nhíu mày, sau khi giao thủ, hắn biết Trương Dương khẳng định có bản sự này, hắn tuyệt đối tín nhiệm đối với đệ tử của mình, nhưng đối với Tống Ích Sinh thì lại không nắm chắc, nói khẽ môn phái môn phái quy củ của môn phái, nếu thực sự là hắn làm thì tôi phải xử lý chuyện này, mong Trương Tiên Sinh có thể thông cảm. Trương Dương đối với Lý Thái Trung thì có nhiều thiện cảm hơn đối với Cát Hạc Thanh. Hắn gật đầu nói, nếu hiệu trưởng Lý nguyện ý thân lực thân vi thì tôi tất nhiên sẽ không nhúng tay. Lý Thái Trung biết người ta là cho mình mặt mũi. Hắn nói khẽ, anh đã nhận định bằng hữu của anh bị bôn lôi quyền gây thương tích thì chuyện này tôi tất nhiên phải điều tra cho rõ. Những lời này của Lý Thái Trung tuyệt đối không phải là nói suông thân là hiệu trưởng cảnh giáo kinh thành, hắn có thể nói là đạo lý khắp thiên hạ, cái khác không nói, ở trong kinh thành, Cơ hồ mỗi bộ môn đều có đệ tử của hắn, muốn tra ra nơi hạ lạc của Tống Ích Sinh cũng không khó. Căn bản không mất quá nhiều thời gian, hắn đã tra được Tống Ích Sinh hiện giờ đang làm ở công ty bảo an thiết thành tại ở Kinh Thành. Trương Dương không xa lạ gì với công ty bảo an thiết thành, công ty bảo an này là của Mã Vĩnh Cương, thằng cha này năm đó từng dẫn người đến ban chú kinh Nam Tích gây sự, kết quả bị Trương Dương đánh cho một tận, từ lần đó liền tâm phục khẩu phục. Trương Dương không ngờ chuyện này có liên quan tới công ty của Mã Vĩnh Cương. Lý Thái Trung cũng muốn làm rõ chuyện này. Sau khi tra được nơi hạ lạc của Tống Ích Sinh thì hắn lập tức quyết định cùng Trương Dương tới công ty bảo an thiết thành một chuyến, chuyện này phải làm rõ mới được. Trương Dương bảo Kiều Mộng Viện đi về trước, đưa cố dưỡng dưỡng và liễu đan thần tới công ty bảo an thiết thành nhận người. Kiều Mộng Viện nhìn thấy Trương Dương từ đầu tới đuôi xử lý chuyện rất có mức độ và thành thạo, biết hắn sẽ không làm to chuyện thì cũng yên lòng, nói khẽ anh nhớ kỹ đấy, nhất định phải bình tĩnh sau khi điều tra rõ thì bất kể chuyện này liên quan tới ai, nhất định phải chờ chúng tôi tới rồi hắn nói. Trương Dương mỉm cười nói, cô yên tâm đi, cho dù chuyện to bằng trời thì tôi cũng kéo cô làm đệm lưng cho tôi. Kiều Mộng Viện đương nhiên có thể nghe ra hàm nghi ám muội trong đó, mặt hơi hơi nóng lên rồi đóng cửa xe đi thẳng. Lý Thái Trung lái xe cảnh sát của mình tới, đến bên cạnh Trương Dương thì nói, tiểu tử, lên xe, Trương Đại Quan Nhân mở cửa xe rồi ngồi ở ghế phụ. Lý Thái Trung nhắc nhở hắn thắt dây an toàn vào, Trương Dương nói, không sao đâu, tôi lái xe trước giờ không hay thắt dây an toàn. Lý Thái Trung nói, cảm thấy vậy mới phong cách à, người trẻ tuổi như anh tôi thấy nhiều rồi, không có ý thức an toàn, không xảy ra chuyện thì thôi, vừa xảy ra chuyện thì kiểu gì cũng là chuyện lớn, đừng có tưởng võ công của anh cao, có cao đến mấy thì cũng chẳng bằng đạn. Xem thử vỏ xe có đủ dày không, nhưng đi quá tốc độ 100 cây em trên giờ mà đâm nhau thì chẳng ai giữ nổi ý mạng cả, Đừng có coi thường dây an toàn, vào lúc quan trọng có thể cứu mạng được đó." Trương Dương nói, "Tôi sợ ngài rồi, tôi thắt được chưa nào?" Lý Thái Trung vừa lái xe vừa nói, "Tôi nghe nói anh trước khi tới chỗ tôi đã một mình đánh cả võ giáo đại thành, thật hay giả vậy?" Trương Dương cười nói, "Ai nói vậy?" Lý Thái Trung nói, "Tường thành của Hoàng thành mặc dù dày, nhưng cũng có chỗ bị gió lùa. Lợi hại thật, võ giáo đại thành có hơn 800 sư sinh." anh một mình đi vào không ngờ có thể bình yên vô sự đi ra. Trương Dương nói, võ công là một chuyện, chính nghĩa là một chuyện, xưa nay ta không thể thắng chính. Lý Thái Trung cười nói, trong mắt anh, anh là chính còn người khác đều là tà ư. Trương 1973, Chuyện Giang Hồ 4 Trương Dương cười nói, xông vào võ giáo Đại Thành thì tôi có nắm chắc, nhưng xông vào cảnh giáo Kinh Thành thì trong lòng tôi cũng không chắc, dù sao đến nơi này anh cũng chưa chắc đã nguyện ý xử lý theo cách giang hồ với tôi. Lý Thái Trung nói, nếu không phải xử lão gia tử trước chuyện đã gọi điện thoại thì tôi có lẽ sẽ coi anh là kẻ làm nhiễu loạn trị an xã hội rồi bắt lại. Trương Dương nói, chúng ta đây đều phải trả cái giá nhất định. Lý Thái Trung mỉm cười nhìn Trương Dương một cái, thằng ôn này chẳng những võ công siêu quần. Hơn nữa cũng can đảm hơn người, khí chất hào hiệp trên người thời buổi này cũng không còn thấy nhiều người tới người tới công ty bảo an thiết thành trương dương sau khi vào cửa thì hét to mã vĩnh cương ra đây cho tôi một gã bảo vệ đi tới nói với trương dương anh ồn ào cái gì nơi này là nơi làm công anh tên gì trương đại quan nhân nheo mắt lại nhìn người này không khỏi có chút buồn cười mã vĩnh cương có đây không không có trương đại quan nhân đang chuẩn bị giáo huấn thằng cha này một chút thì lý thái trung nói tống ích sinh có ở đây không tôi là sư thúc của hắn Bảo vệ đó ngây ra một thoáng rồi chợt, anh là sư thúc của Tống tiên sinh ư? Lý Thái Trung nói, anh thấy tôi giống giả mạo lắm không? Bảo vệ đó nhìn từ trên xuống dưới rồi gật đầu nói, các anh chờ đó, tôi đi thông báo một tiếng. Bảo vệ đi không thì Tống Ích Sinh đi theo hắn ra, hắn từ xa đã cười nói, sư thúc. Đúng là ngài à, nhiều năm rồi không gặp, ngài có khỏe không? Trương đại quan nhân ở bên cạnh quan sát Tống Ích Sinh, thằng cha này hơn 30 tuổi dáng người trung đẳng. Có điều trong mỗi cái nhấc tay nhấc chân chỉ liếc một cái là biết người luyện công phu. Lý Thái Trung nói, ích sinh, anh hôm nay có tới trung tâm triển lãm quốc mậu không? Tống ích sinh hơi ngẩn ra, hắn lúc này mới lưu ý thấy Trương Dương bên cạnh Lý Thái Trung, lập tức sinh lòng cảnh giác, sư thúc, tôi không rõ ngài có ý gì. Đúng lúc này, Kiều Mộng Viện dẫn Liễu Đan Thần và cố dưỡng dưỡng đến. Liễu Đan Thần liếc một cái là nhận ra Tống ích sinh, Cô ta căm giận nói, hắn, hôm nay dẫn người quấy rối chính là hắn. Trương đại quan nhân vừa nghe vậy thì hai mắt lập tức trợn tròn. Lý Thái Trung tức giận nói, đồ khốn nạn, quả nhiên là mày làm, quỳ xuống cho tao. Tống Ích Sinh nói, tôi kinh ông là sư thúc, ông không ngờ thông đồng với người ngoài hại tôi. Tống Ích Sinh tôi lại trời lại đất lại cha mẹ, lại sư phụ, vốn quỳ xuống trước mặt ông cũng không có vấn đề gì, nhưng ông bất nhân đối với tôi thì đừng trách tôi bất nghĩa đối với ông. Lý Thái Trung nói, mày làm sai còn dám chống chê ư. Tống Ích Sinh nói, ông thông đồng với người ngoài hãm hại đệ tử bổn môn, có tư cách gì mà giáo huấn tôi. Trương Đại Quan Nhân thở dài nói, hiệu trưởng Lý, thực sự không phải là tôi xúi bẩy đâu, nhưng chuyện này mà là tôi thì tôi không thể nào nhịn được. Lý Thái Trung thật sự là dở khóc dở cười, thằng cha này rõ ràng đang suối bẩy, không ngờ còn ở bên cạnh giả vờ vô tội, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, được, hôm nay tao sẽ thay sư huynh quản giáo mày tông ích sinh đứng chung bình tấn rồi hai tay ôm quyền nói mời lý thái trung nhìn thấy thằng cha này ngỗ nghịch như vậy thì quả nhiên là tức giận đến nỗi dâu tóc dựng đứng vốn hắn cũng không muốn ra tay trước mặt người ngoài nhưng đồ khốn nạn tông ích sinh này không cho hắn đường lui trương đại quan nhân ở bên kia ra hiệu cho kiều mộng viện cố dưỡng dưỡng và liễu đan thần lui về phía sau vẫn không bỏ lỡ thời cơ châm ngòi thổi gió hiệu trưởng lý thanh lý môn hộ Chúng ta tránh xa một chút, bị máu bay ra bắn phải là không hay đâu. Lý Thái Trung đối với Tống Ích Sinh là đại bôn lôi đối với tiểu bôn lôi, với thân phận của hắn, không phải tình thế bức bách thì cũng sẽ không ra tay với tên sư điệt này, trước khi hắn ra tay lại nói, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, anh chỉ cần nói ra người ở sau lưng sai khiến là ai thì tôi có lẽ có thể thả cho anh một mặt lưới. Tống Ích Sinh cười lạnh một tiếng, một quyền công tới Lý Thái Trung. Trương đại quan nhân thở dài, khi sư diệt tổ loại nghịch này thiên lý cũng không tha. Lý Thái Trung cũng đồng dạng một quyền đón đánh, hắn là luyện đại bôn lôi, cương mãnh vô chú, tống ích sinh là tiểu bôn lôi, động tác tuy rằng giống nhau, nhưng hắn trọng về nhu kính hơn. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Trương Dương liếc một cái liền nhìn ra Lý Thái Trung không hề đánh hết sức, hắn hiển nhiên vẫn còn thủ hạ lưu tình với tên sư điệt này. Quyền đầu của hai người va chạm, tống ích sinh cả người chấn động, nhưng cũng không lui lại, nhanh như tia chớp một quyền công tới sửa trái của Lý Thái Trung. Chỉ từ công lực mà nói thì Lý Thái Trung tất nhiên là hơn xa tên sư điệt này, nhưng hắn không đành lòng hạ sát thủ với người trong bản môn, tống ích sinh không biết tốt xấu, liên tục ba quyền đánh hết sức, như hận không thể một quyền đánh ngã sư thúc. Lý Thái Trung bên này đang bận thanh lý môn hộ thì bên ngoài có ba người tới, một trong số đó chính là Mã Vĩnh Cương, hắn nghe nói bên trong đánh nhau thì vẻ mặt bước vào, vốn muốn phát huy, nhưng nhìn thấy Trương Dương, biết đây không phải là người hắn có thể chọc được, lập tức vẻ mặt biến thành tươi cười. Trương đại quan nhân cười nói, đây không phải là mãnh tướng số một của kinh Bắc ư. Mã Tổng, biệt lai vô dạng. Mã Vĩnh Cương mặt mày tươi cười nói, bí thư trương, thì ra là ngài, ở trước mặt ngài tôi đâu có tính là mãnh tướng gì, hôm nay hôm nay đến đây không biết có gì chỉ giáo. Hắn vừa nói với Trương Dương vừa nhìn Tống Ích Sinh, Tống Ích Sinh vừa mới bị Lý Thái Trung đánh trúng một quyền, ôm bụng liên tục lui về phía sau, sau khi đứng vững thì nổi giận gầm lên một tiếng tiếp tục xông lên, võ công tuy rằng kém hơn, nhưng tính tình ương ngạnh hung hãn thì không tầm thường. Trương Dương nói, tôi lần này đến Kinh Thành không tới chào hỏi Mã Tổng cho nên gặp chút phiền toái. Mã Vĩnh Cương nói, Bí Thư Trương, ngài sao lại nói vậy? Ai mà không có mắt như vậy, không ngờ dám trêu chọc Bí Thư Trương, ngài nói cho tôi biết đi, tôi sẽ là người đầu tiên đi tìm hắn. Tống Ích sinh thét lớn một tiếng, ngược dính liền hai phát trọng quyền của Lý Thái Trung, dây vẫn là Lý Thái Trung thủ hạ lưu tình, bằng không đã sớm đánh cho hắn miệng phun máu tươi rồi. Thằng cha này thằng cha này vẫn ương ngạnh, đến bây giờ vẫn liều lĩnh sông lên. Trương đại quan nhân bĩu môi nói, nhìn thấy chưa, tên đó chọc tôi đấy, anh lên đi, chút giận cho tôi. Mã Vĩnh Cương bộ dạng tuy rằng lỗ máng, nhưng thằng cha này tâm nhãn rất khá, cười nói tôi tới không phải là càng gây thêm phiền ưu. Nói tới đây, cuộc so đấu đã có biến hóa, Lý Thái Trung hiển nhiên bị sư điệt bức cho nổi giận rồi, ra tay không lưu tình nữa, trước tiên cho hắn hai quyền rồi thuận tay tát cho hắn hai phát, lần này Tống Ích Sinh bị đánh cho không đứng dậy nổi nữa, quỳ dạp trên mặt đất, miệng chỉ có thở ra chứ không hít vào. Trương Dương nói với Mã Vĩnh Cương, tên đang nằm trên mặt đất kia hôm nay dẫn người tới trung tâm triển lãm quốc mậu, tới quầy triển lãm của khu bảo lưu thuế nhập khẩu thành phố Tân Hải chúng tôi quấy rối, còn đả thương hai nữ hài tử này, anh nói xem món nợ này tôi phải tính thế nào đây?" Mã Vĩnh Cương vừa nghe vậy thì hốt hoảng, "Bí thư Trương, chuyện này tôi không biết, tôi nếu biết thì tôi là cháu anh." Trương Dương cũng đoán rằng hắn cũng không có gan như vậy, lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi nói, "Không anh làm ư? Tống Ích Sinh là người của anh mà, anh giải thích với tôi thế nào đây?" Mã Vĩnh Cương vẻ mặt đau khổ nói, "Bí thư Trương, tới văn phòng của tôi đi, ta có lời muốn nói với ngài." Trương Dương gật đầu, Mã Vĩnh Cương Mã Vĩnh Cương tới văn phòng của hắn. Mã Vĩnh Cương vào văn phòng, kêu khổ không ngừng, "Bí thư Trương, chuyện tôi làm lão tổng ở đây đã là quá khứ rồi, cho dù là trước đây thì tôi cũng chỉ là phụ trách quản lý, ông chủ chân chính là Trung tiên sinh, hắn gần đây trong kinh doanh xuất hiện vấn đề, đã nhượng lại cổ phần của Kinh Bắc, Thiết Thành sớm đã được bán cho người khác rồi, tôi hiện tại chỉ phụ trách làm công tác giao nhận nghiệp vụ thiết chuyện của Thiết Thành tôi cũng không rõ lắm." Quyền lực của Tống Ích Sinh kia so với tôi còn lớn hơn kìa. Trương Dương nói, chỗ anh có phải có một tên tên là Triệu Duyên Khánh không? Mã Vĩnh Cương nói có, hắn thường xuyên đi lại với Tống Ích Sinh, tôi chuẩn bị tới cuối tuần là nghỉ việc rồi. Bí thư Trương, chuyện ngài thực sự không có chút liên quan gì tới tôi. Trương Dương nói, ông chủ hiện tại của Thiết Thành là ai? Mã Vĩnh Cương nói, tôi không biết, tôi thật sự không biết, ngài nếu muốn biết thì tìm ông chủ chung đi. Trương đại quan nhân gật đầu nói, được, tôi tin anh một lần, Mã Tổng à, chúng ta cũng coi như là bằng hiếu, tôi không hy vọng anh sẽ lợi dụng sự tín nhiệm của tôi. Trương Dương nhìn ra Mã Vĩnh Cương không giống như là không giống như là đang nói dối dối và lại lần trước hắn đã giáo huấn Mã Vĩnh Cương cho phục rồi, thằng cha này không có gan lớn đối nghịch với mình như vậy. Mã Vĩnh Cương lời thề son sắt nói, tôi thề với trời tôi Mã Vĩnh Cương tôi đối với bằng hữu tuyệt đối là thằng thần trung thực, chuyện của quốc mậu thực sự không hề liên quan một chút xíu nào với tôi. chương 1974, Quang Minh Chính Đại một Tình huống gần đây của Trung Tân Dân quả thực vô cùng không ổn, công ty Kinh Bắc của hắn bởi vì kinh doanh không tốt mà sắp phải đóng cửa, mấy nghiệp vụ lớn trước đây cũng đã phải chuyển nhượng. Trên sinh ý không có tướng quân thường thắng, hắn đối với điều này cũng nhìn rất thoáng. Trương Dương cũng không phải là lần đầu tiên tới công ty Kinh Bắc, so với trước đây, công ty Kinh Bắc rõ ràng tiêu điều vắng vẻ hơn rất nhiều, trong bãi đổ xe cũng chỉ có hai chiếc, hắn lái xe thẳng vào, khi vào cửa thậm chí cũng không nhìn thấy một bảo vệ nào ra hỏi. Sau khi Trung Tân Dân nhận được điện thoại của Trương Dương thì chờ trong văn phòng, hắn không biết Trương Dương tìm mình làm gì. Trương Dương đi vào trong văn phòng nội vẻ mặt cũng rất bất thiện, Trung Tổng à, lâu rồi không gặp, giữa chúng ta cứ như xa lạ ý nhỉ. Trung Tân Dân nghe ra ẩn ý trong lời nói của hắn, cười bảo, bí thư trương sao lại nói vậy? Hôm nay đại giá Quang Lâm, ngài có gì chỉ giáo? Hắn biết Trương Dương khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới nơi này. Trương Dương nói, chúng ta cũng coi như là bằng hiếu, tôi cũng không vòng vo với anh, một đám người của công ty bảo an thiết thành chạy đến trên đài triển lãm của Tân Hải chúng tôi phá phách, còn đả thương hai bằng hiếu của tôi, chuyện này anh có biết hay không? Trung Tân dân nghe vậy thì cả kinh, vẻ mặt vô tội nói, bí thư Trương, tôi căn bản không biết chuyện này, tôi có thể thề với trời, trung tân dân tôi tuyệt đối không làm ra loại chuyện này, tôi trước giờ vẫn luôn coi anh là bằng hiếu, trung tân dân tôi cũng không thể làm chuyện có lỗi với bằng hiếu. Trương Dương nói, tôi cũng tin chuyện này không phải anh làm, nhưng anh là đại cổ đông của công ty bảo an thiết thành, người gây sự tôi đã bắt được rồi, hắn gọi tên là Tống Ích Sinh, chính là nhân viên của công ty bảo an thiết thành. Trung Tân Dân cười khổ nói, Bí Thư Trương, anh tới chỗ tôi rồi chắc cũng có thể nhìn thấy hiện tại kinh bắc đã giống như chùa bà đanh ngay cả tổng bộ của công ty tôi cũng phải bán rồi huống chi là một công ty bảo an trương dương vừa rồi một đường tới đây cũng nhìn thấy tình huống quả thực rất kém hắn gật đầu nói anh đã bán thiết thành rồi ư trung tân dân nói tôi lấy nó ra làm tiền bồi thường cả công ty kinh bắc tôi cũng chuyển nhượng cho người khác rồi đây là hiệp nghị chuyển nhượng mà tôi vừa ký tên, bao gồm cả thiết thành từ một tháng trước đã được chuyển nhượng cho công ty hữu hạn vĩnh cửu rồi. Hắn chỉ sợ Trương Dương không tin mình, liền lấy ngay hợp đồng ra. Trương Dương cầm hợp đồng rồi nhìn nhìn, thấy cột của người ký tên, bên trên viết triệu nhu đình, hắn chỉ chỉ vào cái tên này, nữ nhân này là ai? Trung Tân Dân nói, lão tổng của công ty Vĩnh Cửu, con gái của phó thị trưởng thường vụ kinh thành triệu thiên nhạc. Trương Đại quan nhân nhíu mày nói, tôi không đắc tội với cô ta, tôi cũng căn bản không biết cô ta. Trung tân dân nói, cô ta còn là vợ của lão tổng tập đoàn Hán đỉnh Tạ Khôn Cử. Trương Dương nghe thấy cái tên của Tạ Khôn Cử thì rõ ràng ngây ra một lúc. Hắn bắt đầu dần dần hiểu rõ được nguyên nhân trong đây, đúng như lời mình nói, giữa hắn và Triệu Nhu Đình không có bất kỳ ân oán gì, chuyện này rất có thể không phải là nhắm vào hắn, trong lòng hắn đưa ra một giả thiết điểm đáng ngờ đã dần dần tụ tập ở trên người lão tổng tập đoàn Hán Đỉnh Tạ Khôn Cử. Anh trai Tạ Khôn Thành của Tạ Khôn Cử trong quá trình cạnh tranh trước bí thư thị ủy Tân Hải với Kiều Trấn Lương đã bị thua, chuyện này có lẽ trở thành căn nguyên mà Tạ gia cửu thị Kiều gia, Tạ Khôn Cử biết được Kiều Mộng viện đại biểu khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải tham gia hội triển lãm, cho nên muốn có ý định khiến cô ta mất mặt, vì thế lợi dụng đám người này để trình diễn trò khôi hài này. Đám người tống ích sinh tới nhanh mà đi cũng nhanh, bọn họ vốn cho rằng có thể làm một cách thần không biết quỷ không hay, nhưng không ngờ Trương Dương có thể từ thương thế của cố dưỡng dưỡng và liễu đan thần tìm được manh mối, cuối cùng tra được tới công ty Vĩnh Cửu. Khi Trương Dương trầm mặc, Trung Tân Dân cũng phân tích chuyện này, hắn cũng ý thức được chuyện này dây dưa rất rộng, mình vừa rồi buột miệng nói khai ra Triệu Nhu Đình và tạ khôn cử, đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Triệu gia và tạ gia ở Kinh Thành có thực lực không phải nhỏ, nếu bọn họ biết là mình đã bán đứng bọn họ, về sau mình ở kinh thành khó mà được sống yên trương dương nói trung tổng theo anh thấy thì chuyện này có thể là tạ khôn cử làm hay không vẻ mặt trung tân dân có chút xấu hổ chuyện này quả thực khiến hắn rơi vào một hoàn cảnh lưỡng nan hắn có chút khó xử cười nói bí thư trương tôi hiện tại đã lão còn không mang nổi mình ốc loại chuyện này tôi không muốn bình luận trương dương gật đầu nói anh chỉ cần nói cho tôi biết thiết thành có phải của triệu nhu đình hay không Trung Tân dân nói, trên thủ tục là vậy, nhưng tôi cũng không thể xác định những người mà anh nói có liên quan tới Triệu Nhu Đình. Trương Đại Quan Nhân không phải là kẻ ngốc, trước khi chưa làm rõ tình hình, hắn cũng không dám tùy tiện giết tới công ty Vĩnh Cửu, buổi chiều hôm ấy, hắn gọi Kiều Mộng Viện cùng đi, tới chỗ Kiều lão thăm hỏi. Đây vốn là chuyện trong kế hoạch của Trương Đại Quan Nhân, lợi dụng cơ hội lần này để hai ông cháu bọn họ đoàn tụ. Trương Dương lần này tới còn đặc biệt mang đến một khối kỳ thạch từ Tân Hải đến cho Kiều Lão, đây là hắn ở chợ kỳ thạch Tân Hải mua được, bản thân chất đá cũng không quý, có điều ngoại hình vô cùng đặc biệt, rất giống võ tài thần quan nhị ra. Kiều Lão cầm tảng đá nhìn trong chốc lát rồi cười nói, tảng đá này là mài ra mà. Trương Đại Quan Nhân nghe thấy Kiều Lão nói vậy thì không khỏi xấu hổ, hắn lúc ấy đã xem đi xem lại, vẫn không nhìn ra tảng đá này là gia công hậu thiên, lúng túng nói, chờ tôi về tìm được tên bán hàng đó, kiểu gì cũng đập vỡ bát cơm của hắn. Kiều lão cười nói, chọn đá vốn chính là chuyện thi nhãn lực, bản thân cậu tu vi không đủ, chẳng trách được người khác, ông ta đặt đá sang một bên, đối với loại đá này, thói quen của kiều lão là đập rồi vứt. Kiều mộng viện nói, tảng đá này cháu rất thích, ông nội hay là tặng lại cho người ngoại hành như cháu đi. Cô ta rất thông minh, nói như vậy là để hóa giải xấu hổ cho Trương Dương kiều lão cười ha ha nói hắn từ tân hải xa xôi mang tới đây cháu lại muốn khiêng về à ngàn dặm đưa lông ngỗng lễ nhẹ mà tình nặng ông nếu không nhật thì chẳng phải là phụ một phen tâm ý của trương dương ư ông ta lại cầm tảng đá đó lên kiều mộng viện nói hai người trò chuyện đi nhé tôi vào bếp xem thế nào kiều lão nói đúng rồi bảo bọn họ chuẩn bị đồ ăn đi kiều mộng viện dạ một tiếng rồi đi kiều lão cầm tảng đá đó vốn định bỏ xuống nhưng không cẩn thận, tảng đá tuột khỏi tay rơi xuống đất, sứt một góc, vừa hay đúng phần đầu của quan công, kiều lão bật cười, già rồi, ngay cả đá cũng không cầm nổi. chương 1975, Quang Minh Chính Đại 2 Trương đại quan nhân biết tảng đá này không quý, cho nên cũng không cảm thấy đau lòng, giúp nhặt tảng đá lên rồi nói, để tôi đi vứt. Ánh mắt của kiều lão lại bỗng nhiên sáng ngời, chậm đã. Trương đại quan nhân ngây ra một thoáng, kiều lão lại cầm lấy tảng đá liền thấy chỗ gãy không ngờ lộ ra một thứ màu xanh to bằng hạt đậu tương kiều lão nhìn kỹ rồi nói trong đây không ngờ có thúy trương dương nói phỉ thúy á kiều lão gật đầu nói thật là nhìn không ra ha ha lát nữa tìm người lau thử xem nói không chừng cậu nhặt được một kiện bảo vật đó kiều lão cẩn thận đặt tảng đá đó xuống mỉm cười nói tôi nghe nói hai người lần này tới kinh là để tham gia hội kinh mậu mùa hạ vâng có thuận lợi không Kiều lão sau khi về hưu thì chỉ du rú trong nhà, hiển nhiên cũng không rõ lắm chuyện xảy ra ở trung tâm triển lãm quốc mậu. Trương Dương nói cũng không thuận lợi, hôm nay gặp phải một chút phiền phức. Hai hàng lông mi rậm của Kiều lão nhíu chặt lại, ông ta rất già dặn, Trương Dương vừa mở miệng ông ta cũng đã biết thằng ôn này gặp phiền toái, hôm nay tới đây là có mục đích. Kiều lão nói, trên đời này làm gì có chuyện thuận buồm xuôi gió mãi, gặp chút vấp pháp cũng là rất bình thường. Trương Dương nói, hôm nay có người dến đài triển lãm của chúng tôi gây sự, hát sơn lên sân khấu, còn đánh hai cô gái. Kiều lão nói, chị An của Kinh Thành từ lúc nào trở nên kém như vậy. Trương Dương lúc này mới kể lại một lượt chuyện xảy ra hôm nay với Kiều Lão, Kiều Lão nghe xong thì lập tức minh bạch Trương Dương vì sao muốn tìm ông ta, chuyện này ngoài mặt thì là có người muốn đập sạp hàng của Tân Hải, nhưng trên thực tế người ta nhằm vào Kiều ra bọn họ, Kiều Lão nói, mộng viện có biết chuyện này hay không, Trương Dương lắc đầu nói, tình hình chi tiết tôi không nói lại với cô ta. Kiều lão nói, có một số việc đừng cho nữ hài tử biết là tốt nhất. Ông ta rất hiểu Trương Dương, biết thằng ôn này không sợ trời không sợ đất, nhưng Trương Dương làm việc vẫn rất tỉnh táo, hắn sẽ không mù quáng xung động. Sau khi làm rõ tiền căn hậu quả của chuyện này thì tới đây bẩm báo với ông ta, mục đích là mà thử thái độ của mình. Kiều lão nói, nếu tôi khuyên cậu giàn xếp nhẹ nhàng, vậy phải chẳng cậu sẽ cho qua chuyện này. Trương Dương nói, ở trước mặt ngài, tôi cũng không dám nói dối, nếu ngài khuyên tôi như vậy, tôi sẽ ngoài mặt thì đáp ứng, ngoài mặt sẽ bỏ qua, nhưng tôi khẳng định sẽ vụng trộm úp sọt họ, cục tức này tôi nuốt không trôi, có thể là do tôi quá hẹp hòi nhỏ nhen. Kiều lão bật cười rồi nói khẽ, nam nhi lập thế, nên thẳng thắn vô tư, muốn chút giận thì cũng phải làm một cách đúng lý hợp tình. Chẳng lẽ người khác chơi mưu ngầm với cậu, cậu cũng dùng thủ pháp lén lút để đối phó hắn để đánh trả ư? Kiều lão lắc đầu, hạ sách, phải biết rằng bọn họ sở dĩ muốn chơi ngu ngầm, là vì họ biết mình đối lý, cho nên không dám lộ ra dưới ánh mặt trời, cậu thì sợ cái gì? Đạo lý ở trong tay của cậu, cậu có thể quang minh chính đại đối mặt với hắn, đối mặt với bất kỳ ai, người khác phụng trộm đánh cậu một quyền, cậu hoặc là lựa chọn lấy ơn báo oán, hoặc là cậu sẽ quang minh chính đại đánh trả lại gấp bội, lén lút, ha ha, ngược lại sẽ thành hạ sách. Mục đích Trương Đại Quan Nhân hôm nay tới đây chính là muốn nghe được những lời này của Kiều lão, lão gia tử nếu nói như vậy, chẳng khác nào cho hắn một viên thuốc an thần, người khác đánh anh một quyền, anh đánh trả lại gấp bội. Trương Đại Quan Nhân đã chuẩn bị tốt lắm rồi, nếu Kiều lão bảo trì trầm mặc đối với việc này, như vậy hắn sẽ không thể không chọn dùng thủ đoạn âm mưu, nhưng nếu Kiều lão đã nguyện ý làm chỗ dựa cho hắn, như vậy hắn sẽ quang minh chính đại triển khai phản kích. Dù sao thế lực của Triệu gia và Tạ gia cũng không phải nhỏ. Kiều Trấn Lương đã tới Tân Hải thượng nhiệm, cho nên tối hôm đó là xuất hiện ở nhà, y không ở nhà, Kiều Mộng viện càng tự nhiên hơn, cùng ông nội ăn cơm chiều, Trương Dương thì đi về trước, Kiều lão giữ cháu gái lại ở nhà, trong mắt ông ta cháu gái về kinh thành thì nên ở nhà. Trương Dương buổi tối còn có việc, hắn tới hội quán Vương phủ, Từ Kiến Cơ và Tiết Vĩ Đồng đều ở chỗ này chờ hắn. Từ sau khi ông nội qua đời, Tiết Vĩ Đồng trầm mặc hơn rất nhiều, không còn thấy vẻ hoạt bát hướng ngoại ngày xưa. Buổi tối hôm nay là cô ta lần đầu tiên ra ngoài chơi, bởi vì Tam ca Trương Dương từ Tân Hải tới cô ta mới nguyện ý tới gặp. Bên cạnh Từ Kiến Cơ còn có Hồng Nguyệt, Trương đại quan nhân tới ngồi xuống bên cạnh bên cạnh, cười ha ha nói, một đoạn thời gian không gặp, lại dính lấy nhau rồi à. Hồng Nguyệt mặt xấu hổ đến đỏ bừng, "Gắt Từ Kiến Cơ, anh đánh hắn cho em." Từ Kiến Cơ cười nói, "Dính với nhau thì sao? Anh ghen tị à, tôi nghe nói yên nhiên đá anh rồi." gần đây tâm lý có phải có chút biến thái hay không? Trương đại quan nhân cố ý thở dài. Tiết vĩ đồng nói, nhị ca, có phải anh mình đầy thương tích không, rồi thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả thôi. Trương Dương nói, thấy chưa, nhân gian tự có chân tình, vẫn là muội tử của chúng ta nghĩa khí, lão nhị à, anh chỉ biết bỏ đá xuống giếng thôi. Từ kiến cơ cầm chén rượu lên chạm với Trương Dương, người anh em có lỗi với anh, này, thôi thì tôi nay ăn uống đều để tôi trả, cô nương của hội quán vương phủ anh thấy thích anh thì cứ dắt đi hồng nguyệt đánh lên tay hắn một cái lưu manh không phải là dạy hư người ta ư từ kiến cơ nói hắn còn cần anh dạy à tiết vĩ đồng nói hai người các anh kẻ tám lạng người nửa cân chẳng ai nói được ai cả từ kiến cơ nói tôi khác mà đối với đối với hồng nguyệt là một trái tim hồng hướng về đảng trương đại quan nhân cười nói chắc là một trái tim hồng chia hai Hồng Nguyệt nói, tôi cũng thấy vậy. Từ kiến cơ nói, Trương Dương, anh không nghe người ta nói, thao hủy 10 tòa miếu chớ đừng hủy một cuộc hôn nhân à. Hắn nhìn Hồng Nguyệt rồi nói, anh đúng là chuẩn bị chia trái tim làm hai, một nửa cho em, một nửa cho con của chúng ta. Tiết Vĩ Đồng che miệng nói, bữa quá, nói nữa là em nôn đấy. Trương Dương nói, tôi cũng muốn nôn. Từ kiến cơ nói, tâm lý biến thái, không thể chịu nổi khi nhìn người khác ân ái hồng nguyệt thở dài nói anh chính là một kẻ lừa đảo chưa biết nói dối lừa em có điều đầu óc của em đơn giản luôn dễ dàng mắc mưu anh tiết vĩ đồng nói về sau đối với hồng nguyệt tốt một chút bằng không em không tha cho anh đâu trương dương uống cạn rượu vang trong chén tiết vĩ đồng lại rót cho hắn một ly tất cả nhân viên phục vụ đều bị cô ta đuổi đi rồi từ kiến cơ nói lão tam tôi nghe nói quầy hàng của anh ở quốc mậu bị người ta đập à Tiết Vĩ Đồng cũng vừa mới nghe nói tới chuyện này, lòng đầy căm phẫn nói, ai làm, em sẽ không tha cho hắn. Trương Dương cười nói, chuyện này anh có thể giải quyết. Từ kiến cơ nói, cần tôi giúp không? Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 215